chương 2.251, chọc giận. chương 2.251 chọc giận. Ngang hàng tế đàn giải trừ chúng sinh bình đẳng, tồn tại thời gian nhất định trên lệnh. Từ ngang hàng trong tế đàn giật tản ra ngoài màu cam điểm sáng, lan truyền đến đám người minh vi bên kia, ước chừng cần 2-3 hơi thở thời gian. Mà 2-3 hơi thở thời gian, đối với Diêm Hải mà nói đã là dư xài rồi. Bây giờ Diêm Hải khôi phục sức mạnh của bản thân, cả người giam cầm đều biến mất không còn một mảnh, kinh khủng giật tán từ trong cơ thể hắn tản mát ra. Một bị ngạn cảnh cường giả toàn lực nhất kích, đừng nói giết chết mấy trăm người, chính là hơn 10 triệu, hơn trăm triệu phàm nhân, cũng không phải việc khó gì. Tại Diêm Hải to lớn trong tiếng gầm gừ, thân hình của hắn bắt đầu tăng vọt, lập tức hóa thành 40 vạn trượng cao lớn cự nhân. Đùng. Tám con cự long hình dáng tia chớp, vây quanh thân hình của hắn điên cuồng quay quanh. Nghĩ tới những người này đều muốn chết trên tay chính mình, trong lòng diêm hải là như thế thoải mái minh vi kim lao quái còn có tất cả lưu phóng giả còn có giám ngục trưởng nhất tộc hết thể chết đi cho ta diêm hải không chút do dự thò tay vô phía dưới cái kia tám con cự long giống vậy tia chớp lẫn nhau quay quanh phía dưới đã hướng phía chém giết mọi người chút xuống mà đi giờ phút này tất cả mọi người đều có chút không rõ giám ngục trưởng nhất tộc tộc trưởng sững sờ nhìn xem cái kia một mảnh dài hẹp lớn cự long tia chớp chống quái trượng, thân thể còn xuống, chính là sâu kín thở dài một cái. Một cảm giác vô lực lập tức chạy lên não. Hắn đã chẳng muốn đi tưởng Diêm Hải là giải thích như thế nào trừ chúng sinh bình đẳng rồi. Hiện tại giám ngục trưởng nhất tộc đã là tan tác xu thế, vị kia thủ mộ nhân tuy đánh bại người xâm nhập trong lợi hại nhất hai người. Nhưng cũng là chuyện vô bổ, hắn không có khả năng cưỡng cầu đối phương quá nhiều. Hiện tại bọn hắn đã không có khả năng cứu vãn, cũng không có vãn hồi ý nghĩa. Mà Minh Vi, Kim Lão, còn có những thứ khác lưu phóng giả cảm nhận được vẻ này uy thế to lớn, nhìn rõ ràng Diêm Hải cái kia lớn vô cùng thân ảnh của sau, trong mắt cũng đầy là không cam lòng. Trước đây để cho Diêm Hải đào tẩu, cuối cùng lại chôn giấu như thế mầm thai họa ai vậy cũng chưa từng dự nghĩ tới. Cái kia tám cái hình rồng tia chớp trong nháy mắt tới gần, chỉ là tia chớp truyền ra nổ vang tiếng nổ, khiến cho màng nhĩ của tất cả mọi người vỡ vụn, lô thai đổ máu. Cuối cùng là phàm nhân chi khu, chẳng qua là cái kia hình rồng kia chớp tản mát ra Vì thế, cũng đủ để diệt sát bọn hắn rồi. Nằm xuống trên đất La Trinh thấy được một màn kia, trên mặt cũng hiện ra cười khổ. Không nghĩ tới rằng co, tất cả mọi người phải chết ở chỗ này. Thủ mộ nhân đứng ở bên người của La Trinh, nhìn xem một màn này, miệng có chút mở ra. Hắn chẳng thể nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy. Con mẹ nó, sơ suất. Nếu như không có chúng sinh bình đẳng hắn đương nhiên sẽ không đem diêm hải để ở trong mắt đừng nói một diêm hải rồi cho dù là cái thế giới này tất cả lưu phóng giả cùng tiến lên hắn cũng chút nào không để trong mắt có thể những cái kia màu cam điểm sáng còn ở phía xa chậm rãi phiêu động rất hiển nhiên tại tu vi của bản thân khôi phục lúc trước những cái kia hình rồng tia chớp sẽ đưa hắn trực tiếp nuốt hết có thể thủ mộ nhân cuối cùng không phải là tầm thường bị ngạn cảnh cường giả trong mẫu thế giới hắn cũng là có đếm được một trong mấy người kia. 67-356 Chúng sinh bình đẳng quý vi chân lý thần thông, đối với hắn áp chế thật là thật lớn, nhưng hắn cũng không phải không cách nào đối kháng. Đã đến sinh tử trước mắt, nay thủ mộ nhân cuối cùng là nghiêm túc rồi. Lên. Chỉ nghe được hắn trợn quát một tiếng. Từng đạo huyết văn từ hai má của hắn chỗ lan tràn ra, những cái kia huyết văn như cùng một đóa đoá, đoá tường vân nở rộ đồng thời hắn cả người nổi gân xanh chính là dùng hết toàn lực ô ô ô nz từng đạo màu xanh tiểu quang điểm thứ bên ngoài thân thể hắn sâu ra nam dưới đất la trinh thấy một màn như vậy đồng tử cũng là đột nhiên trợ to lúc trước chính là chỗ này chút làm sắc quang điểm xâm vào thể nội về sau lại để cho tu vi của tất cả mọi người cũng bắt đầu suy giảm những thứ này làm sắc quang điểm hẳn liền đại biểu chúng sinh bình đẳng thần thông, gia hỏa này vậy mà có thể chống cự này một thần thông, hứng rắn đem từ trong thân thể bước đi ra. Chúng sinh bình đẳng thế nhưng là hỗn độn cổ thần bố trí. Hiện tại La Trinh mới ý thức tới, này thủ mộ nhân thực lực chân chính cường hãn đến mức nào, chính mình bại hoàn toàn trên tay hắn tựa hồ cũng không an, đem những cái kia làm sắc quang điểm bước đi ra về sau thủ mộ nhân khí thế của cả người cũng đã xảy ra kịch liệt biến hóa giờ phút này cái kia tám cái hình rồng kia chớp đã bay vút đến kia chớp nhấc lên sóng khí cuồn cuộn con đường này hai bên phòng ốc không ngừng mà sụp đổ trên đường đi lưu phóng giả cùng các tộc nhân của giám ngục trưởng nhất tộc bị hình rồng kia chớp chìm ngập lập tức trực tiếp bị mai một trong đó không có chút nào phản kháng hoặc là tránh chỗ trống kia chớp này một đường kéo dài đến thủ mộ nhân trước mặt lúc thủ mộ nhân có chút vươn tay hướng xuống nhẹ nhàng chỉ một cái la trinh cũng không có cảm nhận được thủ mộ nhân thi triển thần thông gì cũng không có cái gì năng lượng ba động thế nhưng là tám cái hình rồng kia chấp một đường đánh tới vọt tới thủ mộ nhân trước mặt cũng không còn cách nào vượt qua một bước có một đạo vô hình màn sân khấu ngăn ở thủ mộ nhân trước người những thứ này hình rồng kia chấp tựa hầu nghe theo thủ mộ nhân chỉ lệnh thay đổi phương hướng hướng chạm đất hạ mà đi ra hòa này có thể điều khiển lực lượng của người khác. La Trinh thấy một màn như vậy cũng rất cảm thấy thần kỳ. Quanh long 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 long. Cái kia tám cái hình rồng kia chấp một đường đi xuống dưới, lập tức đem mặt đất đánh ra một cái sâu không thấy đáy hố to. La Trinh nằm xuống này hố to biên giới, giống như là nằm ở cạnh vách núi vậy. Diêm hải một kích này, vốn là tin tưởng tràn đầy một kích. Hắn không tin có ai có thể ngăn cản hắn hiện tại cho dù là trăm một phần vạn lực lượng nhưng như thế một màn ly kỳ cuối cùng là đã xảy ra có người không chỉ có chặn công kích của chính mình thậm chí còn cướp đi lực lượng của hắn điều này sao có thể coi như là minh vi khôi phục thực lực cũng không làm được đến mức này hai mắt của diêm hải ngưng tụ phía dưới thẳng chăm chú vào thủ mộ nhân trên người người là ai diêm hải mở miệng hỏi thanh âm của hắn mặc dù lớn nhưng ở đây chỉ sợ chỉ có thủ mộ nhân một người có thể nghe được thanh âm Màng nhị của những người khác sớm đã bị chấn nát. Ngươi không có tư cách biết nói thủ mộ nhân không đếm xỉa tới giờ tay lên cánh tay, hướng phía diêm hải lăng không trổ xuống. Hiện tại thủ mộ nhân trong lòng tức giận dị thường. Hắn trợ giúp giám ngục trưởng nhất tộc xuất chiến, lại cùng la trinh một phen quần chiến, đều là ôm thập phần tâm tình vương lỏng. Đối với hắn mà nói, những thứ này cũng chẳng qua là dài rằng giặc năm tháng nhàm chán một lần chế thuốc mà thôi hết lần này tới lần khác người này lưu phóng giả không biết sống chết, lại đoạt trước một bước giải trừ chúng sinh bình đẳng, làm cho hắn không thể không gắng gượng tránh thoát chúng sinh bình đẳng. Cho dù là hắn, đối kháng hôn độn cổ thần chúng sinh bình đẳng cũng không phải một chuyện dễ dàng, phải bỏ ra tương đối lớn một cái giá lớn. Bởi vì diêm hải loại này tiểu lâu la trả giá giá lớn như vậy, thủ mộ nhân như thế nào không nổi táo. Hắn hiện tại một lòng chỉ muốn đem giá hỏa này sẽ nát cho thông khoái ba trăm sáu mươi tìm tòi rực nửa phù sinh thủ mộ nhân như vậy lăng không vỗ phía dưới một đạo vô hình bàn tay liền hướng phía diêm hải nặng nề chụp được tới diêm hải lập tức cảm giác một cỗ không cách nào ngăn cản lực lượng đè ép xuống cái kia cao tới bốn mươi vạn trượng trong thân thể cốt cách vỡ vụn thanh âm dường như sấm sét nổ vang đùng 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 diêm hải thậm chí không kịp giải trừ hoang thần thân thể to lớn đầu đã bị kết kết thật thật đập bẹp To lớn thân thể nhanh chóng tan vỡ, giống như là một ngọn núi sụp đổ vậy. Cho đến hắn thần hồn câu diệt về sau, hoang thần chi lực bắt đầu nhanh chóng giật tán, chỗ này không ngừng vỡ nát thân thể khổng lồ mới nhanh chóng thu nhỏ lại, biến mất ở trong tầm nhìn của mọi người. Mà lúc này đây những cái kia màu cam điểm sáng mới tha thức đến chế, đã đánh vào chúng trong cơ thể con người. Chương 2.252 Nhân Hoàng Chương 2.252 Nhân Hoàng lúc này minh vi đã chi chống được cực hạn bởi vì mất máu quá nhiều sắc mặt của nàng giống như tờ giấy trắng ý thức cũng hoàn toàn ở vào mơ hồ trạng thái khí tức sinh mệnh đã thập phần yếu ớt nàng hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra chẳng qua là dựa vào còn sót lại ý chí đau khổ trèo trống ngay vào lúc này một đạo kia màu cam điểm sáng đã đánh vào trong cơ thể của nàng nguyên bản bị áp chế tu vi nhanh chóng khôi phục gần như khô kiệt sinh mệnh chi lực ở trong nháy mắt trở nên súng mãn cái kia nhỏ yếu khí tức trong nháy mắt tăng vọt mấy ngàn vạn lần minh vi không cần thi triển bất luận cái gì thần thông chẳng qua là theo dựa vào chính mình thân thể cường đại khí huyết có thể nhanh chóng khôi phục trôi này cắm ở ngực nàng đoàn đao tại bắp thịt nhúc nhích phía dưới tự hành từ trong miệng vết thương lui ra khi này đoàn đao thối lui ra lập tức miệng vết thương đã hoàn toàn khép lại thậm chí không có chút nào vết sẹo chỉ để lại hoàn mị không một tì vết làng ra. Ngoại trừ bên ngoài minh vi, những cái kia bị thương rất nặng lưu phóng giả đám, cũng bắt đầu nhanh chóng khôi phục Lần lượt từng khí thế mạnh mẽ khuyết tán ra, tỏ khắp ở trong không gian này. Trong giám ngục trưởng nhất tộc ít hắc bào nhân này, cũng tương tự khôi phục tu vi của bản thân. Bọn hắn nhất tộc trong cũng không có người vượt qua bị ngạ cảnh, so sánh với đám người minh vi, khí thế của bọn hắn cực kỳ bẽ nhỏ. Nhưng giờ này khắc này, đám người minh vi đều không có hành động thiếu suy nghĩ ánh mắt của bọn hắn ngay ngắn hướng nhìn về phía la trinh bên kia tại bên người của la trinh còn có một cực kỳ mạnh mẽ quái vật tồn tại cái kia thủ mộ nhân có thể từ chúng sinh bình đẳng trong dãy rùa, hơn nữa nhất ba trưởng liền có thể đem diêm hải hiên viên nhất tộc chủ chết cương đại như vậy ra hỏa vô luận là minh vi hay vẫn là kim lão đều là vạn phần kiên kỵ nếu như gia hỏa này đứng ở giám ngục trưởng nhất tộc bên kia bọn hắn căn bản không có sinh cơ chút nào nhưng trên mặt của minh vi ngược lại là không có quá nhiều lo nghĩ gia hỏa này rõ ràng sẽ không phải chịu giám ngục trưởng nhất tộc sai khiến nếu như giám ngục trưởng nhất tộc thật sự có thể sai khiến hắn như vậy căn bản không cần mở chúng sinh bình đẳng chỉ cần một mình hắn liền có thể ngăn cản tất cả lưu phóng giả la trinh không hề bị đến chúng sinh bình đẳng áp chế về sau cũng từ dưới đất chậm rãi bỏ lên thủ mộ nhân thể hiện ra như vậy thực lực cường đại bọn họ cùng thủ mộ nhân ở giữa chiến tranh giống như có lẽ đã trở nên không quan trọng gì hết thể đều chờ này thủ mộ nhân xử lý cùng cụt giám ngục trưởng nhất tộc tộc trưởng ném đi quả trượng bước nhanh đi tới thủ mộ nhân trước mặt thò tay vai trào đến cùng vừa rồi thủ mộ nhân xuất thủ một màn kia cũng là rung động thật lớn giám ngục trưởng nhất tộc giám ngục trưởng nhất tộc ta cùng ngài vì hàng xóm nhiều năm nhìn tại chủ nhân phân thượng đem các loại lưu phóng giả đám trục xuất đi tộc trưởng trong nội tâm minh bạch, thủ mộ nhân mới là bọn hắn một cái phao cứu mạng cuối cùng. Nghe nói như thế, trong lòng đám người Minh Vi cũng là lộ bột một tiếng. 67-356 Ví như nếu thật bị giám ngục trưởng nhất tộc nói phục thủ mộ nhân, bọn hắn chỉ sợ thật sự thua cả văn bài. Vị tiền bối này, ta chính là Lê Sơn Trăm Vi cửa môn chủ, bị nhốt ở đây mà thực không cam lòng, nếu có thể trở lại Lê Sơn, lê sơn nhất mạch ta nhất định ghi nhớ phần ân tình này minh vi luôn miệng nói thủ mộ nhân nhàn nhạt nhìn minh vi liếc mắt lê sơn ân tình ha 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 một trận này tiếng cười quỷ dị chính là để cho minh vi sởn hết cả da gà tâm của những người khác lập tức cũng treo lên trong mẫu thế giới cường giả vô số từ thái cổ phát triển đến nay ra đời vô số kinh diễm trác tuyệt nhân vật cũng diễn hóa ra rất nhiều đại thế lực nữ hoa tộc trong mẫu thế giới cũng là cường tộc một trong vạn nhất người này cùng nữ hoa tộc có cựu hoán minh vi lời nói này sợ là sẽ phải phát ra nổi hiệu quả ngược minh vi đương nhiên biết rõ trong đó lợi và hại có thể người này tại chúng sinh bình đẳng phía dưới đã giúp đỡ giám ngục trưởng nhất tộc xuất thủ qua nếu như người này gật đầu đáp ứng giám ngục trưởng nhất tộc những người khác chỉ sợ rốt cuộc không có chút nào chuyển cơ thủ mộ nhân nhìn chằm chằm vào minh vi một hồi lâu mặt biến sắc được thâm trầm tựa hồ có cái gì ghi lòng tạc dạ trí nhớ bị phát thảo đi lên đừng nói ngươi bất quá là trong lề sơn nho nhỏ một người môn chủ coi như là nữ hoa thật sự phải nhớ này một phần ân tình ta đây một anh cũng đảm đường không nổi anh la trinh nghe nói như thế sắc mặt lập tức hết sức cổ quái nữ hoa còn có ca ca mà minh vi kim lão còn có một chúng lưu phóng giả đám nghe được thủ mộ nhân mà nói nguyên một đám cũng là quá sợ hãi bọn hắn vạn vạn không nghĩ đến lại ở chỗ này đụng phải như vậy một vị nhân vật nhất là minh vi nhìn chằm chằm thủ mộ nhân lắp bắp nói ra ngài 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 là nhân hoàng phục hy đại nhân nhân hoàng phục hy trong mẫu thế giới địa vị cao cả tồn tại tại chỗ lưu phóng giả đám lại có ai chưa từng nghe nói tới cái danh này thủ mộ nhân hừ một tiếng xem như chấp nhận suy đoán của minh vi lê sơn chi chủ ta từ phục hy đại nhân sau khi mất tích một mực sầu nào gắt ức trong thời gian nghìn vạn năm không thấy hớn hở không nghĩ tới phục hy đại nhân đúng là vây khốn ở nơi này không là lưu ở nơi đây minh vi nói ra tại minh vi nghĩ đến này ngục giam có thể vây khốn bọn hắn những thứ này lưu phóng giả có thể quả quyết là trói không được phục hy đấy phục hy trong mắt mơ hồ toát ra một chút ánh sáng ngươi nói là sự thật thiên chân vạn xác ta bị lưu vong lúc trước lê sơn nhất mạch ta tổ chức đạo tiệc nữ hoa đại nhân cũng chưa từng mặt đường tục truyền cũng là bởi vì phục hy đại nhân minh vi lại nói minh vi thân là bạch vi cửa đích môn chủ trong lê sơn địa vị không thấp tự nhiên năng biết được một ít bí mật phục hy thị cùng nữ hoa thị nguyên bổn chính là một đôi huynh muội nhưng về sau tức thì kết làm phu thê cũng không biết giữa bọn họ xảy ra chuyện gì mâu thuẫn phục hy liền là giận dỗi trốn đi cuối cùng biến mất trong mâu thế giới nữ hoa thị mấy lần tìm kiếm cuối cùng không được phục hy thị tung tích ai cũng chưa từng nghĩ đến phục hy thị lại đã sớm cách xa mâu thế giới núp ở toàn bộ hỗn độn dưới đáy ở chỗ này ở nhiều năm như vậy nghe được lời của minh vi phục hy trong thần sắc toát ra vẻ phức tạp cuối cùng chính là ung dung thở dài một tiếng hắn cuối cùng là không bỏ xuống được cô mội muội này sau đó phục hy nhìn giám ngục trưởng nhất tộc tộc trưởng liếc mắt chợt nói ra ta từng nói với ngươi cái thế giới này vốn chính là một cái thất bại kết quả khư ánh mắt cũng sẽ không nhìn chăm chú nơi đây ta dựa theo ước định xuất thủ các ngươi thất bại chính là thất bại thả bọn họ đi ta bảo vệ các ngươi nhất tộc bình an tộc trưởng nghe xong phục hy cùng minh vi một phen nói chuyện với nhau cũng biết này thủ mộ nhân không có khả năng đứng tại bọn họ bên này hắn bây giờ còn chịu che chở giám ngục trưởng nhất tộc đã coi như là thiên đại mặt mũi bọn hắn giám ngục trưởng nhất tộc căn bản không có lựa chọn khác sau đó phục hy bỗng nhiên thò tay bắt được một bên la trinh ngươi cùng ta đến lập tức hắn liền cùng la trinh hướng phía tụ cư địa phía sau phi đột thấy một màn như vậy kim lão lập tức khẩn trương không nớt lời hô phục hy đại nhân phục hy đại nhân có thể phục hy ở đâu để ý tới hắn trong nháy mắt liền biến mất tại trong mắt mọi người nhìn xem kim lão như thế dáng vẻ lo lắng minh vi chính là an ủi yên tâm la trinh sẽ không có sự tình Tuy rằng không rõ ràng lắm phục hy bắt đi mục đích của La Trinh, nhưng hắn cũng không có hại lý do của La Trinh. Dưới mắt bọn hắn đã thắng được cuộc chiến tranh này thắng lợi, hiện tại liền nên chém đoạn trói buộc tại bọn họ trên người chớ chú chi liên rồi. Chương 2253, Genget. Chương 2.253 Genget. La Trinh từ một loạt thấp lùn trên phòng ốc xét qua, lập tức đập vào mi mắt là một ngọn núi thấp tại đây trên ngọn núi thấp tọa lạc từng khối sáu thước gặp cao màu đen mộ bia bay vọt những thứ này mộ bia về sau tại núi thấp lui về sau lại xuất hiện một khối cao lớn mộ bia đang lúc la trinh nghi hoặc này mộ dưới tấm bia chôn giấu người nào thời điểm phục hy tiện tay quăng ra phía dưới la trinh liền hướng phía phía dưới té tới lâm gần xung quanh mặt ước chừng một xích khoảng cách lúc la trinh mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái vững vàng đứng ở nơi này cao lớn mộ dưới tấm địa phương lập tức thân hình của phục hy lóe lên, cũng đứng ở mộ bia ngay phía dưới. la trinh quan sát một chút cái kia u hắc mộ bia này trên bia mộ không có minh văn, cũng không có khắc dấu, không biết mộ dưới tấm bia chôn là người phương nào. ngươi dẫn ta tới nơi đây cái gì? la trinh hỏi. phục hy biểu tình trên mặt thập phần bình thản, hắn giờ phút này nhìn qua giống như là một người tầm thường một dạng không có chút nào trô khắc thường ai có thể nghĩ tới tên này có thể tiện tay giết chết bị ngạn cảnh cường giả hơn nữa còn là diêm hải một cấp độ kia cường giả hắn không có trả lời lời của la trinh tiện tay ở trên bia mộ nhẹ nhàng khẽ bóp nay mộ bia dưới đấy thì có một mảnh dài hẹp kim tuyến chậm rãi lan tràn ra những thứ này kim tuyến bất mãn leo lên phía trên rất nhanh tỏ khắp tại cả khối trên bia mộ la trinh quan sát liếc mắt nhìn không ra những thứ này kim tuyến có cái gì chỗ huyền diệu ta ở tại chỗ này thời gian thật lâu đã lâu rồi đại ước chừng ba mươi tỷ năm phục hy nhìn chằm chằm vào những cái kia kim tuyến thản nhiên nói cho dù là đối với ta mà nói ba mươi tỷ năm cũng là thời gian không ngắn toàn bộ đều lãng phí ở chỗ này nghe nói như thế la trinh cảm thấy mặc danh kỳ diệu ngươi cũng không phải bị vây ở chỗ này không phải có thể tùy ý ly khai sao la trinh chỉ biết là trước mắt cái này gọi phục hy ra hỏa rất lợi hại hơn nữa là ca ca của nữ hoa nghĩ đến cái này ngục giam hẳn là trói không được hắn gia hỏa này chính mình nguyện ý lãng phí thời gian ở chỗ này hiện tại cũng nói loại lời này la trinh tự nhiên không nghĩ ra ly khai từ trong cặp mắt phục hy ánh sáng màu vàng kim lóe lên một cái một cái tay đã khoác lên la trinh trên bờ vai giang giác một cỗ không cách nào chống cự lực lượng thêm tại la trinh trên bờ vai xương bả vai của la trinh lập tức bể bột phấn làm trong thân thể vẻ này đau đớn còn không kịp truyền đạt tại la trinh nào hải thời khắc phục hy trong tay hảo quang lóe lên la trinh tan vỡ xương bả vai đã khôi phục như lúc đầu ngươi biết ta ly khai đem ý vị như thế nào phục hy lạnh lùng nói la trinh nết miệng không biết ngươi không hiếu kỳ sao phục hy lại hỏi không hiếu kỳ la trinh trả lời phục hy đối với la trinh mà nói hắn bây giờ ý tưởng chính là chặt đứt chớ chú chi liên ly khai này ngục giam. Phục Hy này nguyện ý ở lại chỗ này, cùng La Trinh hắn lại có chút quan hệ. Phục Hy nhìn chầm chầm La Trinh một hồi lâu, mới căm giận bất bình nói, xem ra ngươi cái gì cũng không biết. Đây hoàn toàn không có đạo lý. Không tại sao phải lựa chọn ngươi, vì sao chọn ngươi. Nghe nói như thế, La Trinh nhịn không được trận trắng mắt, tha nửa ngày ra hỏa này xoắn suýt hay vẫn là vấn đề này cho tới bây giờ la trinh đều không có quá để ý huyết mạch của hỗn độn cổ thần 67-356 chân lý thần thông thái quá mức phức tạp không nói uy lực cũng không tính lớn duy nhất có thể thể hiện chân lý thần đạo chỗ dùng địa phương cũng chỉ có chúng sinh bình đẳng hàng lâm sau vấn đề là hiện tại la trinh muốn trở về thần vực giám ngục trưởng nhất tộc luôn không khả năng đem chúng sinh bình đẳng hàng lâm trong thần vực sau đó hắn lại vận dụng chân lý thần thông đi ngăn được chứ tổng hợp cân nhắc phía dưới chân lý thần thông hiện giai đoạn đối với la trinh như cũ là gân gà ta cũng không biết la trinh nhìn xem kích động phục hy nhún nhún vai ta đây có thể đã đi ra sao đương nhiên không thể phục hy nói xong ba một tiếng vô vào này trên bia mộ trên bia mộ kim tuyến cũng bắt đầu điên cuồng chấn động lên phục hy này tiện tay sờ phía dưới liền có thể đem thân thể của la trinh bóc nát này dùng sức vô sức mạnh bùng lên lại để cho trong lòng la trinh kinh hãi nhưng này mộ bia không biết là vận dụng hạng gì chất liệu chế tạo đã trúng phục hy nhất ba trưởng này đúng là vị nhưng bất động ta đã từng cùng khư lập nhiều đồ ước phục hy cắn răng nhìn chằm chằm vào mộ bia nói ra nếu là ta không cách nào khám phá này trên bia mộ huyền bí liền vĩnh viễn không rời đi nơi này ta muốn cho khư nhận đồng ta truyền cho ta huyết mạch đây là hy vọng duy nhất của ta phục hy ở tại chỗ này mục đích chính là vì đạt được chân lý thần thông của hỗn độn cổ thần trong mắt của phục hy chân lý thần thông thì không cách nào thông qua lĩnh ngộ thu hoạch đường tắt duy nhất chính là tập hợp huyết mạch của hỗn độn cổ thần khư cho hắn hy vọng có thể là hắn không cách nào phá giải còn không tức thì căn bản không từng để ý tới cho hắn phục hy hắn là nhân vật bậc nào đau khổ truy cầu mà thứ không tầm thường lại bị trước mắt la trinh tùy tùy tiện tiện đã lấy được trong lòng hắn là bậc nào không cam lòng lại là bậc nào ghen ghét la trinh này trên bia mộ huyền bí hay là muốn đổ cho dung đạo đại nhất thống năng lượng lĩnh ngộ, ta muốn mượn dùng ngươi chân lý phương tinh đẩy ngược, tại ta ngộ ra bí ẩn trong đó lúc trước, ngươi không nên muốn rời đi, hiện tại ngươi tế ra cái kia chân lý phương tinh đi phục hy còn nói thêm. Dùng thiên tư của phục hy, trong mẫu thế giới rất ít có cái gì có thể làm khó hắn. Sở dĩ hắn không cách nào khám phá mộ bia trong huyền bí, hay là bởi vì dung đạo đại nhất thống cực hạn, mà hắn suy đoán, lợi dụng la trinh chân lý phương tinh có thể giải quyết vấn đề này bởi vì la trinh chân lý phương tinh cũng là hôn độn cổ thần từ dung đạo đại nhất thống trong lĩnh ngộ nghe nói như thế trong lòng la trinh hơi kinh hãi gia hỏa này ở chỗ này tìm hiểu mấy trăm tỷ năm đều không có tìm hiểu ra trên bia mộ huyền bí nếu một mực không cách nào tìm hiểu ra đến chính mình chẳng phải là muốn ở chỗ này làm bạn không nhiều năm tháng ngươi muốn là vẫn là không cách nào tìm hiểu chứ la trinh hỏi vậy ngươi một mực cùng ta sao phục hy không chút lựa chọn nói ra đoan chúng la trinh lập tức mặt mũi tràn đầy vẻ buồn rầu thế nhưng là đối mặt như vậy không nói phải trái nhân vật mạnh mẽ la trinh không có chút nào cơ hội phản kháng ngoại trừ ngoan ngoãn nghe theo không có lựa chọn nào khác bất quá đúng vào lúc này la trinh ngược cốt trong phim cựu ngũ nhị thất ý thức bỗng nhiên khuyết tảng ra phục hy ngươi không nên lãng phí thời gian ngươi nhất định không cách nào trở thành chúng ta đại lý nhân cựu ngũ nhị thất lẻn vào la trinh trong cơ thể sau sẽ không từng cùng những người khác câu thông qua nhưng lần này nó vậy mà trực tiếp lựa chọn cùng phục hy câu thông phục hy cảm giác được vẻ này trong ý thức lời nói thân thể bỗng nhiên run lên nhìn chằm chằm lồng ngực của la trinh hỏi ngươi là không ta không phải là bản chủ cựu ngũ nhị thất chối bỏ nói ta chỉ là nó một đám phân hồn mà thôi một đám phân hồn phục hy ánh mắt lấp loe không yên cựu ngũ nhị thất tiếp tục nói bỏ rơi ngươi những cái kia cố gắng lên ta khuyên ngươi không nên làm khó la trình hắn dù sao cũng là bản chủ ngươi được chọn nếu là ngươi cố ý đưa hắn ở tại chỗ này bản chủ sau khi tỉnh dậy sẽ không bỏ qua cho ngươi chương 2254 trung yên chi chủ chương 2.254 trung yên chi chủ cựu ngũ nhị thất giọng của rất bình thản nhưng mơ hồ để lộ ra một tia ý uy hiếp phục hy tự nhiên không e ngại không một đám phân hồn nhưng này một đám phân hồn sau lưng nhưng đứng đấy một cái hỗn độn cổ thần cuối cùng cựu ngũ nhị thất cũng có thể ở trên trình độ nhất định đại biểu không này không khỏi phục hy không kiên kỵ hắn thật sự không nghĩ tới không vậy mà lại đem một đạo phân hồn ở lại la trinh trong cơ thể này càng thêm nói rõ hỗn độn cổ thần đối với la trinh coi trọng ta đã từng bái phỏng qua không tại sao phải cự tuyệt ta phục hy ta thật sự không đủ tư cách sao phục hy nhìn chằm chằm vào la trinh lại hỏi phục hy cần chính là khống chế một đạo chân lý dùng thực lực của hắn cùng thiên tư vô luận từ phương diện nào đến xem đều là đã đủ rồi nhưng khư hỏa không đều chưa từng tiếp nhận hắn khư càng là đã ra một vấn đề khó vì khó với phục hy cái này để cho phục hy canh cánh trong lòng cựu ngũ nhị thất lại mở miệng hỏi ngươi chán ghét cái này luân hồi sao so sánh với trong hỗn độn này vô số sinh linh ngươi vẫn luôn là nổi bật nhất viên kia ngươi đủ may mắn phục hy trầm mặc một hồi thân xác lập tức kích động lên ta đương nhiên chán ghét chán ghét này không dứt luân hồi cuối cùng mọi người lại lần nữa hóa thành một rốn đất vàng một lần nữa từng lần một đã tới này có ý nghĩa gì không có ý nghĩa chính là lớn nhất ý nghĩa bản chủ đã từng nói kiểu ngũ nhị thất còn nói thêm nói nhảm phỏng đoán các ngươi bản chủ mình cũng chán ghét nếu hắn không là tội gì muốn lựa chọn tiểu tử này phục hy ba thoáng một phát chỉ hướng la trinh nhìn xem phục hy như thế dáng vẻ kích động la trinh cũng là theo bản năng tránh đi nếu là bị trong sự kích động phục hy giết có thể thật sự oan phục hy cũng là bởi vì việc này mới có thể cùng nữ hoa sản sinh chia rẽ mới có thể trốn đi hắn nhận định chuyện tình tuyệt đối sẽ không buông tha cho bản chủ cũng hẳn là chán ghét hắn không muốn lựa chọn nguyên nhân của người ta cũng không rõ lắm hơn nữa hắn hiện tại đã lựa chọn la Trình. ngươi không nên vì khó với hắn cựu ngũ nhị thất nói ra mí mắt của phục hy không ngừng núp nít hung dữ nhìn chằm chằm vào la trinh hoa chân mua tay chỉ có ta mới có thể thành công chỉ có ta ta mới có tư cách làm trung yên chi chủ tiểu tử này cái này gọi la trinh tiểu tử hắn không có tư cách nhìn xem phục hy điên điên khùng khùng bộ dạng cựu ngũ nhị thất cùng la trinh đều bảo trì trầm mặc một hồi lâu tâm tình của phục hy rốt cuộc ổn định lại hắn lạnh lùng lườm la trinh liếc mắt lập tức nói ra ngươi đi đi ngươi không có sao chứ không biết vì sao chứng kiến cái bộ dáng này phục hy trong lòng la trinh bỗng nhiên có chút thương hại hắn rồi mỗi người truy cầu rất bất đồng phục hy theo đuổi thứ đồ vật đối với bây giờ la trinh xem ra chính là không đáng một đồng hắn trả rất nhiều mà không đích sắc có chút đáng thương phục hy một tay chống đỡ ở trên bia mộ cơ cơ tay với la Trinh, ngươi còn không có tư cách quan tâm ta hắn lúc nào cần chính là một chân thần đến quan tâm la trinh núi vai quay người chuẩn bị ly khai liền nghe được phục hy còn nói thêm đợi một chút la trinh xoay đầu lại trong mắt hơi nghi hoặc một chút không biết hắn lại muốn làm gì ngươi chủ tu đạo pháp tự nhiên chân ý nhưng không một thần đạo viên mãn Phúc hy hỏi Là trinh nhẹ gật đầu hắn hiện tại như trước chẳng qua là thượng vị chân thần còn không có bước vào viên mãn 67-356 tạo thành như vậy nguyên nhân cũng là cùng hắn não hải trong vô lượng xích có quan hệ thân cách của hắn thái quá mức hôn tạp rồi đã thu nạp trong thần vực mấy trăm loại thần đạo chính vì vậy tu vi tăng lên cũng là khó khăn trùng trùng điệp điệp một mực bất đắc dĩ nhập đại viên mãn giai Ngươi rất kỳ quái Phục Hy nhìn chằm chằm vào La Trinh dò xét từ trên xuống dưới. Trong mẫu thế giới, có thiên phú chân thần thành tựu đại viên mãn không hề khó khăn, nhưng tưởng muốn lĩnh ngộ đạo chi chân ý tức thì ngàn vạn khó khăn. Mà La Trinh tựa hồ là trái ngược. Phục Hy từ trên thân La Trinh cảm nhận được vài loại đạo chi chân ý, hơn nữa đạo pháp tự nhiên chân ý giống như có lẽ đã rất trọn vẹn, thậm chí có tư cách bắt đầu qua sông chân ý chi hải rồi. Loại tu vi này lên đổi chiều để cho phục hy hết sức kỳ quái hắn thậm chí hoài nghi không có phải hay không vừa ý la trinh điểm ấy mới lại chọn la trinh có thể để cho ta thăm hỏi thoáng một phát thần cách của ngươi sao phục hy lại hỏi chỉ sợ không được la trinh lắc đầu tuy nói phục hy này nhìn qua cũng không có địch ý gì có thể la trinh cũng không nguyện ý đem vật gì đều bại lộ cho người này chứng kiến la trinh cảnh giác bộ dạng phục hy khẽ mỉm cười nói năm đó ta cũng là chủ tu đạo pháp tự nhiên chân ý mới có thể hoành độ bị ngạ, ta có thể giúp ngươi đột phá bây giờ gông cùng xiềng xích chỉ điểm ngươi nghe nói như thế la Trinh trong mắt hơi lóe lên hôn độn cổ thần tuy rằng di thực huyết mạch cho mình nhưng ở tu vi của bản thân trên cũng không có thực chất tính trợ giúp thực lực của phục hy này thâm bất khả chắc như cho hắn một phen chỉ điểm phục hy ước chừng phát giác được la Trình trên mặt ý động chi sắc cười nhạt một tiếng không nói lời nào hướng phía La Trinh chỉ một cái. La Trinh cảm giác được đan điền của chính mình nóng lên, hắn còn đến không kịp ngăn cản. Phục Hy này đã phóng ra một đám phân hồn trốn vào mình thể nội thế giới. Thần cách này. Chú ý tới thần cách của La Trinh về sau, Phục Hy cũng là hơi sướng sở, lập tức ha ha nở nụ cười hai tiếng. Người cười cái gì? La Trinh nhíu mày nói ra. Lại là một truy cầu dung đạo đống ốc, ta còn tưởng rằng ngươi có năng lực gì đâu rồi chẳng lẽ không cho rằng người có thể thành công dung đạo phục hy cười hắc hắc nói phục hy một ít sợi phân hồn chui vào la trinh thể nội thế giới về sau liếc mắt liền đã nhận ra la trinh thần cách dị thường dài thân cách chính là tu luyện một loại năng lượng đã đến cực hạn sau sinh ra kết tinh nói chung đại nhiều mấy chân thần chỉ tu một loại năng lượng số rất ít thiên tài có thể tu thành hai loại đến ba loại trong thần vực là như thế trong mẫu thế giới cũng là như thế có thể trên thế giới này luôn luôn như vậy một đám người không an phận bọn hắn biết chân lý thần thông thì không cách nào lĩnh ngộ bởi vì vì tất cả chân lý thần thông đều đến từ chính hôn độn sơ khai dung đạo đại nhất thống năng lượng đó là duy nhất đạt được chân lý thần thông cơ hội trừ lần đó ra cũng chỉ có thể dựa vào huyết mạch của hỗn độn cổ thần cấy ghép mà huyết mạch cấy ghép càng khó đạt được tựa như phục hy truy tìm lâu như vậy như trước không có được vì vậy đám kia người không an phận chính là si tâm vọng tưởng tưởng muốn dung hợp thần đạo trong năng lượng vì sao chế tạo ra dung đạo đại nhất thống lại bằng vào dung đạo đại nhất thống đạt được chân lý thần thông loại này tưởng tượng tuy là rất tốt đẹp đấy thế nhưng là không có bất kỳ người nào thành công dung đạo hình thành thần cách căn bản không có khả năng hoàn chỉnh ngưng tụ thành dân già loại thủ đoạn này cũng bị buông tha cho phục hy bỗng nhiên trên người la trinh chứng kiến loại này thần cách Tự nhiên cảm thấy có chút buồn cười. Chủ nhân nhìn chúng không phải là La Trinh một điểm này, chủ nhân đương nhiên biết rõ dung đạo là không thể nào thành công kiểu ngũ nhị thất mở miệng phản bác. Nghe được kiểu ngũ nhị thất mà nói, Phục Hy khẽ gật đầu. Ngược lại là tìm được tâm lý thăng bằng. Đối với La Trinh cười hắc hắc nói, tuy rằng ngươi chỗ lanh thần đạo rất hỗn tạp, nhưng ta vẫn có thể giúp ngươi bước vào đại viên mãn. Chính ngươi lựa chọn một loại thần đạo đi. Chương 2255. Bắt quái lũ. chương 2.255 bắt quái lục Lông mày của La Trinh nhẹ nhàng dơ lên, trên mặt ngược lại có chút vẻ nghi hoặc, chính là mở miệng hỏi, ngươi cũng hiểu được tam thiên thần đạo. Vừa rồi Phục Hy còn đang cười nhạo La Trinh, vậy mà truy cầu dung đạo loại này rất ngu cử động. Hiện tại lại nói cho chính mình biết, hắn có thể tùy ý chọn một cửa thần đạo. Nói cách khác Phục Hy cũng tu luyện tam thiên thần đạo. Đều nói tam thiên thần đạo là si Vu mà sáng tạo. Phục Hy vậy mà cũng hiểu. Nghe được La Trinh hỏi lại, Phục Hy mặt lộ vẻ một tia xấu hổ, tam thiên thần đạo ta phải không hiểu, nhưng là nắm giữ thất thất bát bát, lúc trước si vưu mở khơi dòng về sau, ta đã từng thử qua dung đạo. Đại thế giới tu luyện pháp là do nữ hoa sáng chế, tại là có nữ hoa tạo nhân lời nói. Mà tam thiên thần đạo tức thì do si vưu sáng chế, mà trước đó, mọi người chẳng qua là đem năng lượng nào đó tu luyện đến mức tận cùng, để sáng lập thể nội thế giới cũng không có một cái nào sơ lược quy nạp khi đó sivu vì truy tìm dung đạo đại nhất thống gắng đạt tới dung hợp trong mẫu thế giới tất cả năng lượng có thể lúc kia đối với các loại bác tạp năng lượng cũng không có phân loại sivu hao phí một quang thời gian không ngắn bằng vào hắn siêu cường thiên tư rốt cuộc một số một cửa đích thu thập đủ rồi chính là nhóm ra ba số lượng vị chi tam thiên thần đạo cũng bởi vì này tam thiên thần đạo phương pháp phân loại đưa tới dung đạo dậy sóng thoát thai từ thái cổ đám người kia vật hoặc nhiều hoặc ít đều đang truy đuổi tìm chân lý thần thông tự nhiên nguyện ý thử nghiệm dung đạo nhưng cuối cùng phát hiện con đường này là đi không thông đừng nhìn phục hy hiện đang cười nhạo dung đạo liền từ hắn bây giờ đối với chân lý thần thông khát vọng đến xem năm đó hắn thế nhưng là thập phần cuồng nhiệt si vu chỗ hàng tam thiên thần đạo hắn tổng cộng nắm giữ hai sáu trăm ba mươi cửa hơn nữa dựa theo hắn quy nạp xivu tam thiên thần đạo trong có không sai biệt lắm ba trăm cửa thần đạo là tái diễn tỉ như ly thủy thần đạo cùng huyền băng thần đạo chẳng qua là năng lượng biểu hiện bất đồng trên thực tế lấy từ ở cùng một loại năng lượng hắn vất vả khổ cực nắm giữ những thứ này cuối cùng nhất là không thu hoạch được gì không có thể đem những năng lượng này thống nhất lại tự nhiên rất cảm thấy thất vọng thất vọng ngoài hắn quay tới liền cười nhạo tất cả ý định dung đạo người về sau đã liền xivu cũng thừa nhận đem tam thiên thần đạo dung hợp vào nhau hóa ra dung đạo đại nhất thống năng lượng là chuyện không thể nào cho nên nhìn thấy la trinh xỏa hề hề đã dung nạp mấy trăm loại thần đạo tự nhiên muốn trảo phúng mấy câu la trinh tự nhiên không biết ý nghĩ trong lòng của phúc hy hắn suy tư một chút về sau lập tức nói ra ta chọn trảm tình thần đạo lúc trước la trinh không ngừng mà dùng linh ô mạch lạc thần cách nhưng hắn tại thần đạo lên lục lọi một mực dừng bước không tiến hiện tại hắn muốn trở về thần vực tự nhiên muốn vội vàng cần tăng cao tu vi, lựa chọn một số thần đạo đột phá. Có thể phục hy nhẹ gật đầu. Vừa rồi hắn dưới sự điều tra đã phát hiện La Trinh chủ thần cách là trạm tình thần đạo, cho nên đối với lựa chọn của La Trinh không hề cảm thấy bất ngờ. Lập tức phục hy nhẹ nhàng vỗ phía dưới, một chương màu xám trắng bản vẽ phiêu hốt mà ra, treo lơ lửng ở hắn cùng với trên đầu La Trinh tích lưu lưu chuyển không ngừng. La Trinh ngẩng đầu nhìn lên phía dưới, liền thấy cái kia đồ trong giấy hiện lên một cái thật lớn bắt quái mà ở bắt quái trong tức thì có vô số màu xám trắng trạch lưu động tại đây bắt quái xoay tròn phía dưới tản mát ra một cỗ huyền diệu khí tức. đây là cái gì là trinh ngạc nhiên nói còn đây là bắt quái lục phục hy trên mặt hiện ra vẻ đắc ý thế nhân đều biết phục hy có được thái cổ bắt bảo theo thứ tự là long hà đồ quy lạc thư thanh thệ thảo phượng hoàng cẩm luyện yêu hồ bắt quái lục thiên địa qua, trường sinh bộ. Này bác bảo mỗi một kiện một mình lấy ra, đều đủ để đưa tới vô số cường giả ngấp ngẽ, thậm chí cả điên cuồng. Có tác dụng gì? La Trinh lại hỏi. Lập tức ngươi sẽ biết dứt lời Phục Hy nhẹ nhàng chỉ một cái, bát quái lục kia tích lưu lưu chuyển nhanh chóng, vào đầu hướng phía La Trinh bao trùm xuống. Làm La Trinh bị này bát quái bao phủ trong nháy mắt, thân thể của hắn đột nhiên chấn động, trong đôi mắt đã tràn đầy ngốc trệ chi sắc, linh hồn của la trinh đã đoạn tuyệt cùng ngoại giới hết thể cảm giác hoàn toàn lâm vào một cái hắc bạch phân minh trong thế giới phục hy nhìn chằm chằm vào ngốc nhược một gà la trinh cười nhạt một tiếng dùng bát quái lục giúp ngươi đột phá xem như tiện nghi tiểu tử ngươi tiếng nói hạ xuống trong hai mắt hắn toát ra một tia mê ly chi sắc toàn bộ người lúc này lâm vào trạng tình thái độ ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại phía dưới hướng phía bát quái lục nhẹ nhàng điểm một cái 67-356 Chiếu U Nay một đạo kiếm khí liền xuất vào trong bát quái lục. Sau khi làm xong, hắn lui về phía sau mấy bước, ỉ tựa vào mộ trên tấm địa. Phục Hy sở dĩ bán thể diện này, cũng không phải là bởi vì La Trinh bản thân. Nếu như La Trinh gặp may mắn bị không nhìn chúng chọn làm đại lý nhân, tương lai cuối cùng sẽ có một phen đại tắc vi. Phục Hy nhìn không tới tương lai tránh cảnh, nhưng có thể làm ra một ít dự phán. Hắn thể phải làm cái kia trung yên chi chủ, vì thế hắn bỏ ra giá cả to lớn, tiểu tử này tương lai có lẽ có thể trợ giúp chính mình một tay. Cái kia mảnh xám trắng trong thế giới, La Trinh lẳng lặng trôi lơ lửng ở trong đó. Khi hắn bị nhét vào thế giới này về sau, cảm giác suy nghĩ của chính mình trở nên chậm chạp. Trên đỉnh đầu bát quái chậm rãi chuyển động dưới, La Trinh đều có một loại tưởng phải ngủ say cảm giác nhưng lại tại này chậm rãi trong suy nghĩ hắn cảm nhận được một cô yên lặng mà ở này yên lặng phía dưới hắn cảm giác mình suy tư cùng một chỗ đều trở nên vô cùng rõ ràng loại cảm giác này thật sự là huyền diệu dưới loại trạng thái này tu luyện tiến cảnh nhất định không chậm phục hy món pháp bảo này cũng không tệ la trinh không biết bắt quái lục lai lịch bất quá nhìn phục hy bộ dáng kia hắn cũng biết bắt quái lục này sợ là không như bình thường bảo vật ở nơi này yên tĩnh dưới trạng thái trên đỉnh đầu cái kia cái thật lớn bắt quái bên trong bỗng nhiên có một đạo kiếm khí biểu bán ra chứng kiến cái kia một đạo kiếm khí ánh mắt của la trinh cũng là hơi loé lên thật là tinh thuần một đạo kiếm khí Này tích chứa trong đó trảng tình thần đạo đúng là tinh thuần như vậy ta nhìn không thấu la trinh mặc dù đối với trảng tình thần đạo có rất sâu tạo nghệ nhưng hắn cuối cùng đạt không đến đại viên mãn cấp bậc này phục hy dùng chỉ thay kiếm đánh ra bên trong một tia kiếm khí tích chứa chạm tình thần đạo sao mà huyền ảo la trinh tự nhiên nhìn không thấu Này một đạo kiếm khí tựa như suy nghĩ của la trinh một dạng cực kỳ chậm chạp di động tới làm kiếm khí này va chạm tại bát quái lên lập tức liền từ một đạo biến thành hai đạo va chạm lần nữa phía dưới tức thì từ hai đạo biến thành bốn đạo kiếm khí này chính là đang không ngừng phân liệt lấy mỗi một lần va chạm trong kiếm khí kia chạm tình thần đạo yếu đi một tí từ trong cặp mắt la trinh toát ra sạch bóng bốn đạo tám đạo mười sáu đạo làm kiếm khí kia bể thành một trăm hai mươi tám đạo kiếm khí lúc lông mày của la trinh đột nhiên giơ lên kiếm ra vô ngã lúc này thời điểm la trinh rốt cuộc có thể thấy rõ trong kiếm khí này tích chứa chạm tình thần đạo bởi vì không ngừng phân liệt phía dưới kiếm khí đã suy yếu đến hắn có thể thấy rõ tình trạng coi như La trình mới vừa thấy rõ thời khắc 128 đạo kiếm khí vậy mà lại bắt đầu dung hợp chương 2256 hư vô quý nhất chương 2.256 hư vô quý nhất tựa như mới vừa phân liệt như vậy ít kiếm khí này dung hợp tốc độ hết sức chậm chạp từ 128 đạo kiếm khí hòa hợp 64 đạo kiếm khí chất chứa ở trong đó trạng tình thần đạo liền cường đại rồi gấp đôi mà ở này dung hợp trong quá trình trong trạm tình thần đạo huyền ảo chính là rõ ràng rành mạch ta hiểu rồi bắt quái lục này có thể đem trạm tình thần đạo không ngừng mà phân giải đem tinh hoa nhất một mặt bày ra cho ta thủ đoạn như vậy bất quá so sánh dưới la trinh cảm thấy thứ này hay vẫn là so ra kém vô lượng xích cuối cùng chỉ cần là một phần của tam thiên thần đạo năng lượng vô lượng xích đều có thể tất cả đều thu nạp chẳng qua là la trinh giới hạn trong tu vi không cách nào đem hoàn toàn thi triển đi ra bây giờ nghe phục hy cùng hỗn độn cổ thần từng nói dung hợp thần đạo là đi không thông nhưng la trinh cũng không tính buông tha cho vô lượng xích vì si vu truyền cho mẹ ruột của chính mình mẫu thân đem tặng cho phụ thân la tiêu phụ thân cuối cùng lại lựa chọn chính mình trong này nhất định có nguyên do dù cho cuối cùng không có thể thành công chẳng qua là bằng vào dung đạo năng lượng uy lực hiện giai đoạn đối với sự giúp đỡ của la trinh cũng phi thường lớn hắn không có lý do gì buông tha cho suy tư qua một đoạn này về sau hắn hết sức chuyên chú nhìn chằm chằm vào những kiếm khí kia dốc lòng lĩnh ngộ lấy mà một mặt khác các tộc nhân của giám ngục trưởng nhất tộc thối lui đến ngang hàng tế đàn một bên phục hy tự mình mở miệng tại chỗ các cường giả bị ngạn cảnh cũng không có làm khó cho bọn hắn cuối cùng mọi người chỉ là vì rời đi nơi này chỉ cần giám ngục trưởng nhất tộc không ra tay ngăn trở, như vậy hết thể đều dễ nói. Về phần giám ngục trưởng nhất tộc, hiện tại đã biết đại thế đã mất, nếu là lại một vị dây dưa đến cùng, bất quá là tự chịu diệt vong mà thôi. Hùng chi Phục Hy cũng nói cho bọn hắn biết, đã liền khư cũng buông tha cho nơi đây, từ một điểm này chứng minh tự do phái chủ trương là chính xác, bọn hắn bảo thủ phái cũng đích sắc không có kiên trì cần thiết. Tộc trưởng thân thể còn xuống, chậm rãi đi về hướng phụ sơ, đem sau lưng một cái bao giải xuống dưới. ở đằng kia trong bao cất giấu 13 trôi lam gông gông đoạn kiếm. trong giám ngục trưởng nhất tộc có tư cách vận dụng những thứ này đoạn kiếm cũng không có nhiều người. phù sơ chính là một cái trong số đó. phù sơ cầm theo đoạn kiếm trong tay, quay đầu lại hướng phía minh vi điểm gật đầu nói, sư tôn, ta chuẩn bị xong. minh vi nhẹ nhàng cười cười, kiềm chế lại kích động trong lòng, một phát bắt được phù sơ, liền biến mất ở trước mặt mọi người. Nàng theo phía sau mình chớ chú chi liên một đường tìm kiếm, rất nhanh đi tới một tòa đỉnh chóp của đài cao, thuộc về của Minh Vi cái kia chớ chú chi liên liền trói buộc tại phía trên đài cao này. Phù sơ không có quá nhiều do dự, đem trong cơ thể chân nguyên thu nạp đi ra, quán chú tại thanh đoạn kiếm này trong. Theo đoạn kiếm kia mặt ngoài ánh sáng màu lam càng ngày càng sáng, hắn chính là cơ đoạn kiếm hướng chớ chú chi liên chém tới. Keng, đi đôi với một tiếng giòn rã một con màu vàng tiểu giáp trùng bị đoàn kiếm kia chém thành mảnh vỡ nay chớ chú chi liên là do vô số màu vàng bọ cánh cứng lẫn nhau cắn vào hình thành một cái chính thể nhưng đây bất quá là biểu tượng mà thôi 67-356 trên thực tế trói buộc sau lưng minh vì cả sợi dây xích bất quá liền chỉ là một con bọ cánh cứng mà thôi phù sơ chạm nát con bọ cánh cứng này chính là chặt đứt tất cả bọ cánh cứng cho nên cả một con chớ chú chi liên liền là đồng thời nứt vỡ rốt cuộc ngăn ra rồi trên mặt của minh vi toát ra vẻ vui mừng đã từng nàng thập phần tuyệt vọng cho là mình vĩnh viễn cũng không cách nào ly khai thế giới đáng chết này trói buộc chính mình thời gian quá lâu mãi cho tới bây giờ minh vi cũng không biết khư mục đích là gì chính là phục hy cũng không có cho ra một hoàn chỉnh giải thích bất quá bây giờ đã không trọng yếu quan trọng là nàng có thể ly khai có thể trở lại mẫu thế giới cảm ơn ngươi phù sơ minh vi thản nhiên nói giờ phút này minh vi thập phần nhẹ nhõm mặc dù cái không gian này thập phần hẹp nàng như trước có một loại trời cao mặc chim bay cảm giác sung sướng c ưa ừ. ngươi là sư tôn ta ta làm như vậy cũng là phải chứ phù sơ cười hắc hắc minh vi mím môi một cái ta chăm vi môn hạ đều là nữ đệ tử thu một mình ngươi đã xem như phá lệ lúc trước minh vi là không muốn thừa nhận phù sơ tên đồ đệ này đấy cũng không có thu phù sơ làm đồ đệ ý định chỉ là vì đem thúc thành chân thần nàng mới lựa chọn tự mình ra tay hiện dưới tâm tình thật tốt nàng cũng coi như đúng là thu kỳ vi đệ tử của chính mình rồi tiếng nói hạ xuống minh vi một cái nắm phù sơ biến mất ở trên đài cao về tới ngang hàng tế đàn kế tiếp chính là kim lão mang theo phù sơ tìm kiếm trói buộc chớ chú chi liên của chính mình tất cả đại tộc lưu phóng giả trên mặt đều hiển lộ ra vẻ vội vàng Tuy rằng bọn hắn cũng hiểu rõ sớm muộn sẽ đến phiên mình, nhưng như thế chuyện mấu chốt, bọn hắn ở đâu có thể kiềm chế tâm cảnh của chính mình. Tại chỗ lưu phóng giả đám bọn chúng chớ chú chi liên bị phù sơ chặt đứt, kế tiếp chính là ít hoang thần kia. Hơn nửa ngày sau, ở đây chớ chú chi liên của tất cả mọi người tất cả đều ngăn ra. Hiện tại chỉ còn lại có một la trinh rồi minh vi nhìn về phía núi nhỏ kia nói ra. Kim Láo trên mặt tức thì toát ra vẻ lo lắng không biết la trình đang làm cái gì hiện tại cũng chưa từng phản hồi tuy nói minh vi cho rằng phục hy sẽ không làm thương tổn la trình có thể nhân vật như vậy vây ở chỗ này quá lâu điên điên khùng khùng phía dưới quỷ mới biết hắn sẽ tạo ra chuyện gì nữa chờ một chút đi minh vi cũng không dám tùy tiện đã quấy rầy. trong bắt quái lục những kiếm khí kia không ngừng mà dung hợp từ một trăm hai mươi tám đạo kiếm ý hòa hợp sáu mươi bốn sáu mươi bốn đạo tan gia vị ba mươi hai trong lòng cung của la trinh theo ít kiếm khí này không ngừng mà thôi diễn sáu mươi bốn đạo kiếm khí như chưa gần chưa kiếm ra vô ngã chi ý nhưng cái này vô ngã chi cảnh cao minh hơn rất nhiều vô ngã ta ba mươi hai đạo trong kiếm khí đã không thể dùng vô ngã đến đối đãi một lần lại một lần dung hợp phân liệt trong lòng la trinh ý niệm trong đầu cũng càng ngày càng rõ ràng làm những kiếm khí kia lại lần nữa tan ra làm một đạo thời khắc trong hai mắt là trinh bỗng nhiên lóe ra vẻ kinh dị cái gọi là kiếm ra vô ngã thuộc về như trước chẳng qua là tự mình một loại chối bỏ trong tiềm thức hay vẫn là không thể chém dụng từ ý thức của ta từ thứ sáu mươi bốn đạo kiếm khí đến mười sáu đạo kiếm khí vì vô hình vô tướng mà thứ tám đạo kiếm khí đến cuối cùng nhất một đạo kiếm khí thì là hư vô quý nhất thuộc về mà nói chẳng tình thần đạo là một loại hư vô năng lượng Bệnh. tại thời khắc này La Trinh đối với cái kia một đạo kiếm khí diễn dịch hết thảy, đều nhìn thật sự rõ ràng, rõ ràng. Đối với trạng tình thần đạo lĩnh ngộ cũng liên tiếp vượt qua vài đạo gông cùm siếng xích. Ô, 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 NG. Trong một hiểu ra phía dưới, La Trinh lập tức lâm vào nào đó thần kỳ trạng thái. Thứ linh hồn hắn mặt ngoài ánh vàng rừng rực. Tại thời khắc này, hắn đã không phải là quên mất tự mình, cũng không phải hóa thành không có cảm tình tàng đá, mà là hoàn toàn hư vô thái độ. Dựa vào ở trên bia mộ Phục Hy chứng kiến La Trinh trạng thái như vậy, khỏe mắt cũng là có chút có lại, ở ờ. Tuy nói có trợ giúp của bát quái lục, nhưng La Trinh lĩnh ngộ trảm tình thần đạo tốc độ hay vẫn là để cho Phục Hy thoáng có chút giật mình. chương 2257, đột phá. chương 257 đột phá. Dùng nhãn giới của Phục Hy mà nói, có thể để cho hắn hơi có giật mình đã thật là không dễ dàng cuối cùng phía kia thần vực chẳng qua là si vư ở trong hỗn độn sáng lập ra một cái thế giới mà thôi mà mẫu thế giới mới là cả hỗn độn chủ thế giới từ thái cổ mà đến từ trong đó sinh ra kinh thế nhân vật rất nhiều phục hy hướng phía bát quái lục nhẹ nhàng điểm một cái nguyên bản bao trùm tại la trinh đỉnh đầu bát quái lục xoay tít một vòng chính là giúp thành một đoàn về tới phục hy trong tay la trinh từ từ mở mắt hướng phía phục hy khẽ vuốt cằm gật đầu mới vừa tại trên trạm tình thần đạo có điều nộ ra la trinh cũng không có chọn rời đi nơi đây mà là cùng một dạng với phục hy ngồi xếp bằng ở một cái bên cạnh thân nội hóa thân tại thể nội thế giới nhanh chóng ngưng kết la trinh thể nội thế giới dưới đại lục phương nguyên một đám thật nhỏ chật hẹp huyệt động giang khắp nơi tính bằng đơn vị hàng nghìn linh ô tại những hang động này trong nhanh chóng xuyên qua ít linh ô này đã phát triển làm một cái khổng lồ con thể những thứ này quần thể ở giữa phân chia thế lực phạm vi có đôi khi ít linh Ô này thậm chí lại bởi vì tranh giành đoạt địa bàn mà lẫn nhau khai chiến đến của la trinh cũng không có khiến cho thể nội thế giới trong bất luận cái gì người chú ý ý nghĩ của hắn hơi động một chút phía dưới không mấy linh ô đã bị một cố lực lượng vô hình nắm chắc từ những cái kia phức tạp như như mê cung trong huyệt động bắt tới lập tức liền bị quăng vào trong hỗn độn chi hải rầm 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 ít linh ô này ném đến trong nước biển màu nâu nước biển liền không ngừng mà sôi trào lên một cái cái thật lớn đám mây từ mặt biển chậm rãi bay lên la trinh mắt thấy những thứ này đám mây hai mắt hơi loay lên cả người hắn khí chất lập tức phát sinh kịch liệt biến hóa nếu như nói kiếm ra vâu ngã ở dưới la trinh đã chém dụng chỗ có cảm tình như vậy hiện tại la trinh chạm không chém dụng cảm tình đã không có ý nghĩa cặp mắt kia tuy rằng thần thái sang láng nhưng không có chút nào tức giận hắn giống như một đống tảng đá một cái mục nát nghìn nằm tượng điêu khắc gỗ một khối đông lại vạn năm băng sơn cái kia màu nâu đám mây theo la trinh ý thức biến hóa bắt đầu tạo ra trạng tình thần đạo say mê hấp dẫn biến thành từng đoàn từng đoàn kiếm vân mà những kiếm này vân so với trước đây la trinh biến thành kiếm vân muốn lăng lệ ác liệt gấp mấy lần la trinh tuy rằng đã có được linh ô có thể vận dụng linh ô hóa kiếm vân đến ngưng kết thần cách có thể bị khốn tại bản thân đối với trạng tình thần đạo lĩnh ngộ thủy chung không cách nào trùng kích đại viên mãn hiện tại tự nhiên bất đồng còn chưa đủ lông mày của la trinh có chút méo một cái trong đôi mắt tinh quang lại lần nữa đại thịnh vô hình vô tướng tại thời khắc này khí thế của la trinh xảy ra lần nữa biến hóa bây giờ la trinh đã đã mất đi bất luận cái gì hình thái tựa hồ bản thân hắn cũng không nên có được hình thái vậy hư vô quý nhất cắn răng phía dưới khí thế của la trinh từ cực thịnh đến cực yếu nhanh chóng trừ khử số dưới tại thời khắc này hắn đã triệt để cảm giác nộ được hư vô quý nhất cảnh giới thế giới đối với la trinh mà nói đã không tồn tại mà la trinh đối với thế giới cũng tương tự không tồn tại 67-356 theo la trinh khí thế thay đổi cái kia từng đoàn từng đoàn kiếm vân chi trong buộc phát ra khí thế cũng là tăng lên gấp bội so với kiếm ra vô ngã thời điểm trọn vẹn chợt tăng gấp mấy chục lần từng đạo mịn bóng kiếm tại trong đám mây luân hồi bản xu ấy, phảng phất tại này trong đám mây ẩn giấu một thanh kiếm quốc gia vù 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 la trinh tâm niệm nhất động phía dưới tất cả đám mây liền hướng phía mai thần cách kia quần cuộn dũng mãnh lao tới lập tức nhanh chóng chui vào trong thần cách nếu như không có vô lượng xích la trinh ứng với nên không ngừng lĩnh ngộ trảm tình thần đạo lại dùng linh ấu cỏ rửa thần cách chạy nước rút cao hơn tu vi trên thực tế, từ khi vô lượng xích bắt đầu dùng về sau, thu nạp quá nhiều thần đạo, hoàn toàn chính xác tới một mức độ nào đó đem La Trinh dẫn vào lạc lối. La Trinh điều nghiên dung đạo, chẳng khác gì là ngang phát triển, tại tăng cao tu vi trên chậm một bậc. Hiện tại xem như lôi trở lại nơi nếp, chỉ sợ này cũng là vì gì La Tiêu sẽ an bài trảm tình thần đạo cho nguyên nhân của chính mình một trong, hắn phải theo lại mô cái chủ thần cách mới có thể tiến vào đại viên mãn ngay tại La Trinh chuyên tâm cọ rửa thần cách thời khắc, từ La Trinh thân thể một bên bỗng nhiên chuyển đến một tia không gian ba đậu. Đang lúc La Trinh sau khi nghi hoặc, một đạo thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện. Ta thần. Lông mày của La Trinh có chút giơ lên. Từ khi ly khai thần vực về sau, La Trinh đã là úc còn không mang nổi mình úc, không có quá nhiều thời gian để ý tới thể nội thế giới những nhân vật này. Hắn nhìn Ta thần liếc mắt, ngược lại có chút kinh ngạc. Ngươi vậy mà đã chứng được thần đạo. Chủ ta thần chắp tay về phía La Trình, tuy nói thần sát hắn thập phần tôn kính, nhưng sắc mặt vẫn còn có chút buồn bực chi sắc. Giải thành chân thần không chỉ có là ta, liền ngay cả ta hai đứa cháu cũng giải thành chân thần rồi. Hơn nữa chủ nhân bày ra những cái kia thần đạo, ta cũng tất cả đều lĩnh ngộ. Chẳng qua là tu vi hạn chế phía dưới, ta chỉ có thể lĩnh ngộ trong đó hai, ba phần mười. Ta thần thật là gọi phiên muộn. La Trinh biến mất một lần chính là vô số năm, hắn từng đáp ứng phóng thích chính mình ly khai cái thế giới này, cho đến bây giờ cũng không có thực hiện. Vậy mấy trăm loại thần đạo, ngươi cũng lĩnh ngộ. La Trinh càng là kinh ngạc. La Trinh tuy rằng thu nạp mấy trăm loại thần đạo, nhưng cũng là mượn nhờ vô lượng xích công lao, Tà thần này chỉ dựa vào ngộ tính của chính mình, liền đem những cái kia thần đạo hoàn toàn nạp cho mình dùng, phần thiên tư này hoàn toàn chính xác để cho La Trinh thán phục không thôi. Bất quá cái này không có nghĩa là ngộ tính của La Trinh thấp hơn Tà Thần. Cuối cùng thời gian lưu tốc vẫn là có chênh lệch cực lớn, La Trinh từ thần vực đến hỗn độn cổ thần sáng tạo ngục giam, cũng không hơn 10 năm trước Tà Hữu. Mà La Trinh thể nội thế giới thời gian lưu tốc nhanh vô số lần, Tà Thần tại bên trong thế giới này không có bất kỳ đối thủ, hầu như tất cả thời gian đều dùng để dốc lòng tu luyện, tốc độ tự nhiên còn nhanh hơn La Trinh rồi. Vâng. Tà thần sau khi trả lời xong, lúc này mới cười khổ hỏi chủ: "Ngươi lúc nào thả ta ra ngoài?" La Trinh cười nhạt một tiếng, lập tức hồi đáp: "Những năm này chạy ngược chạy xuôi, hoàn toàn chính xác không có cơ hội thả ngươi ra ngoài, bất quá không bao lâu." Hắn đương nhiên sẽ không giải thích với Tà thần thần vực, cùng với bên ngoài thần vực thế giới. Đối với đản sinh vu thể nội thế giới Tà thần mà nói, chỉ sợ khó hiểu ngoại giới cấu tạo chỉ chờ ta thần tiến nhập thần vực tự nhiên sẽ minh bạch ta thần có thể có được này câu trả lời đã là tương đối thỏa mãn hắn có thể làm ngoại trừ chờ đợi hay là chờ đợi hắn đã đợi nhiều năm như vậy nhiều hơn nữa đều là năm cũng coi như không cái gì ở nơi này phen đối thoại phía dưới tất cả kiếm vân đều sắp nhập vào thần cách của la trinh trong ầm ầm từ xa xa truyền đến một hồi như sét đánh tiếng vang một tia sáng sắc bén từ trong thần cách chảy ra mà ra, thẳng phóng hướng chân trời. Dung ta thần chi thông minh, lúc này đã biết La Trinh tu vi hoàn thành đột phá. Lúc này chắp tay nói ra, chúc mừng ta chủ, tu vi lại tiến cảnh một bước. Tại La Trinh thể nội thế giới ở bên trong, chỉ có hắn tu vi của bản thân tấn trước, thể nội thế giới trong sinh linh mới có tư cách thăng trước một bước. Hiện tại ta thần thấy một màn như vậy tự nhiên vui mừng quá đỗi thậm chí so với la trinh bản thân còn cao hứng hơn chương 258 lên đường chương 258 lên đường ta thân bị quản chế tại tu vi của bản thân những cái kia thần đạo hắn tuy rằng đều có đọc lướt qua có thể mỗi một cửa đều chỉ có thể hiểu được trong đó hai ba phần mười này lại bởi vì hạ vị chân thần chỉ có thể lĩnh ngộ thần đạo trước cấp hai nguyên nhân hiện tại la trinh sau khi đột phá tiến vào đại viên mãn tu vi của tà thần tùy theo đột phá, tự nhiên cũng có thể lĩnh ngộ thêm nữa. La Trinh trên mặt cũng toát ra một tia kinh hỉ. Trong bát quái lục của Phục Hy, La Trinh cũng là thu được lợi ích rất nhiều, nếu không trùng kích đại viên mãn chỉ sợ còn cần một ít thời gian. Quan trọng nhất là La Trinh đại viên mãn, cùng với khác đại viên mãn còn có chút bất đồng. Bởi vì vô lượng xích nguyên nhân, hắn hầu như thu nạp hết thể tận mắt nhìn thấy thần đạo, mà một khi thu nạp tức thì có thể hoàn toàn có được trước đây hắn là như vậy bị giới hạn tự thân tu vi hiện tại bước vào đại viên mãn về sau mặt khác thần đạo viên mãn dai hắn cũng tương tự có thể thi triển là mai thần cách kia phóng lên trời quang mang chậm rãi tiêu tán về sau khối thần cách kia bắt đầu chậm rãi chuyển động la trinh thể nội thế giới cũng theo nhanh chóng khuyết trương càng nhiều nữa đại lục phù ra mặt biển mà hôn độn chi hải hải vực lại lần nữa làm lớn ra gấp mười lần trói buộc La Trinh thể nội thế giới Phạm Văn ở giữa, cũng lại lần nữa kéo ra khoảng cách. Không lâu sau, La Trinh từ từ mở mắt. Ngồi xếp bằng hắn, thò tay vân vê phía dưới, một thanh trường kiếm liền sôi nổi nơi tay. Trước mặt của Phục Hy La Trinh đương nhiên sẽ không lấy ra thừa ảnh kiếm. Người này hiện tại mặc dù không có hiển lộ ý, còn trợ chính mình bật phá, có thể chính mình cuối cùng sẽ không quá tín nhiệm cho hắn. Ô! 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 nz trường kiếm nhẹ nhàng run lên phía dưới một kiếm ý ở trên lưới kiếm chậm rãi quanh quẩn đồng thời la trinh bản thân lại lần nữa đắm chìm hư vô quy nhất trong trạng thái từ trường kiếm của la trinh trong tạo ra một đạo năng lượng đáng sợ coi như la trinh ý định lăng không chém ra một kiếm này thời điểm một ngón tay khoác lên trường kiếm trên thân kiếm hắn một ngón tay huyền như hắc động một dạng đụng vào lập tức dựng dù quy thế lập tức vô ảnh vô tung biến mất đừng chạm hư mất của ta đỉnh núi phục hy thản nhiên nói la trinh nguyên buồn định thử kiếm dùng cái này phán đoán đại viên mãn trạng tình thần đạo có bao nhiêu đại uy lực bây giờ bị phục hy cản trở hắn chính là mỉm cười đứng dậy phản sách trường kiếm hướng phía phục hy hơi không người một cái đa tạ tiền bối trợ lực van bối la trinh vô cùng cảm kích phục hy chỉ là một bộ ý hưng lan san bộ dạng phất phất tay dựa vào ở trên bia mộ nhắm hai mắt lại La Trinh cũng không muốn lúc này dừng lại, sau khi tạ ơn liền tự rời đi rồi. Chờ cho La Trinh chạy như bay, Phục Hy lúc này mới có chút mở mắt, nhìn chầm chầm vào La Trinh thì Thảo nói ra, truyền thừa tại si vưu tam thiên thần đạo, nhưng lại khai ra thiên phạm vực. Hiện tại không ngờ bị hôn độn cổ thần chọn chúng, không biết si vưu tên kia đã biết có gì cảm giác muốn. Dùng nhãn giới của Phục Hy, chỉ một cái liếc mắt đỏ qua, thì đã nhìn ra không ít manh mối, chỉ là hắn cũng không có hứng thú quá lớn đi kỹ càng để ra nghi vấn tiểu tử này hơn phân nửa cũng sẽ không nói hắn đương nhiên nhìn đã minh bạch lai lịch của la trinh tiểu tử này đối với lê tộc mà nói thế tất là rất trọng yếu một vị cuối cùng cho dù là trong mẫu thế giới đại tộc có thể khai ra thiên phạm vực cũng không cực nhỏ 67-356 la trinh vượt qua ngọn núi thấp kia về sau lại lần nữa về tới ngang hàng tế đàn phần đông lưu phóng giả đám chờ đợi ở đây lấy la trinh la trinh chứng kiến một đạo thân ảnh chảy ra mà đến kim lão ánh mắt của đám người phù nhị bỗng nhiên sáng ngời Thiên kia không có làm khó ngươi à kim lão ân cần hỏi han bọn hắn lo lắng nhất chính là an nguy của la trinh chỉ cần la trinh không có việc gì hết thể đều dễ nói bất quá lời nói đi cũng phải nói lại nếu là la trinh thực có cái gì không hay xảy ra bọn hắn cẩm phục hy cũng là không có biện pháp ngươi tấn trước đại viên mãn một bên phù nhị con mắt có chút sáng ngời la trinh mặt nở nụ cười gật gật đầu toàn bộ nhờ phục hy đại nhân tương trợ như không dựa vào bát quái lục kia la trinh tại trên trạm tình thần đạo vẫn cần phải từ từ lục lọi bước vào đại viên mãn thời gian sợ cũng khó mà nói rồi chúc mừng ngươi rồi la trinh để cho phù sơ dẫn ngươi đi chặt đứt chớ chú chi liên đi cách đó không xa minh vì cười tủm tỉm nói ra tiếng nói hạ xuống phù sơ cầm theo một cây kiếm ngắn đi ra làm chớ chú chi liên của la trinh bị phù sơ chạm cản phía sau bước vào không gian này người may mắn đều xem như giải phóng bất quá trừ những thứ này ra người ra tại bên ngoài thế giới này còn có số lượng khổng lồ hoang thần đây là một hạng công trình vĩ đại đem mấy trăm ngàn người chớ chú chi liên chặt đứt phải hao phí không ít thời gian nhưng những người này cuối cùng là lưu phóng giả đám bọn chúng hậu đại trong cơ thể của bọn họ kéo dài những thứ này lưu phóng giả đám huyết mạch lưu phóng giả đám tự nhiên không muốn đem ở tại chỗ này vì vậy đám người la trinh đi đầu rút về trong cốt tháp mỗi một mà đại tộc lưu lại một hai tên lưu phóng giả hiệp trợ phù sơ từng cái một chặt đức chớ chú chi liên mấy ngày sau dưới si linh cốt tháp phương hòa dung tộc mấy tên lưu phóng giả đến đây tạm biệt bọn hắn tướng tộc trung thượng vạn hoang thần thu nạp tại thể nội thế giới ở bên trong lập tức hướng phía sâu không phía trên bay trốn đi hỗn độn to lớn khó có thể tưởng tượng dù cho là đối với bị ngạn cảnh cường giả mà nói trở về mâu thế giới đều sẽ là một cái dài rằng giặc mà gian tân đường nhưng tất cả lưu phóng giả đều là quy tâm tự tiễn chỉ cầu sớm ngày lên đường hòa dung tộc về sau chính là tinh lộ tộc. Sau đó là huyền tẫn tộc. Không hề là tất cả hoang thần đều chọn rời đi. Một ít hoang thần sống ở cái thế giới này, thành khéo cái thế giới này, cũng không nguyện ý hộ tống trong tộc lưu phóng giả đám ly khai. Biết rõ đã mất đi lưu phóng giả che chở, bọn hắn ngày sau thời gian chỉ sợ không có tốt như vậy qua, nhưng bọn hắn hay vẫn là cố chấp lựa chọn lưu lại. Đối với lựa chọn của ít hoang thần này, những cái kia lưu phóng giả đám cũng không có cương cầu, chỉ có thể mặc kệ nó rồi một tháng sau bệnh một đạo dài đến ngàn trượng kiếm quang từ trong thừa ảnh kiếm bắn ra cái kia một ánh kiếm kích thích ra lập tức uy thế đã bao trùm phương viên mấy trăm dặm phạm vi tại đây trong kiếm quang ẩn chứa một cỗ quyết tuyệt uy lực dường như có thể chặt đứt trong thiên địa hết thảy ba kiếm quang dùng tốc độ cực nhanh đẩy mạnh phía dưới chém vào si linh cốt tháp sau lưng cho dù kiếm mang này sắc bén như vậy như trước không cách nào tại trên cốt tháp lưu lại bất cứ vết tích gì bất quá la trinh đối với một kiếm này có chút thỏa mãn chẳng tinh thần đạo đại viên mãn về sau một kiếm này uy lực so với trước đó dung đạo chi kiếm mạnh hơn gấp năm lần tả hữu như vậy dung đạo chi kiếm uy lực chỉ sợ sẽ tăng lên thêm nữa nhưng đáng tiếc ta hiện tại không cách nào thi triển bái đủ sệ ấp rực nửa phù sinh làm tu vi của la trinh sau khi tăng lên hắn phải một lần nữa dung hợp năng lượng bởi vì vì lúc trước dung hợp năng lượng phải không viên mãn cuối cùng khi đó hắn còn vô pháp vận dụng mặt khác thần đạo viên mãn giai thần thông một tháng qua này la trinh không ngừng mà đánh bóng chạm tình một kiếm đồng thời cũng lợi dụng đạo pháp tự nhiên chân ý một lần nữa dung hợp thần đạo bất quá đem các loại viên mãn cấp thần gian xếp hợp làm một thể độ khó tự nhiên xưa đâu bằng nay đem dung hợp hoàn toàn còn cần nhất định được thời gian đúng vào lúc này La Trinh chợt thấy chân trời lóe ra mấy đạo đột quang, từ xa tới gần, tốc độ cực nhanh, mà cầm đầu một đạo đột quang tha duệ một đầu thật dài thất thải quang mang. Ánh mắt của La Trinh có chút sáng ngời, nữ hoa tộc cũng chuẩn bị xong. Minh Vi đã đáp ứng, nàng cũng sắp hộ tống đám người kim lão cùng mình trở về thần vực trợ giúp hắn một tay, hiện tại cuối cùng đã tới lên đường thời điểm. Chương 2259, Thiên Kính Thuẫn Chương 259 Thiên Kính Thuẫn trong si linh cốt tháp đám hoang thần của si view nhất tộc xếp thành một đầu thật dài đội ngũ tại nơi này đội ngũ phía trước có một khối hình bầu dục truyền tống môn đạo này truyền tống môn liên tiếp kim láo thể nội thế giới kim láo đã tại hắn thể nội thế giới giảm một mình mở ra một khối đại lục đồng thời tại phía trên khối đại lục kia tạo ra được một tòa cốt tháp khổng lồ để cho ít đám hoang thần này ly khai cốt tháp cuối cùng là có chút không thói quen kim lão làm như vậy tự nhiên là vì chiếu cố các tộc nhân ưu tư ngay cả như vậy vẫn là có không thiếu hoang thần lựa chọn lưu lại những cái kia lựa chọn lưu lại đám hoang thần ở vào hang động mặt khác một bên lẳng lặng nhìn các tộc nhân đại thiên tỷ tâm tình cũng là ngũ vị tạp trần tin tức xấu là lưu phóng giả ly khai bọn hắn làm mất đi cường giả che chở tin tức tốt là mặt khác đại tộc lưu phóng giả đám cũng tương tự đã đi ra bọn hắn lưu lại hoang thần ỉ vào tự thân huyết mạch như trước có tư cách trong cái thế giới này xưng bá đại bộ phận hoang thần đã tiến vào kim lao thể nội thế giới về sau lưu phóng giả cùng còn dư lại đám hoang thần tiến hành cáo biệt lưu phóng giả đám cùng các tộc nhân cuối cùng có cảm tình sâu đậm trước khi chia tay cũng tặng cho không ít pháp bảo cực kỳ lợi hại đã lưu lại rồi số lượng không ít tài nguyên tu luyện sau đó bọn hắn đã đi ra si linh cốt tháp cùng đám người minh vi hội tụ vào một chỗ từ lúc lưu phóng giả đám mới vừa chặt đứt nguyền rủa thời điểm minh vi cùng kim lão liền đã cảnh cáo tất cả lưu phóng giả không cho phép đánh chiếc thuyền kia chủ ý những thứ khác lưu phóng giả quả quyết sẽ không đi đụng vào minh vi cùng kim lão rủi ro huống chi chiếc thuyền kia vốn đang tại nữ hoa nhất tộc trong không chế la trinh đám người kim lão cùng trì nghĩa đưa mắt nhìn về phía phương bắc nơi đó là man thủy cốt tháp phương vị dù cho lúc giữa cách khoảng cách rất xa bọn hắn cũng có thể chứng kiến một điểm nhạt hào quang màu vàng lơ lửng ở phía chân trời nơi đó chính là thần vực đối với la trinh mà nói rốt cuộc có thể trở về thần vực trong lòng hắn hết sức kích động so sánh dưới kim lão tâm tình của đám người trì nghĩa tức thì phức tạp hơn bọn hắn thân là lê tộc chi nhân bọn hắn biết được si vưu bại vào đế hồng thị lê tộc phá bại đã là rất là khiếp sợ hầu như không thể tin được thần vực này sợ là lê tộc hy vọng duy nhất bọn hắn tự nhiên phụ tá la trình vì lê tộc hết sức xuất phát minh vi thản nhiên nói hai đại tộc lưu phóng giả đám mang theo la trình mấy bận đại na di phía dưới đi tới man thủy cốt tháp phía dưới đến man thủy cốt tháp đỉnh một cái màu máu đỏ quang mang kéo dài lên vững vàng đem thần vực trói buộc chờ chúng ta bay xuống thần vực về sau ta sẽ cởi bỏ hoa ảnh minh vi nói ra nay màu máu đỏ quang mang vì hoa ảnh biến thành đám người minh vi đều chưa từng giải khai bởi vì la trinh đã từng chữa trị thần vực động lực một khi cởi bỏ này quan mang thần vực đã không có trói buộc thì sẽ gió lốc mà lên bay khỏi hỗn độn dưới đáy đến lúc đó tưởng muốn đuổi trở về cũng không phải là một chuyện dễ dàng không có quá nhiều trao đổi mọi người liền bắt đầu hướng lên bắt đầu đại na nay một tòa cốt tháp cao tới mấy tỷ tỷ trượng nếu là để cho la trinh leo lên cần thời gian chỉ sợ cần theo như năm qua tính toán nhưng được bị ngạn cảnh cường giả dẫn dắt bất quá mấy giờ liền đã đạt đến cốt tháp đỉnh nguyên bản trứng gà một kích cỡ thần vực ở trong mắt mọi người trong tầm mắt đã trở nên thập phần to lớn dường như vắt ngang ở phía chân trời lên cực lớn bảo thạch làm cho người ta một loại ma huyễn vậy cảm giác vượt qua man thủy cốt tháp đỉnh tháp về sau hai tộc bị ngạn cảnh cường giả tiếp tục ở trong không gian không ngừng mà dịch chuyển xuyên thẳng qua dịch chuyển lại xuyên toa 67-356 mấy ngày sau bọn hắn đi tới thần vực bên trái cùng khổng lồ thần vực so sánh với hình thể của bọn hắn nhỏ bé như là bụi bặm thậm chí ngay cả bụi bặm cũng không bằng cho dù là đám người minh vi khoảng cách gần đối mặt quái vật khổng lồ cũng có chút rung động không hổ là kiệt tắc của binh chủ có thể tạo ra như vậy một chiếc thuyền lớn minh vi nhịn không được tán dương nghe nói như thế kim lão đám người chỉ nghĩa mặt bên trên không nhịn được hiện ra vẻ đắc ý trong mẫu thế giới thái cổ đại năng đám đều có các thủ đoạn cùng công hiến si vu cái này bình chủ danh tiếng cũng không phải là gọi không thân vực chiếc thuyền này trở đầy lấy lê tộc hy vọng cuối cùng chắc hẳn si vu cuối cùng ở trong hỗn độn sáng lập thần vực cũng hao phí không nhỏ tâm huyết đại tù trưởng kết tác tự nhiên bất phàm kim lão cười hắc hắc chúng ta vào đi thôi dứt lời kim lão lăng không bước ra một bước thân hình sau khi loay lên muốn thi triển đại na di chui vào hư không trốn vào thần vực nhưng hắn mới vừa chui vào hư không trong nháy mắt liền truyền đến đùng một tiếng rên toàn bộ người lại từ trong hư không té ra ngoài mặt mũi tràn đầy đều là vẻ ngạc nhiên minh vi thấy một màn như vậy ánh mắt hơi loay lên chiếc thuyền này cài đặt không gian bích trướng phong bế vòng ngoài không gian kim lão mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ vuốt vuốt dâu rịa hẳn là đại tù trưởng vì bảo vệ tộc nhân an nguy tự nhiên sẽ nghiêm ngặt phòng hộ tại sao có thể như vậy vì cái gì ta lúc rời đi không có việc gì la trinh trong mắt lóe ra vẻ kinh dị hắn là trực tiếp bị mẫu thân đưa ra khi đó hắn cũng không có đụng phải cái gì không gian bích trướng phu nhị nhàn nhạt nhìn la trinh liếc mắt ngươi thuộc về thần vực chi nhân tự nhiên ra vào không trở ngại một điểm này rất dễ dàng làm được mà chúng ta không phải tự nhiên sẽ bị thần vực bài xích ra ngoài còn chưa đúng la trinh lắc đầu vì sao ít hiên viên vệ kia có thể đi vào minh vi cười nhạt một tiếng mũi chân điểm một cái thân hình về phía trước trôi nổi mà đi đồng thời nói ra lúc trước bọn hắn tiến vào thần vực chắc hẳn cũng hao phí không ít công phu tỉ như thi triển thủ đoạn đem thần vực bức phá hư dứt lời ánh mắt của minh vi đã trở nên hết sức lăng lệ ác liệt cô ấy là ngón tay trắng non ở giữa lóe ra từng đạo điểm sáng bảy màu mỗi một cái bảy màu điểm sáng trung đô ẩn chứa năng lượng cực kỳ đáng sợ những điểm sáng này không ngừng mà xoay quanh phía dưới hình thành một đạo đinh ốc giống vậy mũi nhọn đi minh vi cái kia thon dài ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái nay điểm sáng bảy màu biến thành mũi nhọn liền hướng phía thần vực bức kích bắn đi cong 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 ẩm con. nay mũi nhọn tại thần vực bên ngoài trên vách đá xoay tròn tốc độ cao về sau nhanh chóng nổ bể ra tách ra một đạo ánh sáng lóa mắt đoàn Bài đù tẩu tắc lửa, phụ, sinh, bách luyện thành thần. Chờ cho này đốm sáng trừ khử về sau, chúng sát mặt của bị ngạn cảnh cường giả ngay ngắn hướng đại biến. Thân vực bức như trước tản ra màu vàng nhàn nhạt hào quang, mà ở cái kia nhạt tia sáng màu vàng bên trong, mơ hồ có một hình tam giác thuẫn ảnh nổi lên. Cũng là ở này thuẫn ảnh dưới sự bảo vệ, Minh Vi cường lực một kích, chưa từng để cho nó đã bị chút nào tổn hại. Hiện tại cho dù là Minh Vi, cũng chỉ có thể gượng cười kiệt tác của minh chủ thật sự là quá bất phàm điểm nay ít bị ngạn cảnh cường giả ở bên trong dùng thực lực của minh vi mạnh nhất nàng này toàn lực nhất kích phía dưới lại không cách nào phá vỡ thần vực bức mọi người biểu tình trên mặt trong lúc nhất thời cũng cứng lại rồi là thiên kính thuẫn không nghĩ tới đại tù trưởng đem thiên kính thuẫn sắp nhập vào thần vực cái này phiền thoái chỉ nghĩa ngưng mắt nhìn qua cái kia đang chậm dai biến mất thuẫn ảnh tao mày nói ra chương 2260, nhọc lòng chương 2.260, nhọc lòng thiên kính thuẫn này cũng không phải là si vu sở tạo mà là si vu từ một chỗ thái cổ di tích trong thu hoạch si vu du ngoạn sơn thủy bình chủ vị về sau cũng rất ít vận dụng thuẫn này lao thẳng đến kia giao cho đoạn dài sử dụng phu nhị từng chứng kiến đoạn dài vận dụng thuẫn này cho nên nhìn thấy cái kia hình tam giác thuẫn ảnh nhân tiện nói ra món pháp bảo này tên thiên kính thuẫn cái lồng thiên chào đấy vẫn vô tướng chi lực muốn phá vỡ cũng không phải chuyện dễ dàng chỉ nghĩa lại nói lông mày của kim lão khẽ nhúng mày chỉ nói ta tới tất cả mọi người thối lui nghe được lời của kim lão phu nhị một tay khoác lên trên vai của la trình, chúng bị ngạn cảnh cường giả nhanh chóng lui về phía sau liền gặp được kim lão hai tay mở ra một thanh kim sắc đại đao hiển hiện trong tay hắn phát triển kim lão phun ra một chữ về sau thân hình của hắn liền bắt đầu tăng vọt trong một chớp mắt hóa thành mấy trăm ngàn trượng cao lớn cự nhân vai của hắn chống đỡ đại đao mái tóc màu trắng cùng râu dài vù vù phấp phới cổ khí thế kia ừ lùn kéo đến giật tán hắn ra làm cho người ta to lớn cảm giác áp bách phu nhị vung tay lên một cái phía dưới trợ giúp la trinh chặn cổ khí thế kia nếu không khí thế kia áp bách phía dưới đều có thể để cho la trinh bị thương cầm nắm bắt cái thanh kia kim sắc đại đao kim láo trợt quát một tiếng đại đao từ trên xuống dưới chém ra một sợi dây nhỏ nhìn như tầm thường một trong đao ẩn chứa hết sức huyền ảo đạo chi chân ý một ít đầu thụ tuyến có được này trong hỗn độn nào đó chân thật năng lượng thật mạnh chân mày của la trinh khẽ nhún mày ánh mắt lặng lẽ nhìn sang bên cạnh minh vi trên thực tế từ la trinh rơi vào phía dưới trong thế giới kia hắn chưa từng nhìn thấy minh vi cùng kim láo thi triển ra thực lực chân chính cuối cùng nữ hoa Sibiu, hiên viên ba tộc lưu phóng giả cũng không có chính diện giao phong. Mà ở giám ngục trưởng nhất tộc không gian sinh tồn ở bên trong, Minh Vi nhẹ nhõm quét ngang những cái kia tiểu tộc lưu phóng giả, về sau mọi người hai bên lại bị chúng sinh bình đẳng trô áp chế. Bọn hắn không có thi triển chính mình toàn bộ thực lực cơ lại. Bây giờ thấy kim lão kinh khủng này một đau, lại để cho trong lòng La Trinh rung động lắc lư không thôi. Làm kim lão bổ ra cái kia sợi dây nhỏ va và chạm vào thần vực bức thời khắc, một mặt hình tam giác thuẫn ảnh lại lần nữa nổi lên. Bất quá này thuẫn ảnh so với trước đây cái kia thuẫn ảnh làm lớn ra vô số lần. Đi đôi với một đạo thâm trầm rên. Kim láo chém ra cái kia sợi dây nhỏ đụng vào thần vực bước bên trên. Cùng minh vi mới vừa công kích giống như lúc, một đao kia chưa từng ở phía trên lưu lại chút nào dấu vết. trí nghĩa thở ra một hơi, thần vực bản thân phòng ngự, không đủ gây sợ, phiền toái chính là chỗ này mặt thiên kính thuẫn. Minh Vi cùng Kim Lão đều thử nghiệm về sau, xem như triệt để đoạn tuyệt mọi người bạo lực phá hư ý niệm trong đầu. Có thể thần vực này, bọn họ là không thể không tiến vào bên trong đấy. Vì vậy mới bị ngạn cảnh cường giả của nữ hoa tộc, còn có đám người phù nhị cũng là tất cả xài thủ đoạn, phù nhị tế ra phá không phù, tưởng muốn nứt giải ngăn trở đại na di không gian bích trướng cuối cùng cuối cùng đều là thất bại. 67-356 một bị ngạn cảnh cường giả của nữ hoa tộc thả ra vạn thực nọc độc, an mòn thiên cảnh thuẫn, thất bại. Này thay nhau ra trận phía dưới, tất cả đều thất bại, mọi người trong lúc nhất thời vậy mà vô kế khả thi. Ngược lại là không ngờ rằng, đến bước này, chúng ta thậm chí ngay cả một chiếc thuyền còn không thể nào vào được si vưu tộc một tên lưu phóng giả cười khổ nói. Không thể nói như vậy, cuối cùng chiếc thuyền này đối với si vưu tộc chúng ta thái quá mức trọng yếu liền thiên kính thuẫn đều có thể dung nhập chiếc thuyền này trong ta nghĩ đại tù trưởng thế nhưng là đưa hắn toàn bộ tài sản đều cược tại trên chiếc thuyền này rồi kim láo thì thào nói ra nguyên bản kim láo đối với lời của la trinh còn có như vậy từng tia hoài nghi hắn không tin cường đại như vậy lê tộc nói ngã liền ngã cường đại như vậy đại tù trưởng nói bại liền bại bây giờ đối mặt thần vực về sau trong lòng hắn cuối cùng chút hoài nghi cũng biến mất không còn một mảnh nếu không đại tù trưởng không có lý do gì vì thần vực một chiếc thuyền trả giá nhiều như vậy mọi người nghỉ ngơi một chút đi ít hiên viên vệ kia nếu như có biện pháp đi vào chúng ta chắc hẳn cũng có thể tìm tới biện pháp minh vi cười nhạt một tiếng bọn hắn ngược lại là không có nản trí thần vực khổng lồ như vậy bọn hắn không tin một khối thiên kính thuẫn có thể hộ kia chu toàn luôn có thể tìm đến tiến vào chỗ sơ hở trong đó lúc này ánh mắt của minh vi nhìn về phía la trinh Lập tức hỏi La Trinh, ngươi cũng đã biết, thần vực có gì chỗ bạc nhược? Chỗ bạc nhược La Trinh rơi vào trầm tư. La Trinh chính mình hiểu biết về thần vực cũng không coi là nhiều, hắn tuy rằng thân ở trong đó, nhưng khó có cơ hội thấy được toàn cảnh. Bất quá tại mặt trời bên trong, La Trinh đích xác tá trợ lấy cái kia thị giác, quan sát qua cả thần vực. Mấy hơi thở về sau, ánh mắt của La Trinh có chút sáng ngời. Phía trên, ánh mắt của La Trinh theo thần vực bước nhìn lên mà đi. Phía trên? Phía trên có cái gì? Tri nghĩa kỳ quái hỏi. Hiện tại thần vực dung hợp thiên cảnh thuẫn, chỉ sợ cả thần vực đều ở vào thiên kính thuẫn dưới sự bảo vệ, chẳng lẽ thần vực đỉnh còn có điểm yếu? Thánh nhân đam cấu trúc hoàn vũ, liền ở phía trên, có lẽ thông qua những cái kêu hoàn vũ liền có thể đi vào thần vực La Trinh suy đoán nói. La Trinh cũng không có niềm tin quá lớn, có thể dù sao cũng hơn không hề làm gì tốt hơn. Minh Vi gật gật đầu vậy chúng ta đi lên xem một chút thương định về sau nay ít bị ngạn cảnh cường giả lại lần nữa mang theo mọi người hướng lên đại na sau một ngày mọi người rốt cuộc leo lên thần vực đỉnh so sánh với thần vực dưới đáy cùng với hai bên thần vực đỉnh cũng không phải một phen bằng thẳng tại đỉnh trung ương địa đái có lần lượt từng to lớn hở ra vật dường như một cái cái thật lớn viên cầu vùi giấu ở trong thần vực chẳng qua là lộ ra viên cầu một phần nhỏ những thứ này là cái gì minh vi trên mặt lộ ra kỳ sắc hoàn vũ la trinh hồi đáp đám người kim lão sắc mặt kinh ngạc hoàn vũ vậy là cái gì chính là thánh nhân thể nội thế giới a à, la trinh có chút cổ quái nay ít bị ngạn cảnh cường giả ngay cả điều này cũng không biết hắn chỉ có giải thích nói trong thần vực đứng đầu cường giả liền đem thể nội thế giới bám vào trong thần vực thực lực của bọn hắn so với đại viên mãn muốn cường hãn rất nhiều Nghe được La Trinh như vậy vừa giải thích, một ít bị ngạn cảnh cường giả còn còn không quá rõ ràng. Nhưng Minh Vi giống như có lẽ đã hiểu, nàng mỉm cười, binh chủ thật là nhọc lòng, như vậy thánh nhân, có thể dựa vào chiếc thuyền này, cấu trúc ra khổng lồ hơn thể nội thế giới, có được vượt xa đại viên mãn thực lực, nhưng cái kia thánh nhân thực lực hẳn trực bức bị ngạn cảnh chứ. La Trinh gật gật đầu. Thánh nhân thực lực có lẽ không bằng hiên viên vệ, có thể so sánh đại viên mãn phải lợi hại hơn nhiều, so với bình thường bị ngạn cảnh cũng không kém bao nhiêu trọng yếu hơn chính là bọn hắn có được bất tử bất diệt năng lực chỉ cần hoàn vũ còn tồn tại lời nói một điểm này tương đối bị ngạn cảnh cường giả còn có ưu thế đang lúc bọn hắn hướng phía những cái kia nhô ra hoàn vũ tiếp cận phù nhị cảm giác được tại chỗ rất xa có một tí khác thường có chút quay đầu về sau hướng phía bên trái trên vừa mới chỉ lập tức nói ra nhìn đó là cái gì bọn hắn bay xuống thần vực đỉnh đã triệt để thoát ly phía dưới ngục giam. Ngừng đầu nhìn lại, bốn phía cũng là lớn mảnh mảng lớn hỗn độn chi khí hình thành khí vân. Những thứ này hỗn độn vân ở trên thị giác xem ra không lớn, trên thực tế mỗi một cái hỗn độn vân thể tích tương đương với mấy tỷ thần vực khổng lồ như vậy. Mà khoảng cách thần vực gần đây một mảnh hỗn độn vân phân đuôi, có một đạo điểm sáng màu xanh đang tại bay nhanh. Tại đây điểm sáng màu xanh phía sau lại có mấy điểm đen theo sát. Chương hai nghìn hai trăm sáu mươi thỉnh cầu của la trinh chương 2,261 thỉnh cầu của la trinh ở trong hỗn độn tầm mắt hết sức rộng rãi liếc mắt nhìn qua như là ngắm nhìn bầu trời một dạng có thể chứng kiến cực kỳ xa cảnh tượng minh vi đánh giá vài lần về sau lập tức thản nhiên nói có lẽ là hỗn độn bên trong phủ du sinh vật cách chúng ta qua xa vời không cần quản no đám coi như là dùng minh vi bọn hắn phi độn tốc độ tưởng muốn tới gần những cái kia điểm đen sợ rằng cũng phải mấy năm thời gian trong hỗn độn cũng có sinh linh la trinh thừa cơ hỏi đương nhiên này hỗn độn xem ra giống tuyết là vì nó quá lớn trên thực tế trong hỗn độn sinh linh cũng không ít minh vi khẽ mỉm cười nói la trinh nhìn chằm chằm vào cái kia tại chỗ rất xa bay vút điểm sáng nhìn lại đầy trời vâu ngần màu nâu hỗn độn vân trên mặt lộ vẻ suy tư sư tôn bước vào hỗn độn nhiều năm như vậy một mực một chút tin tức cũng không có dùng sư tôn thực lực đụng phải trong hỗn độn những cái kia sinh linh mạnh mẽ không biết có không có sức tự vệ nói trở lại có lẽ sư tôn tại chính mình rời đi những ngày qua hắn cũng hồi quy thần vực cơ chứ nghĩ tới đây tâm cảnh của la trinh lập tức trở nên cấp bách đứng lên ly khai lâu như vậy cũng không biết tiên phủ như thế nào càng không biết mẹ an nguy trong lòng hắn sầu lo phía dưới hộ tống đám người minh vi nhích tới gần những cái kia to lớn hở ra vật mấy vị lưu phóng giả không có quá nhiều do dự lại lần nữa thi triển thần thông tưởng phải phá thần vực bức hy vọng có thể mượn đường hoàn vũ trốn vào trong thần vực không nghĩ tới kết quả cũng không có quá lớn bất đồng một khối thiên kính thuẫn kiệt như trước như ảnh tùy hình lại lần nữa thử nghiệm không có kết quả về sau chỉ nghĩa liền đặt lễ đính hôn kết luận thiên kính thuẫn này không phải chúng ta có thể đánh nát tưởng muốn dựa vào cậy mạnh chỉ sợ không cách nào tiến vào thần vực nếu là liền các ngươi đều không thể tiến vào thần vực ít hiên viên vệ kia hẳn thì càng không thể nào la trinh có chút buồn bực nói nghe nói như thế kim lão ngưng mắt nói ra có lẽ thực lực của ít hiên viên vệ kia so với chúng ta còn muốn lợi hại hơn chứ có khả năng này nhưng khả năng không lớn la trinh nháy con mắt nói ra ngươi ngược lại là đối với chúng ta có tự tin minh vì cười nhạt một tiếng nếu như không phá được thiên kính thuẫn chỉ sợ cũng chỉ có một cái biện pháp khác biện pháp này so sánh ngu xuẩn có thể cam đoan chúng ta có thể đi vào thần vực ta đoán muốn y hiên viên vệ kia lúc trước cũng là tiếp tục sử dụng cùng một cái phương pháp la trinh trong đôi mắt hơi có chút hồng nghi ánh mắt của phù nhị lóe lên mở miệng nói phá vỡ không gian bích trướng kim lão cũng gật gật đầu bao phủ thần vực chung quanh không gian bích trướng tương đối dày phá vỡ này không gian bích trướng tiêu tốn thời gian chỉ sợ sẽ không ngắn phải bao lâu La Trinh lại hỏi. Nửa năm. Hai năm. Năm năm. Thời gian không tốt phỏng đoán, cuối cùng không gian bích trướng là si vu cho bố trí, chỉ có thể một chút xíu phá. Biện pháp này rất ngu nhưng không thể nghi ngờ là hữu hiệu mình vì hồi đáp. Chúng ta không lâu như vậy, ta không biết mâu thân như thế nào, tiếp qua mấy năm thời gian chuyện xấu quá lớn. La Trinh lắc đầu, trên mặt lộ vẻ vẻ thất vọng. Đã đạt tới bên ngoài thần vực, vậy mà cần thời gian mấy năm mới có thể tiến nhập trong đó la trinh có chút khó có thể tiếp nhận kim lão phù nhị chỉ nghĩa cùng si vưu tộc nhân mặc mặc túi đầu xuống bọn họ và minh vi các nàng nữ hoa nhất tộc lập trường bất đồng minh vi trợ giúp la trinh một tay là tình cảm mà kim lão bọn hắn trợ giúp la trinh là nghĩa vụ huống chi la trinh trong miệng mẫu thân là thủy càng là đại tù trưởng thân nữ nhi cũng là bọn hắn lê tộc công chúa nhìn thấy dáng vẻ của kim lão bọn hắn la trinh ý thức được ngựa khí của chính mình quá nặng kim lão trong lòng phù nhị bọn hắn chỉ sợ so với chính mình càng lo lắng như vậy trách cứ hắn đám căn bản không hề có đạo lý la trinh suy nghĩ một chút lập tức nói ra nếu như này không gian bích trướng đem bọn ngươi ngăn ở bên ngoài vậy trước đưa ta đi vào như thế nào trước đây minh vi đã từng nói qua đản sinh vu người của thần vực có thể tự do ra vào không trở ngại sẽ không phải chịu không gian bích trướng chặn đường. 67-356 Vô luận là La Trinh, hay vẫn là đã từng ra ra vào vào thánh nhân đám đều nghiệm chứng một điểm này. Đem La Trinh ngươi đưa vào đi cũng không khó phù nhị trên mặt toát ra vẻ lo lắng, có thể thực lực của ngươi bây giờ chỉ sợ khó có thể đối mặt hiên viên vệ. Chi nghĩa cũng nói, đúng, coi như là thả một người ngươi đi vào, chỉ sợ cũng là chẳng có ích gì. Kim lão gật đầu nói, tuyệt đối không thể bọn hắn đúng là vẫn còn lo lắng cho la trinh an uy tiến vào thần vực về sau la trinh phải đối mặt cái kia ít đại viên mãn chân thần phải đối mặt thánh nhân càng phải đối mặt bị ngạn cảnh cừng giả ở trong mắt kim lão phù nhị bọn hắn thả một người la trinh đi vào nhất định chính là hành động tìm chết bọn hắn làm sao có thể yên tâm la trinh đĩu môi hít một hơi thật sâu dùng chậm rãi ngữ điệu nói ra phụ thân của ta chủ tu chính là đại diễn thần đạo Hắn vì báo thù những cái kia thánh nhân, ít hiên viên vệ kia chú mưu vô số năm, như là dựa theo hoàn vũ thời gian tính toán, đại ước chừng ba bốn mươi tỷ năm trên mười cái diễn kỷ nguyên thời gian. Tại cha ta trong kế hoạch cũng không có các ngươi tồn tại là trinh ánh mắt sáng quắc tiếp tục nói, ta lựa chọn tin tưởng phụ thân của ta. Lời của La Trinh rất thẳng thường. Tại La tiêu đối kháng đông phương thuần quân đối kháng trong kế hoạch của hiên viên vệ nguyên bản cũng không có đem hỗn độn phần đấy những thứ này lưu phóng giả tính toán ở bên trong dù cho không có bọn hắn la trinh cũng tin tưởng phụ thân bố cục cùng lưu lược kim lão cùng trì nghĩa lặng lẽ liếc nhau một cái tại bọn họ xem ra mặc kệ trong thần vực như thế nào huyên náo long trời lỡ đất chỉ cần bọn hắn tiến vào thần vực về sau hết thể đều sẽ bị bọn hắn quét sạch chung kết mà la trinh thái quá mức trọng yếu tuyệt đối không cho phép hắn đi chịu chết cho nên kim lão bọn hắn ý định đem la trinh khống chế được chờ bọn hắn giải quyết xong hết thể về sau lại đem la trinh phóng xuất chính khi bọn hắn có chút chủ trừ thời điểm minh vi đã trước tiên đi về hướng la trinh ngón tay thon dài nhẹ nhàng điểm một cái phía dưới đã nhiều hơn một khối nho nhỏ ngọn đèn nàng giơ ngọn đèn tại trên trán la trinh lung lay một vòng về sau la trinh cảm giác linh hồn của chính mình cùng này tiểu ngọn đèn sinh ra liên quan lập tức ngọn đèn trên sáng lên một đạo u lam ánh lửa mệnh đăng của ngươi đã làm xong, nếu là ngươi chết rồi, mệnh đăng sẽ dập tắt, chúng ta sẽ trước tiên biết nói Minh Vi nhẹ giọng nói ra, ta giúp ngươi tiến vào thần vực. Minh Vi, Minh Vi môn chủ, ngươi biết La Trinh đối với lê tộc ta ý vị như thế nào? Kim Lão, phu nhị bọn hắn trên mặt đã có vẻ tức giận, bọn hắn cho rằng Minh Vi là đem La Trinh đẩy hướng hố lửa. Ta đương nhiên đã biết Minh Vi quay đầu cười một tiếng, nhưng các ngươi đừng quên, đây là la trinh mình chọn đường hắn nếu thật là lê tộc các ngươi hy vọng liền muốn lựa chọn tin tưởng hắn nếu không lê tộc các ngươi là thật không có hy vọng có thể nói đám người kim lão đã trở mặc nếu là trông chờ lê tộc lại lần nữa quật khởi dựa vào kim lão bọn hắn này vài tên bị ngạn cảnh quả quyết chưa đủ nhìn trọng yếu nhất vẫn là la trinh có thể lớn lên một vị che chở la trinh đích sắc không có quá lớn ý nghĩa minh vi xem bọn hắn không nói lời nào đôi mắt đẹp hơi lóe lên hướng phía phía dưới nhẹ nhàng điểm một cái một cỗ đậm đà không gian chi lực khuyết tán ra tại trước mặt nàng tạo thành hình một vòng tròn không gian thông đạo điều này không gian thông đạo kéo dài mấy khoảng cách ngàn tỷ dặm thẳng xuyên qua một đạo hoàn vũ thông hướng thần vực bên trong mà đang ở nàng đả thông này không gian thông đạo đồng thời trên thời gian hải tòa nào đó trong phù đảo ngồi ngay ngắn ở hoa sen trên bảo tọa nhắm mắt tĩnh dưỡng mục hải cực đột nhiên mở hai mắt ra Mặt mũi tràn đầy đều là vẻ kinh hãi, là ai? Lại trực tiếp quán xuyên của ta Hoàn Vũ. Chương 2262, to lớn quan tính. Chương 2.262 to lớn quan tính. Minh vi khai sáng không gian thông đạo, vơi vặn từ toàn bộ đại cực chi vũ nghiêng phía trên đánh vào. Một đường thẳng xuống dưới, đem toàn bộ đại cực chi vũ sỏ xuyên qua. Mục Hải cực thân là đại cực chi vũ trưởng không giả, đối với đại cực chi vũ trong cảm giác vô cùng nhạy cảm hắn có thể rõ ràng phát giác được vẻ này không gian pháp tắc chấn động thân là thánh nhân mục hải cực tự hỏi cũng có thể sáng tạo như thế trường xa không gian thông đạo nhưng hắn xa xa làm không được như thế vững chắc hướng chi này không gian thông đạo đến từ chính đại cực chi vũ bên ngoài cũng chính là bên ngoài thần vực này không gian thông đạo là ai khai sáng nhất niệm phía dưới mục hải cực đã hóa ra một đạo thân nội hóa thân xuất hiện ở đại cực chi vũ trong ở trước mắt của hắn có một đạo mắt thường không thể nhận ra không gian thông đạo hướng xuống sỏ xuyên qua nay không gian thông đạo hẳn là mượn đường mà đi muốn đi vào trong thần vực mục hải cực trên mặt hiện ra vẻ do dự sau đó cười lạnh một tiếng bất kể là ai như vậy tùy tiện tự mình đại cực chi vũ trong mượn đường đều là tuyệt đối không được đấy phá nát cho ta mục hải cực hướng phía cái kia không gian thông đạo lăng không sở tại trong thế giới trong cơ thể mình mỗi người đều là gần như vô địch thần có thể nói là toàn trí toàn năng tồn tại. Hắn này sơ phía dưới, vô hình kia không gian thông đạo lập tức đứt gãy, sụp đổ. Cùng lúc đó, thân vực đỉnh minh vi lông mày lập tức nhíu một cái, lạnh rên một tiếng, xem ra có một tên cái gọi là thánh nhân, phá hủy của ta không gian thông đạo. Như La Trinh nói như vậy, nay hoàn vũ nếu là những cái kia thánh nhân đám bọn chúng thể nội thế giới, chúng ta thì tránh đi một bị ngạn cảnh cường giả của nữ hoa tộc khuyên nhủ. Bọn hắn hoàn toàn có thể lách qua những thứ này hoàn vũ, lại cấu trúc không gian thông đạo, cái này cũng không khó khăn. Ai biết cái mũi của Minh Vi có chút nít lên. Không. Tiếng nói hạ xuống, tay của Minh Vi nhẹ nhàng vung lên, một luồng sáng bảy màu tại trong đồng tử của nàng chậm rãi lan truyền. Một cố ác liệt đạo chi chân ý khuyết tán ra. Là Hư không huyễn diệt chân ý tâm niệm của La Trinh hơi động một chút. Hư không huyễn diệt chân ý này tiếp nhận một số không gian pháp tắc lực lượng lại không hoàn toàn đúng nhưng không nghi ngờ chút nào là trong hư không huyễn diệt chân ý đối không gian lý giải nếu so với không gian thần đạo muốn bác lớn rất nhiều la trinh tại tiên trạch hiên viên nhất tộc còn có sư phụ hắn trên thân địch tiến từng cảm nhận được qua này cổ đạo chi chân ý ô ô ô nz một cỗ càng cường đại hơn không gian ba động hội tụ tại minh vi trong tay chỉ thấy nàng hướng phía phía dưới lại lần nữa nhẹ nhàng chỉ một cái lại là một đạo không gian thông đạo hình thành đại cực chi vũ ở bên trong mục hải cực theo sụp đổ không gian thông đạo nhìn lên trên trên mặt mang một vòng nụ cười thản nhiên bất kể là ai tưởng muốn cấu trúc không gian thông đạo nhưng là phải hỏi hắn có đồng ý hay không nhưng trước mắt này một cái không gian thông đạo mới vừa nghiền nát lại có một cái không gian thông đạo nhanh chóng hình thành ở trong khoảnh khắc sỏ xuyên qua đại cực chi vũ một đường kéo dài đến trong thần vực trả lại Mục Hải Cực sắc mặt trầm xuống, lại lần nữa hướng phía cái kia không gian thông đạo lăng không sở. Nhưng lần này, Mục Hải Cực đã thất bại. Này không gian thông đạo Mục Hải Cực có thể cảm giác rõ ràng đến, có thể tựa như hư ảo hải thị thận lâu một dạng hắn lại không cách nào va chạm vào này không gian thông đạo, tự nhiên cũng không cách nào đem phá hư hết. Đây là có chuyện gì? Mục Hải Cực mặt mũi tràn đầy biểu tình cổ quái. 67-356 khi hắn trong thần vực cấu trúc một cái không gian thông đạo hắn vậy mà không cách nào đem phá hư không phục phía dưới mục hải cực trải qua thi triển thần thông nhưng này không gian thông đạo đều là không chút sức mẻ cái này nét mặt của mục hải cực trở nên thận trọng lên rồi loại chuyện này hoàn toàn nằm ngoài khả năng nhận thức của mục hải cực phạm vi cấu trúc này không gian thông đạo là người phương nào mục hải cực thân là thánh nhân là có tư cách ly khai thần vực tại thần vực đỉnh bức điều tra đến tột cùng bất quá ý nghĩ này mới vừa nổi lên trong lòng hắn liền bóc tát mặc kệ người kia là ai hẳn cũng không phải hắn có thể trêu chọc tồn tại cần bẩm cáo việc này cho cho đông phương thuần quân minh vi lại lần nữa cấu trúc không gian thông đạo kéo dài xuống về sau từ một cái lối đi phân làm mười ba cái lối đi tuy rằng nàng cưỡng ép ở chỗ này cấu trúc không gian thông đạo có nhất định thành phần tức giận nhưng nàng cũng phải vì an nguy của la trinh cân nhắc nếu rơi vào tay người bị bắt được phương vị của la trinh có thể gặp phiền thoái 13 cái lối đi phân tán tại thần vực các nơi mà la trinh tức thì tùy cơ hội từ một cái trong đó thông đạo tiến vào thần vực như vậy truy lùng độ khó sẽ gia tăng thật lớn đây là diện sạch lôi phủ đại viên mãn tu vi cũng có thể thúc giục la trinh ngưng nhưng tại bảo toàn tánh mạng thời điểm vận dụng phù nhị trong tay có ba đạo màu vàng nhạt lá bừa mà ở lá bừa này mặt ngoài đang có một mảnh dài hẹp tia chớp không ngừng núp đích. Đây là ma huyết hoàn, chỉ cần thần hồn bất diệt, có thể trong nháy mắt tái tạo thân thể chỉ nghĩa đưa cho La Trinh một quả màu đỏ đan dược. Này là Kim lão nói ra. Minh Vi thấy một màn như vậy, nhịn không được niết miệng, chuẩn bị mở miệng nói cái gì đó, cuối cùng vẫn là lựa chọn cơm miệng. Cuối cùng bọn hắn cũng là một lòng hảo tâm, sợ hãi La Trinh có cái gì không hay xảy ra đáng tiếc này bọn đàn ông còn không có nàng một nữ nhân nhìn lâu dài vô luận là hiện tại hay là tương lai con đường của la trinh cũng sẽ không thuận buồm xuôi gió hiện tại kim lão bọn hắn về mặt thực lực còn có ưu thế có thể trợ giúp la trinh cái kia trở lại mẫu thế giới sau chứ cái kia cường giả như vân trong mẫu thế giới cho dù là minh vi đều không tính là cái gì luôn không khả năng che chở hắn cả đời la trinh ngược lại là không có cự tuyệt kim lão bọn hắn có hảo ý hết thể chuẩn bị chu toàn về sau hắn liền chắp tay với mọi người cáo biệt cảm ơn các vị các trưởng bối một phen đưa tiễn như các vị đả thông không gian bích trướng về sau nhìn qua có thể cùng la mỗ lại lần nữa gặp nhau lập tức hắn quay người một bước bước vào không gian thông đạo toàn bộ người ở trong nháy mắt liền biến mất tại bọn họ trước mặt cùng kim lão bất đồng la trinh ở trong không gian thông đạo cũng không có tao nộ không gian bích trướng minh vi cấu trúc không gian thông đạo hết sức vững chắc Hắn ở trong đó qua lại tốc độ cũng là tương đối cực nhanh. Sau 3 canh giờ, La Trinh đã vượt qua vực toàn bộ đại cực chi vũ, đồng thời trốn vào 13 đầu không gian thông đạo một trong đầu. Sau 12 canh giờ, La Trình cũng cảm giác được thân thể bỗng nhiên trở nên trầm trọng, tốc độ rơi xuống đột nhiên tăng nhanh. Vèo, to lớn quán tính gây trên người La Trình, hắn dường như là một khối hạ xuống tảng đá, đúng là dùng tốc độ thật nhanh đánh tới hướng mặt đất. Lên la trinh trợn quát một tiếng ý đồ để cho chính mình ngự không phi hành nhưng này quán tính thật sự là quá mạnh mẽ hắn căn bản là không có cách nghịch chuyển này quán tính để cho chính mình bay lên này cổ quán tính giống như là một cái bàn tay vô hình đưa hắn hướng xuống đất ấn xuống dưới mắt thấy chính mình cách mặt đất càng ngày càng gần như thế cao tốc đập xuống bất tử sợ rằng cũng phải trọng thương huống chi còn có thể dẫn phát động tính khổng lồ ánh mắt của la trinh hơi loay lên toàn bộ người bỗng nhiên biến mất tẩu tác nửa phủ sinh bách luyện thành thần hắn đã có được đại viên mãn tu vi không hề bị đến không gian pháp tắc hạn chế có thể tiến hành đại na di rồi lúc này hắn liền đem chính mình chuyển chuyển qua càng chỗ cao ngay cả như vậy vẻ này to lớn quán tính vẫn không có biến mất hắn vẫn tiếp tục hướng xuống rơi xuống lại tới mắt thấy lần nữa đánh tới hướng mặt đất thời điểm la trinh lại lần nữa chuyển chuyển qua chỗ cao tiếp tục hạ xuống, như thế lặp đi lặp lại hơn mười lần, to lớn kia quán tính rốt cuộc suy yếu, biến mất. La Trinh này mới đứng vững thân hình của chính mình, chậm rãi hạ thấp tại một cái thấp lùn trên đỉnh núi. chương 2263, phán đoán. chương 2.263 phán đoán. Đông Phương gia phủ đảo chi thượng, đi đôi với một đạo không gian ba động truyền đến, mục hải cực đã từ trong hư không đi ra, trên thời gian hải chỉ có thánh nhân có thể bình yên vô sự vận dụng không gian nazi. bất qua dưới bình thường tình huống, thánh nhân đám sẽ không làm như vậy. mục hải cực đỗng nhiên xuất hiện ở phù đảo đông phương ra ở bên trong, tất nhiên là có chuyện quan trọng. hai đông phương gia hộ vệ chứng kiến mục hải cực đích thân tới, vội vàng nên đón tiếp lấy, bái. ta tìm đông phương đại thánh, có chuyện quan trọng thương lượng, các ngươi mau mau đi thông truyền mục hải cực nhàn nhạt nói. hai gã hộ vệ liếc nhau một cái trên mặt toát ra một tia làm khó một người hộ vệ trong đó liền là nói đại thánh ở hậu điện hắn đã phân phó vô luận bất cứ chuyện gì đều không nên quấy nhiều hắn hậu điện hắn vẫn tại hậu điện hắn sớm muộn sẽ hủy ở trên người nữ nhân kia mục hải cực trên mặt toát ra phẫn ướt chi sắc thời gian mấy năm này tính cách của đông phương thuần quân trở nên hết sức cổ quái nguyên bản tại hào môn liên minh dưới sự dẫn dắt bọn hắn muốn khống chế thâm viên ma vực có thể hiện tại này kiện sự tình cũng gắt lại. Bọn hắn những thứ này thánh nhân mỗi lần bái phỏng, Đông Phương Thuần Quân không phải là ở trong hậu điện, chính là thăm dò thời gian hải, chính là vì cho nữ nhân kia tìm kiếm quay về một đạo thân hình. Tuy nói tại mục hải cực những thứ này thánh nhân đám trong mắt, hào môn liên minh đã chiếm cư ưu thế tuyệt đối, nắm trong tay cục diện. Có thể tứ đại thánh địa bên trong, đã có ba tọa thánh mà bị ngoại nhân nắm trong tay bất chu linh sơn vì la tiêu đại đồ đệ nắm trong tay lang tuyển xâm lâm do cố bắc nhị đồ đệ khống chế về phần hồn hoang lần trước thi khéo léo xuất thủ cứu la trinh một mệnh xem ra cũng là đứng ở la tiêu bên kia la tiêu tuy rằng vẫn lạc có thể người này mưu lược sâu xa tổng để cho mục hải cực trong lòng còn có kiên kỵ sợ hắn có trở về trốn cũ một ngày hai gã hộ vệ nghe được lời của mục hải cực lập tức quá sợ hãi cực thánh không được kích động đại thánh nhà ta trong chốc lát liền ra tới này hai tên hộ vệ sợ mục hải cực chọc giận đông phương thuần quân vạn nhất giận cho đánh mèo đến trên người bọn hắn vậy bọn họ có thể đã phải gặp thai hương mục hải cực ở đâu để ý tới hai người này hắn trong cơn tức giận hít một hơi chính là lớn tiếng nói đông phương đại thánh mục hải cực có chuyện quan trọng thương lượng kính xin ra mặt một lần nay một giọng nói xa xưa vang dội theo này núi non trùng điệp cung điện một đường chuyển tiến dần lên đi. Cái kia tòa tinh xảo hoa lệ trong hậu điện. Một bàn màu cam đàn hương đang chậm rãi thiêu đốt lên. Một đám màu xanh đen sương mù dài rác bay lên, tản mát ra mùi thơm ngát ngấm cả vào lòng người. Vẻ này mùi thơm ngát vào mũi, có thể trấn an linh hồn, làm cho người ta sảng khoái tinh thần, tâm tình vững chắc. Này đàn hương chính là bác Hải tiếng tâm lừng lấy kiến mộc đàn hương, lấy từ ở kiến mộc đỉnh cây đoạn trong dầu trơn xem như trong thần vực hết sức quý báu chi vật cho dù là hào phú cũng khó cầu nhất là này một cái thần kỷ nguyên xây dựng một hóa ra tầng tầng tử khí đem phương viên ba mươi ba triệu bên trong phạm vi hóa thành một đoàn tử vực này kiến một đàn chỉ có thể càng thêm thưa thất khó kiếm đông vương thuần quân tĩnh tọa vào trong đó hai mắt thâm trầm nhìn cách đó không xa ngọc lưu ly li cái hộp lạc thủy đã hồi lâu chưa từng đáp lại chính mình rồi cũng trách chính mình vô năng những năm này trong thời gian hải tới lui tuần tra cũng không thể tìm về lạc thủy thân thể 67-356 trong thời gian hải kia mảnh vỡ nhiều lắm vô số thần kỷ nguyên tính gộp lại xuống mỗi một khắc mỗi một hơi thở mỗi một trong nháy mắt đều hóa thành thời gian mảnh vỡ đối với đông phương thuần quân mà nói hoàn toàn chính xác quá khó khăn đúng vào lúc này mục hải cực một đạo kia xa xưa âm thanh vang dội truyền vào thanh âm này chấn động phía dưới kiến mục đàn hương chậm rãi giật tản ra một ít sợi thẳng thương màu xanh khói xanh lập tức lay động không thôi lông mày của đông phương thuần quân khẽ nhữ một cái mắt sáng lên phía dưới đã chậm rãi biến mất ở trong điện phủ tại sao khi đông phương thuần quân rời đi cái kia ngọc lưu ly trong hộp đầu lâu của lê lạc thủy lại chậm rãi dâng lên có chút mở mắt nàng cặp kia hơi có vẻ thê mỹ trong đôi mắt toát ra một tia suy nghĩ tuy nói mấy năm này nàng vẫn luôn đang ngủ say nhưng như trước lưu ý lấy bất luận cái gì thật nhỏ động tĩnh vừa rồi thanh nhóm kia là mục hải cực chuyện gì xảy ra có thể làm cho một tên thánh nhân lo lắng như thế là thái bạch động thủ hay vẫn là trinh nhi trở về nghĩ đến con của chính mình lê lạc thủy trên mặt hiện ra đau khổ dáng tươi cười khi đó đem la trinh ném ra bên ngoài thần vực hoàn toàn là bị buộc bất đắc dĩ một cuộc đánh cược trong hỗn độn cũng hiện đầy cảm ấy tràn ngập nguy hiểm Trinh Nhi tuy rằng không ý kỵ hỗn độn chi khí ăn mòn, nhưng hắn tu vi vẫn quá nông cạn, có thể không có thể sống được chỉ sợ đều là vấn đề lớn. Trở về, hy vọng này quá xa vời. Lê Lạc Thủy sâu kín hít một tiếng, chậm rãi chìm vào cái kia màu nâu dung dịch bên trong. Đi đôi với một đạo không gian ba động, Đông Phương Thuần Quân đã xuất hiện ở trước người của mục hải cực, trên mặt ngược lại là đã phủ lên dáng tươi cười nói nói, hải cực lao đệ, đến cùng có chuyện gì, để cho ngươi lo lắng như thế. Mục hải cực mặt lộ vẻ không cam lòng chi sắc, liền là nói, có tài năng lớn đến thăm thần vực rồi. Đại năng. Lông mày của đông phương thuần quân nhảy lên, dạng gì đại năng. Ngươi sẽ không nói là cố Bắc chứ. Bây giờ thánh nhân đã rất ít ly khai thần vực rồi, một vị duy nhất chính là du ly ở bên ngoài thần vực cố bắc. Mà cố bắc là đứng ở là tiêu bên kia. Nếu là cố bắc trở về, hoàn toàn chính xác đáng giá mục hải cực cảnh giác nếu là lời của cô bắc vậy thật gọi thú vị mục hải cực mặt mũi tràn đầy buồn bực nói có người ở bên ngoài thần vực hình thành đã đánh vào một cái không gian thông đạo này không gian thông đạo cấu trúc thập phần thâm ảo dù cho ta tự mình tại đại cực chi vũ trong ra tay đều không thể hủy diệt cái gì lời này rốt cuộc đưa tới đông phương thuần quân cảnh giác thánh nhân tại chính mình hoàn vũ ở bên trong vị chi không gì không thể tồn tại cho nên vĩnh viễn không nên ở đối phương hoàn vũ trong tới động thủ. Mục hải cực tại hoàn vũ trong đều không thể phá hủy không gian thông đạo, cấu trúc này không gian thông đạo người là bực nào tồn tại. Bất quá tinh thần của đông phương thuần quân rất nhanh thì củng cố lại. Hắn hiếp mắt nói ra, nghe nói thần vực đối ngoại là tồn tại một đạo không gian bích trường đấy, dù cho cấu trúc không gian thông đạo cũng không cách nào tiến vào bên trong, muốn mở ra cái kia bích trướng không phải là nhất thời nửa khắc có thể làm được sự tình bài đù tẩu tắc lửa phụ sinh bách luyện thành thần có thể hiên viên vệ kia cũng vào được mục hải cực hỏi mục hải cực cười nhạt một tiếng bọn hắn dùng hai mươi năm thời gian mới mở ra không gian bích chướng. vậy chúng ta cũng chỉ có hai mươi năm mục hải cực lông mi nhúc nhích thời gian hai mươi năm đối với thánh nhân mà nói chính là búng ngón tay một cái mà thôi có thể nói này nguy cơ đã lửa xém lông mày vì mới biết đối phương lai lịch là cái gì. Hơn nữa, cái kia không gian thông đạo một đường cấu trúc đã đến thần vực, hẳn là đưa người nào tiến đến, vì để tránh cho ta điều tra được, cho nên này không gian thông đạo chia ra làm 13, phân tán tại 13 cái đại vực ở bên trong, có phải là vì tránh cho ta đi truy tra. Mục hải cực thì Thảo nói ra, một phần 13 đông phương thuần quân mặt lộ vẻ vẻ do dự, bọn hắn sẽ đem ai đưa vào hơn nữa người này phải là xuất tử ở thần vực chương 264 đạo địa chương 264 đạo địa thần vực lớn như vậy vẹn vẹn bằng vào điểm ấy manh mối quả quyết là không đoán ra được đấy đông phương thuần quân dứt lời chợt hỏi vậy mười ba cái đại vực ngươi còn có ghi chép tự nhiên có ghi chép lại cái kia mười ba cái không gian thông đạo liên thông tại đại vực trong phạm vi ta cũng có nhớ kỹ mục hải cực hồi đáp làm tốt lắm đông phương thuần quân gật gật đầu sau đó đối với bên cạnh một tên canh phòng nói ra thiên kiếm có hay không trở về thủ vệ kia chắp tay nói ra thiên kiếm đã trở về còn có đông phương thái thanh cũng đã từ cấm địa trở về gọi bọn hắn đến thần loan điện đến nói ta triệu tập bọn hắn đông phương thuần quân nói ra vâng thủ vệ kia tiếp khẩu dụ của đông phương thuần quân hóa thành một đạo lưu quang vội vã mà đi mười ba cái đại vực phạm vi quá lớn ta cũng phải sai người trước ngựa đi tuần tra. Đối phương nếu như tặng người tiền đến, như vậy người này tu vi. Không phải là A Thánh, hoặc là Thánh Nhân, chúng ta còn có cơ hội tìm được hắn tìm tòi kết quả, ta đi thông báo đường luân bọn hắn. Mục Hải cực dứt lời, liền trốn vào trong hư không trở về mình phụ đạo. Nếu như là Thánh Nhân, hoặc là A Thánh trở về thần vực, căn bản không cần đả thông không gian thông đạo, đưa người nhập đại vực trong. Cho nên dựa theo Đông Phương Thuần Quân cùng Mục Hải cực phòng đoán, tu vi của người này hẳn là chân thần. Có thể là một gã đản sinh vu chân thần của thần vực, là như thế nào chạy đến ngoại vực trong hỗn độn, không có bị hỗn độn ăn mòn mà chết dưới tình huống, hiện tại lại bị trả lại, vấn đề này cũng có chút quỷ dị, bọn hắn không thể không tra. Trong thần luân điện, Đông Phương Thái thanh sừng sững tại chỗ, túi đầu quan sát lóe ra ngân quang thế thủ. Chỉ chốc lát sau, thần loan điện ngoài có tiếng bước chân chuyển đến một tên tư thế vai hùng sắt thoải mái thanh niên đã chậm rãi đạp vào trong điện chứng kiến thanh niên kia sắc mặt của đông phương thái thanh lập tức gâm trầm xuống mở miệng lạnh têu lên ngươi rõ ràng còn chưa có chết thanh niên này chính là hoa thiên mệnh hôm nay hoa thiên mệnh trong đông phương gia địa vị đã là xưa đâu bằng nay đông phương thuần quân hôm nay lười biếng tại thăm dò thâm viên ma vực tứ đại trong cấm địa hào môn liên minh cũng chỉ có thể lựa chọn thâm viên ma vực vì vậy thăm dò thâm viên ma vực tiến trình chỉ có thể giao cho những vãn bối này rồi hoa thiên mệnh trong thâm viên ma vực lũ lập kỳ công tại bước vào đại viên mãn về sau càng là khám phá thâm viên ma vực trong tầng thứ hai một đạo đặc thù bí cảnh bây giờ hoa thiên mệnh rất được đông phương thuần quân nể trọng yên tâm ta chắc chắn sẽ không chết ở trước mặt ngươi hoa thiên mệnh cái kia cặp mi nhẹ nhàng giơ lên cười cười phía dưới mặt mũi tràn đầy đều là tiêu sái chi xác đông phương thái thanh trong đông phương gia chính là là trừ thánh nhân á thánh sao đích đệ nhất nhân đông phương ra mặt khác đại viên mãn so với hắn chênh lệch quá lớn căn bản là không có cách cùng hắn cạnh tranh chờ cho tiếp theo thánh nhân sơn hàng lâm đông phương thái thanh ắt sẽ đấu võ thánh nhân chi vị mà đông phương gia chỉ sợ cũng phải to lớn nâng đỡ nhưng mà theo thiên kiếm cũng chính là sự xuất hiện của hoa thiên mệnh để cho đông phương thái thanh mơ hồ cảm thấy uy hiếp thời gian mấy năm này đông phương thuần quân triệu kiến thiên kiếm mấy lần lần thứ nhất liền bàn cho thanh hoàng đối kiếm cho thiên kiếm về sau thiên kiếm cùng đông phương nên thanh đại hôn đông phương thuần quân càng là ban cho phủ tang kết lệnh đây coi như là tán thành thiên kiếm vì đông phương gia nhân vật trọng yếu không chỉ có như thế đông phương gia tài nguyên cũng bắt đầu đối với thiên kiếm đại phúc độ nghiêng mà tu vi của thiên kiếm cũng là tiến triển cực nhanh tại thượng vị chân thần thời điểm đã là thế bất khả đáng xu thế hiện tại bước vào đại viên mãn về sau đã để cho đông phương thái thanh vô cùng bất an đông phương thái thanh cảm giác được địa vị của chính mình dao động tự nhiên khắp nơi nhằm vào thiên kiếm hắn từng âm thầm truy tra qua thiên kiếm phát hiện lai lịch của thiên kiếm thập phần không rõ ràng ra hỏa này mỗi lần từ cấm địa trở về về sau thì sẽ lặng yên ly khai thời gian hải biến mất một đoạn thời gian mà biến mất trong khoảng thời gian này thì có một tòa thậm chí vài tòa thần thành hủy diệt, thủ hộ những thần kia thành phiến đá biến mất. 67-356 Đông Phương Thái Thanh từng đem chính mình quan sát được những thứ này, bẩm báo cho Đông Phương thuần quân cùng với Đông Phương già kia trưởng bối hắn. Có lẽ là biểu hiện của thiên kiếm quá hoàn mỹ, Đông Phương Thái Thanh những suy đoán này cùng hoài nghi căn bản không có khiến cho coi trọng. Thậm chí còn có trưởng bối khuyên nhủ Đông Phương Thái Thanh, hiện tại Đông Phương ra đúng là lục dùng người, không nên ghen ghét hiện tại thiên kiếm mặc dù là ngoại nhân nhưng cuối cùng đã cưới đông phương nên thanh cũng nên đưa hắn coi như là đồng tộc nhân những trưởng bối kia cho rằng đông phương thái thanh ghen ghét thiên kiếm này để cho đông phương thái thanh cảm thấy vô cùng bị khuất hai người này gặp nhau nơi nào sẽ có tốt ngôn ngữ ngay tại hai người đối chọi tương đối gay gắt thời khắc thân ảnh của đông phương thuần quân đã xuất hiện trong thần loan điện tham gia đông phương đại thánh hoa thiên mệnh chắp tay hành lễ tham gia đại thúc bá đông phương thái thanh cũng thở phì phò hướng đông phương thuần quân chắp tay thở dài nhưng ánh mắt hay vẫn là lưu trên người thiên kiếm mặt mũi tràn đầy đều là bất thiện chi sắc hai người các ngươi nhanh chóng chuẩn bị dẫn người tiến đến truy trang một người đông phương thuần quân nhàn nhạt nói là vì chuyện gì đông phương thái thanh cùng hoa thiên mệnh thoáng có chút nghi hoặc trong thần vực này còn có thánh nhân không cách nào truy xét đến tồn tại có khách không mời mà đến từ ngoại vực mà đến hắn khả năng xuất hiện ở mười ba cái đại vực một trong cái đông phương thuần quân tiếp tục nói nhiệm vụ của các ngươi là đưa hắn tìm ra trong lòng hoa thiên mệnh cùng đông phương thái thanh tất cả giật mình ngoại vực mà đến nhân vật như vậy chẳng phải là trong lòng đông phương thái thanh lẩm bẩm có thể từ trong hỗn độn tiến vào người của thần vực vật ít nhất đều là thánh nhân cấp bậc tồn tại để cho hắn đám những thứ này đại viên mãn đi tìm người đây không phải tìm người mà là tìm cái chết Đông Phương Thuần Quân đương nhiên nhìn ra Đông Phương Thái Thanh nghi kỵ, lập tức nói nói, đối phương chẳng qua là một chân thần, tu vi nhiều nhất là đại viên mãn. Nghe nói như thế, Hoa Thiên mệnh cùng Đông Phương Thái Thanh càng thêm buồn bực. Chân thần có thể bình yên vô sự từ trong hỗn độn phản hồi. Đây rốt cuộc là cái quỷ gì? Bất quá hai người đều không có biểu lộ ra. Nếu như Đông Phương Thuần Quân phân phó, bọn hắn tự nhiên hoàn thành mệnh lệnh là đủ. Hai người tuân lệnh về sau giúp nhau ở giữa liếc nhau một cái, chật thối lui ra khỏi thần loan điện. La Trinh tại hàng lâm nơi đây về sau, nguyên Bổn định kích hoạt cấn tự lệnh mau mau rời đi. Cuối cùng cái kia không gian thông đạo xuyên thấu mục hải cực đại cực chi vũ, rất có thể đưa tới phiên thoái. Nhưng rất nhanh La Trinh đã bị xa xa một cỗ hết sức hùng hậu đạo hởn hấp dẫn. Nay cổ đạo ẩn, không giống là chân thần tản mát ra La Trinh thoáng có chút kỳ quái. Tò mò, La Trinh tung bay dựng lên, ngự không phi độn đi về phía trước vượt qua hai ngọn núi về sau la trinh ở nơi này ở dưới chân núi thấy được một tòa cao lớn tấm bia đá ba trăm sáu mươi tìm tòi rực nửa phù sinh cái đó là đạo bia phiêu lơ lửng trên không trung la trinh sạch bóng hơi loé lên hắn biết trong thần vực phân bố ba nghìn khối đạo bia ở trong đó ghi chép tam thiên thần đạo cũng là si vưu có ba nghìn tuyệt học La Trinh từng ở hàm gia tổ địa được chứng kiến ít đạo bia này phòng chế phẩm. Lợi dụng hắn não hải trong vô lượng xích, có thể nhanh chóng lý giải trong đạo bia đạo ẩn, đem đạo bao hàm phục chế đến vô lượng xích trong. Nhưng vô luận là từ trên thân chân thần lấy được đạo ẩn, hay là từ phòng chế phẩm trong lấy được đạo ẩn, cũng có thể là không lành lặn. Mà đầy đủ nhất thần đạo đạo ẩn, nhất định đến từ chính những thứ này chân chính đạo bia. Chương 2265, tới gần chương 2, năm tới gần. La Trinh lần thứ nhất mắt thấy chân chính đạo địa, tự nhiên hết sức hiếu kỳ. Liền là ngay cả ý nghĩ rời đi đều bỏ đi, theo hai ngọn núi lớn ở giữa khe núi, La Trinh bay xuống vút đi. Chỗ này trên thanh sắc đạo địa khổng lồ, lóe ra từng đạo màu xanh thẳm lôi điện, những cái kia lôi điện theo đạo địa lan tràn ra, như là từng con rắn nhỏ, chui vào chung quanh trong lòng đất. Cho nên thanh sắc đạo biên này chung quanh phương viên ngàn trượng trong phạm vi hầu như không có một ngọn cỏ, mà ở đạo biên này chung quanh lại có tính bằng đơn vị hàng nghìn người ngồi xếp bằng đối mặt với nảy tòa đạo bia. Những người này đều là mộ danh mà đến, tự nhiên là hy vọng thông qua tìm hiểu đạo bao hàm chứng được thần đạo. Tuyệt đại đa số người khoảng cách đạo bia đều tại ngàn trượng có hơn, mà gan dám tiến vào ngàn trượng trong vòng phạm vi người thì là mịt mù không có mấy khoảng cách đạo bia càng gần đạo ẩn uy áp càng là khổng lồ lúc trước la trinh tại hàm gia hỏi trong thần điện liền từng thể nghiệm qua nhất là ít chứng thần vũ giả kia nếu như quá mức dựa vào gần đạo bia kết quả là như là những cái kia đánh về phía ngọn lửa con bơm bướm bị trộm bao hàm chỗ cắn trả la trinh từ trên khe núi bay vút xuống lặng yên rơi xuống đất ẩn nặc tự thân tu vi về sau chậm dại hướng phía đạo bia đi đến Nguyên lai là Huyền Lôi Thần Đạo không ngừng tới gần phía dưới, ánh mắt của La Trinh hơi lóe lên. Huyền Lôi Thần Đạo này trong thần vực cũng coi như là một loại hết sức thường gặp thần đạo, chính là La Trinh cũng đã gặp mấy chân thần vận dụng này thần đạo. La Trinh vô lượng xích cũng ghi chép này một thần đạo, hơn nữa hẳn thập phần nguyên vẹn. Dù cho La Trinh La Trinh hay là muốn một lần nữa nghiệm chứng một phen, phụ thân đem vô lượng xích giao cho chính mình nhất định có thâm ý khác, nếu là có cơ hội, La Trinh thế tất yếu đến thăm trong thần vực tất cả đạo địa. Đứng lại. La Trinh khoảng cách đạo địa còn mà còn có hơn 10 dặm lộ trình thời khắc, xa xa thì có 3 tên thượng vị chân thần bay vút đến. Này 3 tên thượng vị chân thần chợt hạ xuống tại La Trinh trước mặt, ngăn cản đường đi của hắn. Cầm đầu một chân thần mặt lộ vẻ vẻ tiêu ngạo, dương mắt lạnh leo La Trinh nói ra, ngươi cũng muốn tham ngộ đạo bi. La Trinh đánh giá ba người này liếc mắt, khẽ gật đầu hiền lành nói, vâng, ta cũng muốn thăm ngộ đạo bi đạo bia này vì phương gia ta tất cả nếu muốn tìm hiểu cần vì phương gia ta khổ dịch hai trăm năm giao nạp hai mươi mai thần vũ tệ cầm đầu chân thần kia nhàn nhạt nói nghe nói như thế lông mày của la trinh hơi nhữ lại nguyên lai đạo bia này vì phương gia chiếm đoạt chắc hẳn cái này đại vực hẳn là thuộc về phương gia địa bàn thời gian đối với tại thần vực trung đại nhiều mấy chân thần đều không đáng tiền trăm năm cũng là quá ngắn một đoạn thời gian mà thôi. Vì lĩnh ngộ cấp độ càng sâu thần đạo, điểm ấy trả giá không có ý nghĩa. 20 mai thần vũ tệ không tính là cái gì, nhưng hắn hao không nổi thời gian. Chân thần kia chứng kiến La Trinh có chút do dự, lạnh lùng khẽ hử, không muốn cút ngay xa một chút. La Trinh cũng không nguyện ý ở chỗ này dẫn gây dối. Hắn mỉm cười, bước hai bước tới trước chính là nhỏ giọng nói, thần vũ tệ này ta có thể nhiều ra một ít bất quá khổ dịch có thể hay không miễn hết ký hiệu bản quyền nghe nói như thế ba tên thượng vị chân thần con mắt đều hơi hơi sáng ngời đến đây tham ngộ đạo bi chân thần đều là một ít dễ cỏ ra đời ra hỏa nếu là chân chính có thế lực chân thần hoàn toàn không cần tham ngộ đạo bi gia tộc của chính mình liền có người có thể hàng nhái đạo địa hoàn chỉnh truyền thụ thần đạo đối với những cái kia dễ cỏ ra đời ra hỏa mà nói hai trăm năm thời gian không sao cả nhưng là muốn hắn ra 20 mai thần vũ tệ có thể đã đau lòng rồi. Hiện tại La trinh thống khoái như vậy, bọn hắn tự nhiên cũng vui vẻ. Có thể, dùng 50 mai thần vũ tệ thay thế 200 năm khổ dịch, ngươi chỉ cần có thể móc ra 70 mai thần vũ tệ là được rồi cầm đầu tên kia thượng vị chân thần cười hắc hắc. 67-356 Bọn hắn nhưng thật ra là đòi hỏi quá đáng. Nói chung, chỉ cần 20 mai thần vũ tệ liền có thể thay thế 200 năm khổ dịch. La Trinh chủ động nói ra, bọn hắn tự nhiên trông chờ lửa bịp tống tiền một bút. Nhiều hơn 30 mai thần vũ tệ ba người bọn họ có thể tư phân ra. Được La Trinh mỉm cười, mười mấy mai thần vũ tệ đối với La Trinh mà nói, thật sự là quá dễ dàng rồi. Dùng La Trinh hiện đang tích lũy thần vũ tệ, chỉ sợ những cái kia hào phú đều là kém xa tích tắp. La Trinh vung dưới tay, 70 mai thần vũ tệ trồng trình tệ, trình cho cái kia thượng vị chân thần cầm đầu thượng vị chân thần cười ha hả nhận lấy hướng sau lưng phất phất tay ngươi có thể tới rồi la trinh chắp tay một cái liền thẳng xuyên qua những đám người kia hướng phía đạo bia đi đến này ba tên thượng vị chân thần liền đem thần vũ tệ của la trinh nhanh chóng chia cắt ai lão thất tiểu tử này nhẹ nhõm liền lấy ra bảy mươi mai thần vũ tệ ngươi mới vừa hẳn ra giá cao hơn một chút đúng vậy nhìn bộ dáng kia của hắn trên người phỏng đoán chuẩn bị không ít thần vũ tệ hai tên thượng vị chân thần trong mắt tràn đầy vẻ tham lam hiển nhiên đem la trinh cho rằng một con dê béo rồi được kêu là lao thất thượng vị chân thần nhìn chằm chằm bóng lưng của la trinh trên mặt cũng toát ra vẻ hối tiếc sớm biết như vậy ra hỏa này ra tay xa xỉ vừa rồi nên định giá hai trăm thần vũ tệ cơ hội như vậy thế nhưng là không đạt được nhiều người này lẻ loi một mình mà thôi hẳn cũng không có cái gì bối cảnh chờ hắn ly khai nơi đây về sau ba huynh đệ chúng ta đưa hắn cướp giết thế là được lao thất lúc nói trên khuôn mặt hiện ra vẻ sắc cơ đề nghị này không tệ hắc hắc một gã khác thượng vị chân thần xoa tay nói ba người bọn họ tuy nói thấp giọng có thể hai mắt của la trinh vượt quá xa bình thường chân thần tự nhiên nghe được rành mạch khoe miệng của la trinh nổi lên một nụ cười lạnh lùng xem ra có chút ngu xuẩn cho dù là tu luyện thành thần cũng tránh không được sẽ chết bởi tham lam bất quá bây giờ la trinh cũng không rảnh đánh để ý đến bọn hắn chỗ này trên đạo bia đạo hẩn so với hàm gia tổ địa những cái kia ngụy đạo bia trong tản gia đạo hẩn phải mạnh mẽ hơn nhiều đúng khi hắn bước vào khoảng cách đạo bia trong vòng ngàn trượng phạm vi về sau nay không có một ngọn cỏ đất trên mặt đất liền kích xạ ra từng đạo chói mắt hồ quang điện theo hai chân của hắn tràn lan lên tới trung quanh một ít chứng thần vũ giả thậm chí cả hạ vị chân thần thấy một màn như vậy trong mắt đều toát ra vẻ kinh hãi phải biết rằng gan dám tiến vào ngàn trượng trong phạm vi chân thần đối với huyền lôi thần đạo đều đã có được phi phạm lý giải tuyệt đại đa số đều là thượng vị chân thần thậm chí cả đại viên mãn chân thần la trinh che giấu tu vi về sau chẳng qua chỉ là một gã hạ vị chân thần vậy mà cũng dám lướt qua ngàn trượng lôi trì lá gan thật là quá lớn nay hạ vị chân thần tiến vào lôi trì liền là muốn chết ta nhìn hắn tối đa đi về phía trước hơn 10 trượng, coi như là ba chục năm chục cũng hết sức khó khăn người ngoài nhìn mà giật mình la trinh thì là nhàn nhã tản bộ bình thường thong dong càng la dựa vào gần đạo địa lan tràn đến trên người la trinh hồ quang điện liền càng ngày càng nhiều trước mắt bao người hắn thì đã đi tiếp bốn trăm triệu khoảng cách từ lôi chỉ trong hiện ra một cái cái cánh tay to lôi xả đem la trinh toàn bộ người tầng tầng bao trùm ngàn trượng ra cái kêu ba tên thượng vị chân thần sắc mặt lập tức có chút khó coi cho dù là ba người bọn họ cũng chỉ dám dựa vào gần đạo bia bốn năm trăm trượng khoảng cách tìm hiểu huyền lôi thần đạo gia hỏa này chẳng qua là hạ vị chân thần liền có thể tùy ý đi vào bốn trăm trượng hơn nữa nhìn bộ dạng hắn còn không có dừng lại uy tứ ba người bọn họ thân là phương gia quản sự hiện tại liền không thể không nhìn kỵ lai lịch và bối cảnh của la trinh chương hai nghìn hai trăm sáu mươi sáu chỉ dẫn chương 2, 266 chỉ dẫn tại ngàn trượng trong phạm vi chẳng qua là vụn vụn vật vật phân bố một ít thượng vị chân thần này ít thượng vị chân thần giống như la trinh cũng là toàn thân bị lôi xả lượn lờ này ít thượng vị chân thần đối với huyền lôi thần đạo lĩnh ngộ tương đối tinh thâm bọn hắn ở chỗ này tìm hiểu mục đích chính là vì cái kia cực kỳ bé nhỏ một tia cơ hội lĩnh ngộ trong huyền lôi thần đạo viên mãn giai thần thông trùng kích đại viên mãn chân thần cảnh Bất quá vô số thần kỷ nguyên đến, dài thành thượng vị chân thần số lượng không ít, nhưng thành công trùng kích đại viên mãn chân thần, tức thì hiếm đến thấy thương. Làm La Trinh khoảng cách đạo địa còn có 300 chữ lúc, bên cạnh cách đó không xa một tên ngồi thẳng dưới đất lão giả, chính là lẩm bẩm nói: "Tiểu hòa tử, mặc dù nói ngươi trời xanh dị bẩm, không sợ đạo ẩn uy áp, có thể tìm hiểu thần đạo ý tứ là dần dần tiến đến dần, ngươi chẳng qua là hạ vị chân thần, không cần áp sát như thế." Lao giả này cũng là tốt bụng khuyên nhủ, La Trinh mỉm cười, hướng Lao giả kia chắp tay một cái, đa tạ nhắc nhở, chỉ là của ta dựa vào gần đạo địa, có mưu tính khác. Lao giả trong mắt lộ ra một tia nghi hoặc, liền không nói gì nữa. Làm La Trinh dựa vào gần đạo bia chỉ có 10 trượng xa lúc, hắn rốt cuộc đứng yên thân thể. Giờ phút này cả tòa đạo bia đều đang gầm thét. Một mảnh dài hẹp to lớn kia chớp lôi lòng, vây quanh La Trinh điên cuồng xoay quanh, gầm thét, thế tất yếu đem la trinh xé nát có thể la trinh như trước vững như thái sơn sừng sững tại chỗ không có chút nào dao động khoảng cách này đại khái là đã đủ rồi đối mặt với huyền lôi thần đạo đạo địa la trinh dẫn động náo hải trong vô lượng xích ô ô ô ng một ít đem vô lượng xích một mặt tại la trinh náo hải trong tản mát ra một đạo ánh sáng chói mắt cùng lúc đó la trinh hai cái đồng tử biên giới hiện ra hai đạo ánh vàng rực rỡ khe hở lần nữa thu nạp huyền lôi thần đạo ô ô ô nz vô lượng xích không ngừng mà chấn động mà dung nạp huyền lôi thần đạo chính là cái kia khắc độ bên trên một tia chớp tiêu chí trở nên càng thêm mượt mà sung mãn la trinh từ đại viên mãn trên người thu nạp thần đạo chính là viên mãn lúc trước la trinh đang hỏi trong thần điện thu nạp tử khí thần đạo đạo địa vì hàm cửu di sở tạo có thể hàm cửu di chế tạo này tòa đạo bia thời điểm còn không thể lĩnh ngộ trong tử khí thần đạo viên mãn giai thần thông tử thiên tuyệt địa cho nên tử khí thần đạo của la trinh cũng là không lành lặn nếu là từ hạ vị chân thần trên người thu nạp thần đạo thì chỉ có trước cấp hai thần thông hiện tại trực diện huyền lôi thần đạo đạo bia về sau huyền lôi thần đạo của la trinh dĩ nhiên là viên mãn bởi vì hắn đối mặt là một cái hoàn chỉnh thần đạo Vô luận là Huyền Lôi Thần Đạo ba thứ hạng đầu giai, hay vẫn là sau tăng giai, thậm chí viên mãn giai thần thông, hắn đều có thể vận dụng tự nhiên. Vô Lượng xích lên một đạo kia khắc độ bao hàm về sau, La Trinh thể nội thế giới trong đối ứng Huyền Lôi Thần Đạo khối thần cách nhỏ kia, tương tự gần như viên mãn, đồng thời thông qua một đạo kia thần cách ánh bắn ra ánh sáng, cũng bắt đầu viên mãn. La Trinh ngu như vậy ngu đứng tại chỗ, đưa tới sau lưng từng đợt ánh mắt kinh ngạc vô luận là thượng vị chân thần hay vẫn là hạ vị chân thần hay vẫn là ít chứng thần vũ giả kia đều đang nhỏ giọng bàn luận lấy không biết bọn họ la trinh đến cùng muốn làm gì càng thêm nhìn không thấu la trinh có được thực lực cỡ nào thật lâu la trinh trên mặt hiện ra nụ cười hài lòng liền khi hắn chuẩn bị tản mất này một đôi mắt vàng ly khai thời khắc một màn quỷ dị xuất hiện từ đạo bia này trung ương hiện ra một quả đặc biệt tam giác đường vân mà cái kia tam giác văn lộ trung ương, trồi lên một cái tiểu ánh mắt. 67-356 Từ cái kia trong ánh mắt bỗng nhiên ném bắn ra một đường vòng cung kia sáng, tia sáng này kính từ lúc nhập la trinh náo hải, xuyên qua linh hồn của la trinh, cùng vô lượng xích nối liền với nhau. Khi này một tia sáng xuyên thấu la trinh linh hồn thời khắc, la trinh cảm giác linh hồn của chính mình gặp kim đâm vậy. Có chút đau xót đồng thời một màn thần kỳ cảnh tượng lập tức phủ hiện tại hắn não hải trong đây là cái gì la trinh mặt mũi tràn đầy đều là vẻ khó tin khi hắn não hải trong lại hiện ra từng khối màu đen thùi lùi đạo bia ba nghìn khối đạo bia phương vị ba nghìn khối đạo bia là dựa theo khoảng cách nhất định phân bố trong thần vực đấy ít đạo bia này đỉnh đều có từng đạo đường vòng cung lẫn nhau liền cùng một chỗ nhưng hiện tại cái khác hai nghìn chín tòa đạo bia hiện lên màu đen thủi lùi trạng thái chỉ có trước mặt la trinh huyền lôi thần đạo đạo bia bị đốt sáng lên đây là chỉ dẫn ánh mắt của la trinh phát sáng lên vô lượng xích muốn chỉ dẫn ta thắp sáng tất cả đạo bia trong thần vực tuyệt đại bộ phận đạo bia phương vị đều có ghi chép tìm cũng không tính quá khó khăn nhưng vẫn có vị trí của một ít đạo bia vô cùng bí ẩn nay hậu thổ thần đạo đạo bia vậy mà ở vào kiến mục bên trong chỗ đó đồn đại đã biến thành một mảnh tử vực Người bình thường căn bản là không có cách tới gần. Đây là đại diện thần đạo đạo địa phụ thân thế nhưng là vị trí thứ nhất đem đầy đủ lĩnh ngộ cũng ở trên lưu danh người Trảm tinh thần đạo đạo địa. Làm sao sẽ bị nhưng trong thời gian hải là có người đem kia chuyển chuyển qua thời gian hải còn là La Trinh phen này quan sát phía dưới lập tức toát ra mãnh liệt hứng thú. Tuy nói hắn sớm liền định thu nạp hoàn chỉnh tam thiên thần đạo có thể trước đây vẫn không có cơ hội này hiện tại vô lượng xích như thế chỉ dẫn phía dưới càng thêm kiên định quyết tâm của la trinh hắn muốn biết tam thiên thần đạo tất cả đều thu nạp về sau đến cùng sẽ phát sinh chuyện gì lúc này la trinh lặng lẽ quay đầu lại đánh giá sau lưng những cái kia chân thần môn ánh mắt của ít chân thần này hay vẫn là tập trung trên người la trinh cũng không có lưu ý đến trên đạo bia hình tam giác cùng con mắt nghĩ đến bọn hắn hẳn là nhìn không tới cảnh tượng như vậy mà khi la trinh tản mất mắt vàng về sau cái kia hình tam giác cùng con mắt đồng thời cũng cùng nhau biến mất trên mặt hắn hiện ra nụ cười thản nhiên liền rời đi đạo bia tưởng yếu điểm sáng ba nghìn đạo bia cũng không phải một chuyện dễ dàng thật vất vả trở về thần vực hắn hay là muốn đi đầu trở lại tiên phủ rồi hay nói làm la trinh bước ra lôi trì chi địa thời điểm ba thượng vị chân thần của phương gia cùng la trinh liếc nhau một cái nhìn xem la trinh cười tủm tỉm biểu lộ này ba tên thượng vị chân thần lại có một tia cảm giác không rét mà run. Dựa vào gần đạo bia mười trượng khoảng cách, ước chừng chỉ có đại viên mãn chân thần mới có tư cách làm được. 360 tìm tòi, rực nửa phù sinh. Vừa rồi ba người này thế nhưng là tính toán cướp giết la trình, mà bây giờ ý niệm này đã sớm tan thành mây khói, dùng đầu ngón chân cũng có thể suy nghĩ cẩn thận, thanh niên này tuyệt đối không thể nào là nhìn qua đơn giản như vậy. Ngay tại La Trinh chuẩn bị ly khai hết sức. Hơn 10 gia hào phú, mười mấy tên đại viên mãn chân thần, đã nhao nhao thông qua truyền tống trận hàng lâm tại đại vực trong. Bọn hắn nhận được mệnh lệnh, yêu cầu truy tra 13 cái vực trong không gian thông đạo. Những thứ này không gian thông đạo phân biệt ở vào 13 cái vực vị trí đại khái, đã bị dấu hiệu đi ra, tất cả đại viên mãn chỉ cần quay chúng quanh dấu hiệu ra tới đại khái phương vị tìm kiếm là được rồi. Trong phương thiên vực dấu hiệu ra không gian thông đạo khoảng cách Phương Thiên Thành phương gia ta rất gần, giống như ngay tại Huyền Lôi Thần Đạo đạo địa bên cạnh. Trên không trung phi độn Phương Hận Thiếu mắt thấy phương xa. 13 cái không gian thông đạo, ai biết là từ bao nhiêu cái tiến đến, coi như là chúng ta đã đến, người ta cũng sớm liền chạy, cái đó và mò kim đáy biển không có gì khác biệt. Phương Hận Thiếu bên người mục huyết dung lạnh lùng nói ra. Chương 2267 trùng hợp. Chương 2,267 bảy trùng hợp mục huyết dung có chút khó hiểu nhiệm vụ này chẳng qua là mục hải cực tự mình hạ lệnh nàng không thể không tự mình đi một chuyến hẳn là cực kỳ trọng yếu manh mối cho nên mới phải để cho ta đám lao sư động chúng đuổi bắt chân thần này phương hận thiếu nhàn nhạt hồi đáp ta nghe ra chủ nói đông phương ra chuẩn bị phong cấm này mười ba cái đại vực không gian phong cấm mười ba cái đại vực mục huyết dung hơi kinh hãi một cái đại vực diện tích cũng không nhỏ cho dù là thánh nhân tự mình ra tay cũng không khả năng hoàn toàn phong cấm đi trừ phi mượn nhờ một ít thân vật tựa như đông phương ra mượn nhờ phù tang thần mục kiếm tộc mượn nhờ nhược mục ngược lại có thể phong tỏa một phương đại vực không gian phát tắc phong cấm về sau có thể cấm vận dụng đại na cùng với thi công đường hầm vận chuyển chứng kiến nét mặt của mục huyết dung phương hận thiếu thản nhiên nói bọn hắn lần nữa vận dụng thống ngự phiến đá vì đuổi bắt một chân thần phong cấm mười ba cái đại vực không gian mục huyết dung ánh mắt hơi loay lên chân thần này đến cùng là thần thánh phương nào phương hận thiếu nhún nhún vai không rõ ràng lắm nhưng nhà ta ra chủ sắc mặt cũng không quá được chắc hẳn hoàn toàn chính xác rất trọng yếu chứ hai người nghị luận một phen về sau thẳng bay tới phía trước trốn mà đi cùng một thời gian thống ngự phiến đá phía trước đông phương thuần quân đã giơ lên ngọn bút ở trên tảng đá long phi phượng vũ viết quy tắc trên thực tế dựa theo chúng thánh đường quy định, sửa chữa thống ngự trên tấm đá quy tắc phải trải qua chúng thánh đường tất cả thánh nhân đồng ý. Bất quá bây giờ chúng thánh đường đã thùng giống tiêu to. Kiếm tộc cùng huyền nguyệt gia tộc càng thêm đã trầm mặc, hai đại gia tộc này thánh nhân đã cực nhỏ của mọi người trong thánh đường xuất hiện, bây giờ chúng thánh đường đồng đẳng với đông phương thuần quân nhất môn đường. Mà thống ngự phiến đá cũng như hắn tư vật một dạng theo hắn vận dụng. Ô! 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 NG. Theo Đông Phương Thuần Quân viết hoàn tất, cái kia cái quy tắc nổi lên một vệ kim quang, điều quy tắc này đã có hiệu lực. Phong cấm 13 cái đại vực không gian, cũng không phải là cái gì rất bá đạo quy tắc, tiêu hao thần vũ tệ số lượng cũng không nhiều. Có thể sắc mặt của Đông Phương Thuần Quân cũng không dễ nhìn. Thần vực chi người ngoại lai, hơn nữa là tu vi hầu như không cách nào lường được cường giả, cái này để cho Đông Phương Thuần Quân tương đối kiên kỵ hiện tại bước thứ nhất muốn điều tra được bọn hắn đến cùng đưa người phương nào tiến vào thần vực cho nên viết điều quy tắc này liền trở nên vô cùng tất yếu rồi vị bằng hữu kia nếu là không ngại có thể nhập phương thiên thành ta phương gia ta đối với tất cả người qua đường mới đều có thu hút chi tâm vậy tên gọi thượng vị chân thần của lao thất tự biết thực lực của la trinh nổi bật sớm đã bỏ đi trong lòng ác nghiệm thay đổi vẻ mặt nhiệt liệt dáng tươi cười đi theo la trinh sau lưng La Trinh hấp thu xong thần đạo về sau, liền chuẩn bị tìm một cái chỗ bí mật, vận dụng cấn tự lệnh trở về thiên phủ, không có nghĩ tới tên này sẽ đuổi kịp chính mình. Không có hứng thú La Trinh lệnh kêu lên, trong lòng tính toán như thế nào thoát khỏi người này. Phương gia ta quyết định chỉnh đốn thần vực coi như là có hạn hào phú, dù cho ở trên đảo nổi, cũng đứng đầu trong danh sách, cơ hội như vậy cũng không nhiều này lao thất ngược lại là thập phần có kiên nhẫn, sau lưng La Trinh lại nhải khuyên lơn. Ta đã nói rồi, không có hứng thú. Nếu như ngươi là đi theo ta nữa, đừng trách ta ánh mắt của La Trình bỗng nhiên lạnh lẽo, một đám sát cơ đã phủ ở trên mặt. Chứng kiến La Trình bỗng nhiên trở mặt, trong lòng Lao thất lập tức khẽ run rẩy, ngượng ngập nở nụ cười rốt cuộc dừng bước, chỉ có thể đưa mắt nhìn La Trình đã đi ra. Nhưng vào thời khắc này, chân trời đã có hai vệ độn quang kích xạ mà đến. 67356 vù vù người đến đúng là phương hận thiếu cùng mục huyết dung hai tên đại viên mãn chân thần lao thất nhìn lại phía dưới trong lòng lập tức khẽ run rẩy tuy nói lao thất này tại phương gia cũng có chút địa vị có thể cuối cùng là không có tư cách tiến vào phu đảo hắn cũng không nhận ra phương hận thiếu nhưng vô luận hai người này là ai cũng không phải lao thất có thể lạnh nhạt nơi đây do phương gia ai chủ sự phương hận thiếu nổi đồng bền giữa không trung một đạo rất có thanh âm uy nghiêm đã khuyết tán ra lao thất trên mặt hiện ra vẻ cung kính hướng phía trên bầu trời phương hận thiếu nói ra là ta ta chịu trách nhiệm quản lý chỗ này đạo bia xin hỏi các hạ là vị nào ta là phương hận thiếu phương hận thiếu báo ra danh hào của chính mình lập tức hắn lại hỏi hôm nay còn có người xa lạ xuất hiện nghe được phương hận thiếu mấy chữ đạo bia chung quanh lập tức vang lên một mảnh ông ống thanh trong phương thiên vực Phương gia những cường giả kia đám thế nhưng là tiếng tâm lừng lây tồn tại. Phương Hận Thiếu mặc dù không phải là thánh nhân, có thể thân là Phương gia mạnh nhất đại viên mãn, trong Phương Thiên Vực cũng là như sấm bên thai tồn tại. Từng đạo ánh mắt kính sợ lập tức quăng bắn lên. Phương Hận Thiếu tựa hồ rất hưởng thụ loại ánh mắt này, trên mặt cũng để lộ ra một tia tốt sắc. Người xa lạ, lao thất hơi sững sở, cơ hồ là không kềm hãm được quay đầu nhìn về phía bước nhanh rời đi La Trình hôm nay đích xác cứ như vậy một người xa lạ cùng một thời gian mục huyết dung cặp kia sắc bén hai mắt đã mất ở chỗ không xa bóng lưng của la trinh nàng mới vừa cảm thấy những thứ này có chút không đúng chẳng qua là la trinh nhận nạp tu vi nàng cũng không có đặc biệt để ý ngươi đứng lại mục huyết dung giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng phiêu tới có thể nàng mới vừa lên tiếng phía dưới la trinh đã nhảy lên một cái bay tới phía trước trốn mà đi trong lòng la trinh cũng là than thở một tiếng thật sự là oan ra ngõ hẹp tự lựa chọn một cái không gian thông đạo lại đụng phải mục huyết dung cùng phương hận thiếu đây không khỏi cũng thật trùng hợp hắn tự nhiên không biết chính mình hàng lâm thần vực đồng thời phù đảo bên kia đã sắp nhanh chóng làm ra phản ứng cơ hồ là không cần nghĩ ngợi hắn đã xông lên trời bay tới phía trước trốn mà đi mục huyết dung cùng phương hận thiếu liếc nhau người nọ không chỉ có không dừng bước lại còn muốn còn muốn đào tẩu đuổi theo sắc mặt của hai người trầm xuống đã hóa thành hai vệ đội quang mau chóng đuổi theo chỉ để lại tên kia gọi lao thất thượng vị chân thần tại chỗ ngần người hiu 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 giờ phút này la trinh đã không hề ẩn nấp tự thân tu vi dùng tốc độ cực nhanh chạy nhanh về phía trước mục huyết dung cùng phương hận thiếu hai người tức thì cắn chặt tại la trinh đằng sau ba người độn tốc cực nhanh thoáng thời gian hai nhịp hô hấp bọn hắn đã bay vút đếm rõ số lượng mười dạng núi Tuy rằng ba người đều là đại viên mãn, nhưng La Trinh cuối cùng vừa vừa bước vào viên mãn cảnh, độn tốc yếu lược chậm một bậc, giữa bọn họ khoảng cách chính không ngừng mà gần hơn. Tiếp tục như vậy không được. La Trinh cau mày, một cỗ không gian pháp tắc khí tức tại phía trước hắn khuyết tán ra, muốn thi triển đại Nazi. Có thể khi hắn đang muốn chui vào không gian thông đạo trong tích tắc, trên bầu trời quỷ dị xuất hiện một đạo sấm sét thẳng bổ xuống. Ẩm! Này một đạo sấm sét càng đem la trinh cấu trúc không gian thông đạo đánh cho nát bấy la trinh cũng nhận được này một đạo sấm sét ảnh hưởng đến rên khẽ một tiếng chỉ có thể cứng rắn thừa này một đạo sấm sét bởi vì độn tốc cũng chợt hạ xuống nhân cơ hội này mục huyết dung cùng phương hận thiếu nhất tiền nhất hậu đã đem la trinh bao kẹp ở giữa cả phương thiên vực không gian đều bị phong cấm rồi ngươi còn định thi triển đại na di mục huyết dung nhân cơ hội này chặn đường tại la trinh phía trước khi nàng nhìn thấy La Trinh tướng mạo thời khắc, cặp kia lá liêu vậy lông mi lập tức nhảy lên, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ ngoài ý muốn, thật sự là hoàn ra ngõ hẹp, nguyên lai muốn đuổi bắt chân thần là ngươi. Chương 2268 thông truyền. Chương 2.268 thông truyền. Nhược Mục nhất hành, La Trinh biến mất đem gần mười năm lâu, có thể Mục huyết dung một khắc đều không có quên La Trinh gia hỏa này, chỉ cần thấy được La Trinh gương mặt đó đã từng cái kia khuất nhục một màn lập tức lơ lửng ở nàng náo hải trong như thế tranh cường háo thắng nàng quả quyết vô pháp tiếp nhận thất bại như vậy bị một cái hạ vị chân thần làm nhục sỉ nhục đủ để để cho nàng minh nhớ một đời nàng thậm chí cam tâm tình nguyện tùy ý loại này cựu hận tại trong lòng sinh trường tốt một lần hóa thành tâm ma của chính mình ngươi đã bước vào đại viên mãn mục huyết dung ngoài ý muốn ngoài lại khiếp sợ tại la trinh tu vi tăng lên tốc độ nàng là trơ mắt nhìn ra hỏa này từ hạ vị chân thần nhanh chóng kéo lên lại ngắn ngủn mười năm tu thành đại viên mãn nàng trong lúc nhất thời có chút khó có thể tiếp nhận cái này làm sao có thể phương hận thiếu cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tin được bọn hắn những nhà giàu có này trong nhân vật đứng đầu đã thấy rất nhiều trong thần vực đỉnh cấp thiên tài có một ít ngày mới tu vi tăng lên tốc độ cũng là cực nhanh dựa vào nhà giàu có tài nguyên từ hạ vị chân thần dài thành thượng vị chân thần không hơn mười năm trước mà thôi người như vậy cũng không hề ít ít nhất phương gia mục gia thì có mấy vị thế nhưng là thời gian mười năm tu thành đại viên mãn tốc độ như vậy khiến cho phương hận thiếu cùng mục huyết dung có chút khó đón nhận tu thành đại viên mãn độ khó so với giải thành chân thần độ khó lớn hơn trên một triệu lần trong thần vực chân thần số lượng nhiều vô cùng thượng vị chân thần cũng chiếm cứ tương đối lớn tỷ lệ có thể đại viên mãn chân thần số lượng tức thì hết sức thưa thớt vẹn vẹn chỉ là so với thánh nhân cùng á thánh hơi nhiều tựa như đạo bia phía dưới cái kêu ít thượng vị chân thần một lòng tưởng muốn bước vào đại viên mãn cảnh lại nói tiếp những thứ này đỉnh phong thượng vị chân thần khoảng cách đại viên mãn vẹn vẹn chỉ có một bước xa thế nhưng là một bước này muốn vượt qua là cả danh trời tuyệt đại nhiều mấy thượng vị chân thần cuối cùng cả đời cũng không bước qua được cho nên trong thần vực có vừa bước vào viên mãn bán bộ được gọi là thánh lời nói bởi vì đại viên mãn về mặt thực lực chẳng qua là yếu hơn á thánh một ít bọn hắn đều có tư cách tiến vào thánh nhân sơn tranh đoạt phong thánh cơ hội mà ở thần vực trong lịch sử đại viên mãn phong thánh ví dụ chỗ nào cũng có trên thực tế nếu như không phải là trợ giúp của phúc hy la trinh tưởng muốn tu thành đại viên mãn cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy mặc dù thiên phú của hắn nổi bật cũng cần tại trên trạm tình thần đạo vượt qua vô hình vô tướng cùng hư vô quy nhất hai đại gông cùng xiềng xích trọng yếu hơn chính là la trinh một lòng nghiên cứu dung đạo tại trên trạm tình thần đạo càng là dừng bước không tiến nếu như không có tao nộ phục hy tưởng muốn tu thành đại viên mãn không biết hay vẫn là ngày tháng năm nào chuyện cũng may mắn phục hy ra tay giúp đỡ càng là mượn trợ giúp hắn bắt quái lục để cho la trinh rút ngắn thật nhiều lĩnh ngộ trạm tình thần đạo thời gian ngoài ý muốn sao La Trinh nhàn nhạt nhìn chăm chú lên mục huyết dung. Đích xác thật bất ngờ mục huyết dung nhẹ nhàng hít một hơi, nhìn chầm chầm vào La Trinh gương mặt đó, nàng nhìn thấy La Trinh một màn kia nụ cười thản nhiên, trong lòng đích lửa vô danh mà bắt đầu hừng hực dâng lên, nhưng thanh âm của nàng như trước bảo trì bình tĩnh, nếu như không phải là bởi vì lập trường bất đồng, ta đích sắc sẽ bội phục ánh mắt của mỗi muội vẹn vẹn 10 năm quang cảnh đã bước vào đại viên mãn, thiên tài như vậy hoàn toàn chính xác xưa nay chưa từng có, chỉ sợ cũng là hậu vô lai giả nàng vừa nói một bên xuề hai tay từ hai cánh tay của nàng chỗ cổ tay hiện ra hai đạo huyết sắc ký hiệu phù văn lập tức thì có hai thanh huyết sắc đoạn kiếm từ hai tay trong dài đi ra đáng tiếc mục huyết dung cười lạnh một tiếng trong đôi mắt sát cơ nhanh chóng nồng nặc lên la trinh sau lưng phương hận thiếu trong tay tức thì nhiều một cái lớn chừng bàn tay màu xanh mâm tròn tại đây màu xanh vòng tròn chung quanh quấn quanh lấy một vòng màu xanh nhánh cây phương hận thiếu một tay che ở này màu xanh trên vòng tròn những cái kia màu xanh nhánh cây lập tức bắt đầu bốc cháy lên 67-356 làm nhánh cây này thiêu đốt hết sức trong hải mánh vực đường vãn cùng hai tên đại viên mãn chân thần hướng phía chỗ mục đích cao độ phi độn đường vãn phát giác được tu di giới chỉ của chính mình trong truyền đến một tia giống nhau thò tay vỗ trong tay nhiều một cái giống nhau như lúc màu xanh mâm tròn mà hắn khối này màu xanh trên vòng tròn màu xanh nhanh cây cũng đang không ngừng thiêu đốt lên nhanh như vậy đường vãn nhìn xem trên vòng tròn thiêu đốt nhánh cây con ngươi to chừng làm sao vậy đường vãn đường ra một gã khác đại viên mãn hỏi là phương thiên vực đường vãn nhìn chằm chằm vào màu xanh mâm tròn chép miệng một cái nói nói mục huyết dung cùng phương hận thiếu tìm được mục tiêu rồi chúng ta rút lui bọn hắn lúc này đây đại viên mãn dốc toàn bộ lực lượng tổng cộng trang bị 13 khối màu xanh mâm tròn này màu xanh trên vòng tròn quấn quanh nhánh cây là từ phù tang thần mục trên hái xuống đấy hơn nữa là từ một cái chạc cây trên thu thập một khi ai tìm được mục tiêu về sau thì sẽ đem màu xanh vòng tròn nhánh cây nhen nhóm phù tang thần mục lên nhánh cây có một cái đặc tính chỉ cần là lấy từ cùng một cái chạc cây lên nhánh cây vô luận cách xa nhau cỡ nào khoảng cách rất xa trong đó một nhánh cây thiếu đốt kia cảnh cây của hắn đều bị đốt cho nên tại phương hận thiếu đốt lên nhánh cây về sau mặt khác mười hai khối màu xanh trên vòng tròn nhánh cây cũng bắt đầu thiêu đốt căn cứ trên vòng tròn thiêu đốt phương vị dựa theo ước định lúc trước bọn hắn có thể đoán được là ai đã tìm được mục tiêu nhân vật kỳ môn vực trong hoa thiên mệnh ngật đứng ở một tòa trên đỉnh núi chi tiết lấy trong tay mâm tròn thiên kiếm đại ca thế nào Hoa Thiên mệnh phía sau là hai Đông phương gia đại viên mãn. Mấy năm qua này, Hoa Thiên mệnh tại Đông phương gia lũ lập kỳ công, đặc biệt là trong Thâm Nguyên Ma Vực, càng là nhiều lần cứu người cùng nước lửa ở giữa. Cho nên Hoa Thiên mệnh mặc dù là văn bối, nhưng uy tín khá cao. La Đinh bốn vị Hoa Thiên mệnh nhìn chằm chằm vào trên vòng tròn nhánh cây bắt đầu thiêu đốt phương hướng Phương Thiên Vực. Chúng ta đi. Dứt lời, Hoa Thiên mệnh mang theo hai tên đại viên mãn tật bắn đi đối với nhiệm vụ lần này hoa thiên mệnh cũng rất là tò mò đến tột cùng là ai đáng giá hảo môn liên minh đại động can qua như vậy thậm chí không tiếc vận dụng thống ngự phiến đá phong cấm mười ba đại vực không gian hắn mơ hồ có chút dự cảm chỉ sợ có một số việc muốn nói trước bay linh đại vực hoàng long vực vân phong vực nguyên bản phận tán tại mười ba cái đại vực trong đại viên man đám đều hỏa tốc hướng phía trong phương thiên vực tiến đến nhưng là bởi vì phong cấm đại vực không gian nguyên nhân một dạng với bọn hắn cùng là trinh cũng tương tự nhận lấy thống ngự phiến đá quy tắc hạn chế không cách nào thông qua truyền tống môn cũng không cách nào vận dụng đại nazi tất cả xúc động không gian pháp tắc cử động đều bị thống ngự phiến đá trừng phạt tất cả đại viên mãn chỉ có thể dùng tốc độ nhanh nhất xuyên thủng một cái khác đại giới trong lại tiến hành chuyên lực đến cùng phương thiên vực tiếp giáp đại vực về sau từ tiếp giáp đại vực trong tiến vào phương thiên vực vèo mục huyết dung hai thanh huyết sắc đoạn kiếm nhẹ nhàng khẽ quấn nàng đã hóa thành một đạo tiêu máu thẳng đến la trinh mà tới đối mặt công kích của mục huyết dung la trinh sớm có phòng bị lăng không lơ lửng la trinh thân thể bỗng nhiên ngửa ra sau ở phía sau ngưỡng đồng thời trường kiếm sôi nổi nơi tay một đạo cầu vòng sỏ xuyên qua mà ra vụt đi đôi với một đạo thanh thúy nổ mạnh la trinh chém ra một đạo cầu vòng điểm tại trên huyết sắc đoạn kiếm của mục huyết dung từ ngàn trượng trên không dưới khúc xa đi. Ầm ầm. Đạo này tầm thường câu vồng, lập tức đem phía dưới nhất tọa sơn mạch từ đó bổ ra. Chíu. U u. Chém ra một kiếm này về sau, La Trinh ổn định thân hình, lại không có chút nào ham chiến ý tứ, đúng là trốn bán sống bán chết. Chương 2269, Lôi hình hóa ý. Chương 2.269 Lôi hình hóa ý. Đại viên mãn chân thần trong cũng chia mạnh yếu mục huyết dung cùng phương hận thiếu phân biệt đại biểu cho mục gia cùng phương gia trung đại viên mãn chân thần nhân vật đứng đầu Dung tu vi hiện tại của la trinh cũng không ý kỵ hai người này nhưng hắn sơ lâm thần vực liền đưa tới những nhà giàu có này đuổi giết này thái quá mức đúng dịp kỹ càng suy tư phía dưới hắn đại khái có thể phán đoán ra mục huyết dung không gian thông đạo từ thần vực đỉnh cấu trúc đi ra xuyên thấu hoàng vũ tất nhiên sẽ kinh động một vị thánh nhân La Trinh không biết tên kia thánh nhân là vị nào, nhưng bây giờ đưa tới mục huyết dung bọn hắn, chắc hẳn vị này thánh nhân hẳn thuộc về hào môn liên minh. Hắn không biết mình sắp đối mặt trình độ nào đổi giết, nếu là có thánh nhân cùng á thánh tham dự trong đó, hắn chỉ sợ thì phiền thoái. Cho nên tại thời khắc này, hắn chọn lọc tự nhiên đi đầu tránh lui. Nếu như đối phương thông qua thống ngự phiến đá phong cấm đại vực, hắn liền phải nhanh chuyển rời đến không có bị phong cấm đại vực ở bên trong, chỉ cần khởi động cấn chữ lệnh, là hắn có thể bỏ trốn mất dạng trở lại tiên phủ muốn đi Mục huyết dung lạnh rên một tiếng mũi chân điểm một cái cũng hóa thành huyết hồng phi toa mà đi phương hận thiếu trong tay nhiều hơn một thanh sáng ngân sắc trường kiếm cũng là theo sát phía sau bệnh đuổi sát sau lưng là trinh mục huyết dung song kiếm đột nhiên giao thoa mãnh liệt sát niệm từ hai thanh huyết kiếm trong giật tán ra một đạo thập tự tia máu theo đuôi là trinh kích xạ mà tới đại viên mãn chân thần đã đem nào đó một môn thần đạo hoàn toàn hiểu rõ này thập tự tia máu uy thế cực độ nội liễm nhưng lực phá hoại thì là rất mạnh có thể ở phía trước chạy thuộc mạng la trinh thậm chí chưa từng quay đầu lại nhìn một cái huyền lôi thần đạo hắn thể nội thế giới trong thần cách quang mang chớp nhấp nháy một tia xét từ trong thần cách hướng lên bắn ra Đùng. này lôi quang tử trong đan điền của hắn thoát ra về sau thẳng sỏ xuyên qua tại trên lưng hắn Từng đạo lớn bằng ngón cái lôi điện nhanh chóng ngưng kết cùng một chỗ lại trong vòng thời gian ngắn dài ra một đôi dài đến trăm trượng cực lớn lôi xí đúng ba này hai đạo lôi xí tại là chính phía sau lưng vô phía dưới thẳng đem mục huyết dung chém ra thập tự tia máu bao bọc trong đó lôi xí trong bắn ra từng đạo ác liệt lôi điện đánh vào thập tự tia máu phía trên trong nháy mắt này thập tự tia máu đã bị đánh phá thành mảnh nhỏ đem cái kia thập tự tia máu đánh nát về sau này một đôi lôi xí lại lần nữa hốt vỗ một cái tích la trinh lập tức hóa thành một đạo lôi điện đúng là dùng tốc độ khó mà tin nổi nhanh trong trốn mau tháo chạy nay là thấy một màn như vậy mục huyết dung trong đôi mắt tràn đầy kinh hãi la huyền lôi thần đạo viên mãn giai thần thông lôi hình hóa ý phương hận thiếu cũng là trợn tròn mắt hắn này đây huyền lôi thần đạo nhập viên mãn lợi dụng phương gia ta quản lý huyền lôi đạo bia, con mẹ nó không có khả năng luôn luôn văn nhã phương hận thiếu thấy một màn như vậy cũng có chút nhịn không được chửi mẹ rồi 67-356 muốn nói thời gian mười năm bước vào đại viên mãn bọn hắn tốt xấu cũng đã tiếp nhận sự thật này dù cho đại viên mãn cũng không còn đáng sợ như vậy hiện đang thông chi hảo môn liên minh mặt khác đại viên mãn đến đây giống nhau có thể đem là trinh cho vây quét nhưng mà bọn hắn mới vừa tới phương thiên vực mà La Trinh vừa vặn ở huyền lôi thần đạo đạo bia bên cạnh. Dựa theo phía trên cho ra tin tức, La Trinh giá lâm nơi này thời gian rất ngắn, hắn cứ như vậy lợi dụng đạo bia bước vào viên mãn dai. Loại chuyện này bọn hắn căn bản vô pháp tiếp nhận. Không đúng, hắn chủ tu chính là trảm tình thần đạo. Sắc mặt của mục huyết dung cũng khó coi, hắn hẳn dùng trảm tình thần đạo nhập viên mãn dai. Nhưng hắn mới vừa rõ ràng thi triển lôi hình hóa ý. Phương Hận Thiếu nói ra ngươi quên tiểu tử này quỷ dị chi chỗ hắn ngay cả ta mục phá máu hoang cắn cùng người phương ra ly thủy thần kính đều có thể vận dụng mục huyết dung lắc đầu nói ý tứ của ngươi là hắn hiện tại bước vào đại viên mãn những thứ khác đại viên mãn giai thần thông đều có thể vận dụng phương hận thiếu lớn tiếng hỏi dứt lời hai người nhất thời một cái mắt song phương đều từ trong mắt của đối phương chứng kiến vẻ kinh ngạc thật bất ngờ bọn hắn cho ra một cái đáng sợ kết luận trong lúc nhất thời không biết cầm loại tâm tình nào đi đối mặt cái kết luận này chúng ta tiếp tục đi theo hắn thông chi tất cả mọi người vây kín lúc này đây không thể lại buông tha hắn hắn phải chết mục huyết dung cắn răng nói ra nói xong mục huyết dung xong ánh sáng đỏ ngầu trong mắt phát ra độn tốc cũng là bạo tăng phương hận thiếu mặt mũi tràn đầy vẻ bất đắc dĩ cũng chỉ có thể đi theo lên trong lòng ngược lại có chút nói thầm chúng ta có thể là tới nay không có định bỏ qua cho ra hỏa này trái lại là ra hỏa này từng buông tha chúng ta lúc trước trong thời gian hải cấm địa la hàm cửu di mang theo la trinh đào tẩu cuối cùng la trinh phóng ra giam giữ tại ngọc tỷ trong đại viên mãn chân thần vèo 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 không trung chi thượng tam đạo đột quang dùng tốc độ cực nhanh bay vút lấy trong lúc ngẫu nhiên bọn hắn sẽ xẹt qua một tòa thần thành bởi vì vi phạm với bên trong tòa thần thành phiến đá chỗ ký kết cấm bay quy tắc đưa tới phiến đá công kích nhưng những cái kia phiến đá còn không thể khởi động ba người đã bay vùn vụt thần thành vô ảnh vô tung biến mất chỉ để lại bên trong tòa thần thành phần đông chân thần môn liên tục sợ hãi thán phục một ngày một đêm thời gian từ hoàng hôn đến sáng sớm tại trong tầm mắt của la trinh phía trước là một mảnh kéo dài không ngừng sơn mạch cao lớn sơn mạch như là trong nước sóng cả vậy tại chỗ rất xa đã xuất hiện một cái rõ ràng giới hạn xong hết rồi hy vọng vương thiên vực mặt khác một bên không có bị phong cấm la trinh một bên phe phẩy lôi xí trong lòng một bên thầm nghĩ không gian thông đạo là minh vi cấu trúc đấy cô ấy là mười ba đầu không gian thông đạo thông hướng những cái kia đại vực la trinh cũng không thái thanh sở nếu như mười ba đầu không gian thông đạo liên tiếp đại vực toàn bộ cùng một chỗ la trinh khả năng thì phiền thoái ý vị này hắn phải xuyên qua nhiều cái đại vực mới có thể đào thoát thăng thiên mà mục huyết dung cùng phương hận thiếu chứng kiến la trinh phương hướng bỏ chạy mặt bên trên lập tức lộ ra lộ ra nét mừng phương thiên vực phía tây cùng cánh bắc phân biệt cùng hải mánh vực cùng xà linh vực tương liên trong đó hải mánh vực cùng phương thiên vực tiếp giáp diện tích phi thường lớn dựa theo la trinh phương hướng bỏ chạy hắn sẽ tiến vào hải mánh vực mà hải mánh vực không gian đồng dạng bị phong cấm hắn không chỉ có không cách nào đào thoát hơn nữa đường vãn ngay tại hải mánh vực nếu như không có gì bất ngờ xảy ra đường vãn chắc dẫn người chạy đến thời gian một nén nhang sau la trinh rốt cuộc đã vượt qua phương thiên vực biên giới hai cái đại vực ở giữa giao giới sử thập phần tươi sáng do nét phương thiên vực là kéo dài dây núi đến cuối cùng rồi tiến vào hải mánh vực thì là một mảnh biển rộng mênh ngông hải mánh vực này hình dạng giống như một đường thủy dụng cụ mà trong đó tuyệt đại bộ phận đều là thủy vực vì vậy mà được hải mánh vực quyển sách say nhanh đổi mới bài đủ sẽ ập nửa phụ sinh khi tiến vào hải mánh vực thời khắc tâm niệm của la trinh lại lần nữa hơi động một chút tưởng muốn xuyên tòa không gian mà đi Đùng! trên bầu trời lại lần nữa xuất hiện một đạo sấm sét thẳng hướng phía la trinh phía trước đánh xuống la trinh sắc mặt khẽ biến thành hơi trầm xuống một cái lúc này đây hắn đã có phòng bị lôi xí vô phía dưới đã tránh đi này một đạo sấm sét nhưng hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn này sấm sét đem chính mình xây dựng không gian thông đạo chém nát hải manh vực không gian cũng bị phong cấm rồi ý vị này hắn không chỉ có không thể vận dụng đại na di đào tẩu cũng không cách nào dùng cấn tự lệnh trở lại tiên phủ chương 2270, đoạt công chương 2.270, đoạt công rầm rầm từ ở chỗ sâu trong hải manh vực cuốn ra nước biển hướng phía phương thiên vực danh giới sơn mạch vĩnh viên ướt vậy đối với to lớn lôi xí bao vây la trinh đứng lơ lửng trên không mục huyết dung cùng la trinh bảo trì khoảng cách nhất định mắt nhìn xuống la trinh phương thiên vực trùng quanh mấy cái đại vực đều bị phong cấm hôm nay dù cho ngươi đã chắp cánh nhưng là khó bay nghe nói như thế lông mày của la trinh nhữ lại đây là la trinh không hy vọng nhất chuyện đã xảy ra vượt qua mặc một cái đại vực cũng phải tiêu hao không ít thời gian hắn ở chỗ này lưu lại thời gian càng lâu tình thế lại càng gây bất lợi cho chính mình la trinh tuy rằng nghĩ như vậy có thể đối mặt mục huyết dung hắn tức thì lạnh giọng cười cười ngươi cường điệu chung quanh đại vực bị phong cấm đơn giản là hy vọng ta lưu ở nơi đây xem ra chính thức cửa ra vào cũng không khó tìm vừa mới nói xong la trinh sau lưng lôi xí đột nhiên triển khai đúng màu xanh thẳm lôi quang từ lôi xí trong lan truyền mà ra tại mục huyết dung cùng phương hận thiếu trong ánh mắt la trinh đã hóa thành một tia chớp thô to bay trốn đi la trinh không phải tùy tiện lựa chọn phương hướng hắn là một mực dọc theo phương thiên vực cùng hải manh vực đường danh giới phi đột như vậy hắn có thể ở ngắn nhất đường nhỏ bên trong tìm được cái thứ ba đại vực nếu như cái thứ ba đại vực trong vẫn là không cách nào không gian na gì, đến lúc đó chỉ có thể lại nghĩ biện pháp đây cũng là la trinh hiện giai đoạn lựa chọn tốt nhất mục huyết dung cùng phương hận thiếu chứng kiến la trinh phi độn phương hướng sắc mặt cũng là khẽ hơi trầm xuống một cái nếu như theo này đường ranh giới phi độn quá khứ không bao lâu la trinh liền ăn mặc nhập trong xà linh vực khi đó sợ rằng sẽ lại lần nữa lại để cho tiểu tử này bỏ trốn mất dạng nhưng lại tại la trinh mới vừa thoát ra không xa phía dưới trong hải vực bỗng nhiên dâng lên một màn nước khổng lồ dâng vào hào màn nước lập tức nổ hóa thành ngàn vạn giọt nước lập tức đem la trinh bao phủ trong đó La Trinh thấy một màn như vậy lông mày hơi hơi xích lên, một đôi lôi xí lại lần nữa vỗ. Đang lúc hắn từ những giọt nước này trong đi xuyên qua lúc, một màn quỷ dị xuất hiện. Tất cả bọn nước tại thời khắc này, đồng nhiên cải biến quỹ tích vận hành. Những giọt nước này giữa hai bên nối liền cùng một chỗ, tạo thành một đạo nước lưới lớn, đem La Trinh toàn bộ người bao phủ trong đó. Này là Ly Thủy Thần Đạo. Đối mặt này từng chuỗi giọt nước hình thành lưới lớn, La Trinh thân hình uốn éo, sau lưng lôi xí đột nhiên một cái to lớn kinh rạch chẳng chịt lập tức bị vắt phá thành mảnh nhỏ rực rỡ sáng long lanh bọt nước bốn phía bắn tung tóe nhưng những nước này dọn tự do lưu động phía dưới dường như có sinh mạng bình thường lần nữa ngưng kết lại khôi phục thành một đạo mới lưới lớn bao phủ trên người lá trinh đồng thời từ trong nước biển lại lần nữa tuôn ra từng tầng một màn nước những cái kia màn nước hóa thành càng nhiều nước hơn, hơn dọn hóa thành một tầng tầng lưới lớn không ngừng mà hấp thụ trên người La Trinh. Tại những nước này dọn hình thành lưới lớn trong ẩn chứa một cố năng lượng kỳ lạ, bao phủ trên người La Trinh về sau, thân hình của La Trinh lập tức trở nên chầm lụt. Ha ha ha, muộn ca, bắt được tiểu tử này. Trong vào ta huyễn quang kinh dạch chẳng chịt nhìn hắn như thế nào trốn. 67-356 Một đạo thân hình từ trong biển chậm rãi hiện lên, người nọ đứng ở sóng biển chi đỉnh trôi nổi mà đến, vẻ mặt tươi cười lúc này phương thiên vực ranh giới một tòa núi lớn ầm ầm vỡ ra núi lớn trung ương không ngừng mà sụp đổ những cái kia kiên cố nham thạch nứt vỡ về sau lại lẫn nhau dính liền cùng một chỗ trở thành một tầng tầng bậc thang đường vãn khiêng hắn cái thanh kia thuẫn kiếm theo bậc thang cất bước đi tới hắn quan sát một chút không chung cái kia cái thật lớn nước đoàn về sau lập tức ngẩng đầu ha ha cười nói mục hết dùng phương hẳn thiếu lúc này đây các ngươi có thể thật là vô dụng kém xa tít tóc sư đệ của ta đứng ở sóng biển tri đỉnh lên lam ý ghi nam tử tên là đường khuyết là sư đệ của đường vãn cũng là đường gia đại viên mãn một trong đường khuyết này thân là hào trong môn đại viên mãn thực lực tuy lợi hại nhưng so sánh với đường vãn mục huyết dung những người này tự nhiên muốn yếu hơn một bậc mục huyết dung cùng phương hận thiếu truy đuổi lâu như vậy cũng không thể bắt lại la trinh mà đường khuyết lại một lần hành động đắc thủ trói buộc lại la trinh Người của đường ra tự nhiên thập phần đắc ý. Hai vị, đa tạ. Xem ra lúc này đây, hẳn do đường ra ta rút ra thứ nhất. Đường khuyết hướng phía mục huyết dung cùng phương hận thiếu chắp tay một cái, lập tức nói ra, đường thất, động thủ. Đường ra lúc này đây lên đường ba tên đại viên mãn, theo thứ tự là đường vãn, đường khuyết cùng đường thất. Trong đó đường thất cùng đường khuyết đều là dùng ly thủy thần đạo nhập đại viên mãn dai, thật sớm giấu kín tại đáy biển đường khuyết sợ mục huyết dung cùng phương hận thiếu cướp đi đường ra công lao liền để cho đường thất nhanh chóng đậu thủ làm đường khuyết vừa mới nói xong phía dưới trong vùng biển bỗng nhiên xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ làm vòng xoáy này xuất hiện trong tích tắc phương viên trăm dặm hải vực đều trở nên cáu kỉnh này trong trăm dặm nước biển đều hướng phía trong cái lốc xoáy kia rũ mánh lao tới đồng thời một cỗ uy thế kinh người từ vòng xoáy kia trung ương truyền ra ngoài vòng xoáy này điên cuồng hấp thu chung quanh nước biển chung quanh mặt nước cũng nhanh chóng hạ thấp rất nhanh một gã khác gọi là đường thất đại viên mãn trồi lên mặt biển mà ở trong tay của hắn tức thì nắm nắm lấy một chút màu xanh thảm trường cung cây cung này dường như dùng nước làm đồng dạng toàn thân dịch thấu trong suốt mà gác ở cây cung này lên mũi tên dài tức thì thật là do nước ngưng kết mà thành Tâm thương thủy tiễn cố nhiên là không gây thương tổn người cung trong tay của đường thất chính là ly thủy chân cung Cây cung này có thể đem chung quanh tất cả nước đều nạp cho mình dùng. Vừa rồi trong tích tắc, này ly thủy chân cung liền đã đem trong vòng phương viên trăm dặm nước biển thu nạp trong đó. Hành động này trực tiếp lại để cho chung quanh mặt biển đều giảm xuống mười trượng. Cao độ ngưng xúc cái thanh này ly thủy chân tiễn cũng hóa thành cực kỳ khủng bố vũ khí. Bệnh! đường thất thả chế trụ dây cung ngón tay. Một đạo kia cực độ ngưng xúc ly thủy chân tiễn, tự lấy xoay tròn tốc độ cao tư thái hướng phía trên bầu trời la trinh bay vút đi đường ra ba tên đại viên mãn bỗng nhiên nhúng tay đã liền mục huyết dùng cũng là bất ngờ mắt thấy uy thế kia khá lớn một mũi tên nhanh chóng bắn nhanh hướng la trinh hai tròng mắt của nàng có chút ngưng tụ phía dưới trong lòng hiện ra một tia cảm giác không ổn biến xác cẩn thận tiểu tử kia hiện tại thật không đơn giản mục huyết dung cùng phương hận thiếu kỳ thật căn bản sẽ không có cùng đường ra đoạt công lao tâm tư hai người bọn họ bám theo một đoạn mà đến một mực chưa từng ra tay với la trinh bởi vì bọn họ căn bản không nắm chắc đánh bại la trinh cho nên ý định cùng với các đại viên mãn hội tụ về sau lại ra tay vây giết không nghĩ tới đường vãn mang theo hắn đường ra hai cái đại viên mãn lanh tranh ẩn núp ở đây trước tiên hướng la trinh động thủ ba ly thủy chân tiễn kia đánh xuyên tầng kia tầng kênh dạch chẳng chịt đã hướng phía la trinh chính diện đánh tới Bao khóa lại nước trong lưới La Trình, hai mắt trong nháy mắt trở nên lạnh lẽo. Giờ khác này hắn không có lựa chọn né tránh, nhưng lòng bàn tay phải của hắn trong đã hiện ra một cái màu đen con rắn nhỏ. Phốc! Ly thủy chân tiễn kia đánh vào trên thân La Trình, lại trực tiếp quán xuyên nhục thể của La Trình. Trong một mũi tên này hắn không chết cũng phải tàn phế. Đường Thất cùng Đường Khuyết mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Lần này hào môn liên minh dốc toàn bộ lực lượng bọn hắn vốn cho là nhiệm vụ sẽ vô cùng gian khổ không nghĩ tới lại sẽ bị bọn hắn một kích thành công có thể trên mặt bọn họ vẻ hưng phấn rằng có khoảng gần hai cái hô hấp thời gian liền cứng lại trên mặt tại bọn họ trong tầm mắt thân hình của la trinh quỷ dị hốt chớp lên một cái về sau bị ly thủy chân tiễn xuyên qua miệng vết thương vậy mà biến mất thời gian ba hơi thở bị la trinh dùng cái viên này ngọc tỉ xóa sạch mà đường thất bắn ra mũi tên kia cũng sắp trói buộc nước của hắn mạng lưới cho phá hư hết la trinh đã lấy được tự do đúng la trinh sau lưng vậy đối với to lớn lôi xí nhẹ nhàng một cái hắn đã hóa thành một đạo lớn sấm sét từ không trung kích xạ hạ xuống trong tay thừa ảnh kiếm đã chống đỡ tại bụng của đường thất đường thất nhìn ngang la trinh cái kia không cảm tình chút nào hai mắt trong lòng nhịn không được run một cái tại thời khắc này trong lòng đường thất lại hiện ra một tia cảm giác khó nói lên lời hắn cảm thấy đối mặt mình không hề là một sinh linh thậm chí không là một vật thể mà là một loại hư vô tồn tại đi đôi với loại cảm giác quái dị này thưa ảnh kiếm của la trinh tay thuận đâm một cái nhảy lên từ dưới từ trên đã chạm nát đan điền của đường thất sau đó là ngũ tạng lục phủ cuối cùng mới là dấu kín tại náo hải trong linh hồn Bệnh. thưa ảnh kiếm đem đường thất chém thành hai đoạn đồng thời một đạo dài mấy trăm trượng kiếm quang từ phía sau lưng của đường thất thấm ra Nhấc lên sóng lớn ngập trời, thuận thế hướng phía cách đó không xa đường khuyết bay vút đi. chương 2.271, vây kín. chương 2.271, vây kín. Đường khuyết cũng không nghĩ tới La Trinh sẽ dễ như trở bàn tay tránh đi mũi tên kia. Càng thêm thật không ngờ, La Trinh ngược lại mượn nhờ mũi tên kia, từ nước của chính mình trong lưới dây rùa, thậm chí một kiếm chém giết đường thất. Tại sao có thể như vậy? Đường khuyết kinh hoàng phía dưới, hai chân đạp một cái. Ở trên mặt biển nhanh chóng lui về phía sau trượt. Hắn lui về phía sau tốc độ cố nhiên là cực nhanh, có thể la trinh theo vào tốc độ nhanh hơn. La trinh chém ra cái kia một ánh kiếm còn không tới trước mặt của Đường Khuyết, La trinh đã hóa thành một đạo sấm sét vọt lên. Vòng nước xoáy long cách trận. Đường Khuyết lui về phía sau phía dưới, hai tay đột nhiên vung lên. Mấy chục đạo thủy long quyển từ trên mặt biển bay lên, hướng phía La trinh vào đầu xoắn tới. Ken két ken két đối mặt những cái kia vòi rồng nước la trinh liền mắt cũng không nháy một cái thừa ảnh kiếm trong tay hắn không ngừng mà huy động những thứ này chạy về phía nước của la trinh vòi rồng căn bản là không có cách ngăn cản thừa ảnh kiếm phát chạm một đạo đạo thủy long quyển nhanh chóng sụp đổ phúc chạm nát những thứ này vòi rồng nước về sau la trinh đã thiếp thân kháo gần tại bên người của đường khuyết một kiếm sỏ xuyên qua ngực của đường khuyết hắn cầm theo trường kiếm dùng sức bay xuống phía dưới càng đem đường khuyết toàn bộ người ngăn cản sau lưng chính mình mà lúc trước la trinh chém ra cái kia một ánh kiếm giờ phút này mới gào thét mà tới mắt thấy này một ánh kiếm liền muốn đem đường khuyết chém giết đường khuyết đột nhiên cắn răng từ trong đan điền của hắn giật tràn ra một cỗ lực lượng kỳ lạ rầm rầm nhục thể của hắn tại thời khắc này lại bày biện ra trong suốt màu sắc toàn bộ người đều không còn ra hình dạng lại biến thành một đoàn nước theo thừa ảnh kiếm rầm rầm chảy vào trong nước biển cái này là ly thủy thần thông đại viên mãn giai thần thông thủy giải vô hình nay thần thông có thể trong nháy mắt đem thân thể tiêu mất sau đó cùng hắn nước của hắn vực hòa làm một thể nếu là có đầy đủ thời gian vận dụng này thần thông thậm chí có thể khống chế toàn bộ hải vực hô phong hoán vũ đường khuyết dưới tình thế cấp bách đúng là vận dụng này thần thông bỏ trốn thật sự cũng là bước phải gấp cuối cùng cái thế giới này không gian cũng bị phong cấm đường khuyết cũng không cách nào dịch chuyển đào tẩu bọn hắn phủ kín đường lui của la trinh đồng thời cũng phủ kín đường lui của chính mình lại không nghĩ rằng bọn hắn phải đối mặt là một cường đại quái vật thấy một màn như vậy la trinh trong mắt lộ ra một tia ngoài ý muốn hắn cười lạnh một tiếng có chút túi người bàn tay đã đặt ở trên mặt nước chim non hỏa thần đạo ầm ầm một đoàn nóng bỏng hòa cầu ở dưới mặt nước khuyết tán ra Bao phủ la trinh chung quanh mười dặm phạm vi thủy vực. Này một trong thủy vực nước biển ở trong khoảnh khắc, bị này một quả cầu lửa bốc hơi sạch sẽ. Nguyên bản thi triển thủy giải vô hình đường khuyết, cũng bị bốc hơi sạch sẽ. Từ la trinh từ kênh rạch chẳng trịn trong tránh thoát được sau chém giết đường thất, lại thuận thế đem đường khuyết bốc hơi đi. Này một liên xuyến động tác bất quá một lượng cái hô hấp thời gian. 67-356 Tốc độ chi khoái hầu như làm cho không người nào có thể phản ứng. Ngật đứng ở trên đỉnh núi đường vãn, nhìn xem một màn này đã triệt để trận tròn mắt. Hắn hai tên sư đệ thực lực cũng không yếu, lại trong khoảnh khắc bị La Trinh chém giết, đường vãn khó có thể tiếp nhận một màn trước mắt này. Hào hào! La Trinh đem phương viên mười dặm nước biển bốc hơi sạch sẽ về sau, nước biển chung quanh không ngừng mà vào tới, bổ sung dưới chân hắn đích chân không khu vực. Chân! Các ngươi nếu là tìm chết, có thể theo tới ta không ngại lấy đi tánh mạng của các ngươi thanh âm của la trinh lánh khóc như là hàn băng ngàn năm thanh âm này truyền tại mục huyết dung phương hận thiếu cùng đường vãn trong hai, để cho hắn đám toàn thân đưa vào trong hầm băng mục huyết dung trước đây một mực hết sức cẩn thận không có lựa chọn cùng la trinh liều mạng có thể giờ khác này mục huyết dung mới ý thức được rõ ràng thực lực của la trinh bây giờ đã vượt qua dự tính của nàng lúc trước cái kia bị bọn hắn nghiền chạy khắp nơi ra hỏa đã kinh biến đến mức khó có thể ngăn chặn đúng la trinh lại lần nữa hóa thành một đạo tia chớp thẳng bay tới phía trước trốn mà đi mục huyết dung khẽ cắn môi thông chi mặt khác chạy tới đại viên mãn không nên khinh cử vọng đậu chúng ta tiếp tục cùng lập tức nàng cùng phương hận thiếu lại lần nữa hóa thành một đạo huyết hồng theo đuôi tại la trinh đằng sau thực lực của mục huyết dung cuối cùng so với đường khuyết đường thất lợi hại không ít La Trinh tưởng phải giải quyết nàng cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy. La Trinh. Ta hôm nay thế tất sát người. Đường vãn đối với mặt biển rít gào nói. Hắn trừng mắt ba người bỏ chạy phương hướng, khiêng cái kia kiếm thật lớn thuẫn, cắn răng cũng đi theo lên. La Trinh theo này hai cái đại vực tiếp giáp đường ven biển một đường bay nhanh. Này đường ven biển chi trường, ra ngoài dự liệu của hắn. Khi hắn bay nhanh trong quá trình, lại có hai đạo điểm đen từ phương xa vây quanh lại là hai tên đại viên mãn này hai tên đại viên mãn chân thần là hai tên lão giả tóc hoa dâm bọn hắn đến từ chính lãnh gia cùng đường khuyết đường thất bất đồng bọn hắn chứng kiến la trinh sau cũng không có trước tiên lựa chọn ra tay mà là tận lực cùng la trinh bảo trì khoảng cách nhất định rất nhanh càng ngày càng nhiều đại viên mãn chân thần xuất hiện thần gia triệu gia lãnh gia này ít đại viên mãn chân thần lúc ban đầu chứng kiến la trinh nguyên một đám cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc đồng thời cũng kỳ quái phương hận thiếu vì cái gì trước tiên cho bọn hắn chân nguyên truyền âm mãnh liệt cảnh cáo không nên động thủ nay càng là sâu hơn này ít đại viên mãn chân thần rất hiếu kỳ la trinh mặc dù nhưng đã bước chân vào đại viên mãn có thể xem ra không có đáng sợ như vậy chứ nay ít đại viên mãn chân thần cuối cùng không có hành động thiếu suy nghĩ chẳng qua là vây quanh la trinh đưa hắn tiền tiền hậu hậu bao vây lại mà la trinh chẳng qua là thờ ơ lạnh nhạn phối hợp rảnh phi độn về phía trước lấy trong xà linh vực hoa thiên mệnh thông qua truyền tống trận cũng đạt tới tít ngoài rìa một tòa thần thành hắn dẫn theo đông phương ra hai tên đại viên mãn ly khai thần thành về sau mà bắt đầu không ngừng mà thi triển đại na hiện tại tất cả đại viên mãn đều hướng phía trong hải mánh vực tiến đến hoa thiên mệnh tự nhiên cũng không có thể dứt lại phía sau làm hoa thiên mệnh chuyển chuyển qua xà linh vực biên giới lúc có thể bên trái kéo dài không ngừng sơn mạch cùng phía bên phải sóng cả phập phồng biển rộng đây là phương thiên vực cùng hải mánh vực đường danh giới hải mánh vực cùng phương thiên vực không gian đều bị phong cấm tiến vào bên trong sau không thể lại thi triển đại na di chúng ta theo này đường ven biển vây tới mới có thể đem mục tiêu chắn trong hải mánh vực hoa thiên mệnh thản nhiên nói chúng ta cũng có thể trong xà linh vực phục kích chứ đông phương ra một tên đại viên mãn nói ra hoa thiên mệnh lắc đầu Nhập xà linh vực về sau, mục tiêu có thể thi triển Đại Na Di đào tẩu. Điều kiện tiên quyết là đối phương có được Đại Viên Mãn Tu Vi. Dựa theo trước mắt đến xem tám chín phần mười. Nếu như không phải là Đại Viên Mãn chân thần, trước tiên phát ra tin tức mục huyết dung cùng phương hận thiếu sớm đã giải quyết mục tiêu, không có khả năng kéo đến bây giờ. Có thể Hoa Thiên mệnh mơ hồ còn có có chút buồn bực, đối phương chẳng qua chỉ là một gã Đại Viên Mãn mà thôi dùng thực lực của mục huyết dung bọn hắn giải quyết cũng sẽ không quá khó giải quyết vì cái gì một kéo đến kéo dài đến bây giờ đúng vào lúc này hoa thiên mệnh trước người cách đó không xa bỗng nhiên hiện ra ba đạo không gian ba động rất nhanh lại có ba tên đại viên mãn chân thần chuyển chuyển qua đây hoa thiên mệnh chứng kiến cầm đầu một vị lông mày lập tức khẽ nhữ một cái người đến đúng là đông phương thái thanh hai người bọn họ xưa nay không hợp liếc nhau một cái đông phương thái thanh lạnh rên một tiếng không nói một lời mang theo người của chính mình đoạt tiến vào trước hải mánh vực chương 2272, động thủ chương 272 động thủ cao không chi chung mấy chục đạo chân nguyên lặng lẽ giao động xoay quanh tại la trinh chung quanh cái kêu ít đại viên mãn chân thần lợi dụng chân nguyên truyền âm lặng lẽ bắt chuyện còn chưa động thủ sao khoảng cách xả linh giới chỉ có hai vạn dặm lộ trình dựa theo tốc độ bây giờ Thời gian một nén nhang hắn liền có thể đi vào xa linh giới, đến lúc đó sợ lại để cho tiểu tử này bỏ trốn mất dạng. Mục huyết dung, ngươi đang lo lắng cái gì, chúng ta nhiều người như vậy cùng tiến lên, cho dù là á thánh sợ cũng không địch lại. Này ít đại viên mãn chân thần thật sự buồn bực. Tên tuổi của La Trinh có lẽ là hết sức vang dội, nhưng hắn chắc chỉ là vừa mới bước vào đại viên mãn vì cái gì mục huyết dung cùng phương hận thiếu chính là như lâm đại địch một dạng để cho mọi người vây mà không công hào môn liên minh trong đại viên mãn chân thần đám bình thường xem đông phương thái thanh vì lĩnh đầu nhân nhưng đông phương thái thanh không có ở đây thời điểm tức thì sẽ nghe theo mục huyết dung chỉ huy những năm này lưu lạc cấm địa bình thường đều là như thế nhưng bây giờ này ít đại viên mãn chân thần bắt đầu nghi vấn mục huyết dung còn muốn ta lập lại lần nữa sao mục huyết dung thần sắc trong trẻo nhưng lạnh lùng bờ môi hơi động một chút đường khuyết đường thất liên thủ bị la trinh một hiệp đánh chết các ngươi như là muốn chết ta không ngăn nghe được lời của mục huyết dung một ít không biết chuyện đại viên mãn chân thần trên mặt vội hiện kinh ngạc chi sắc lại lần nữa nhìn về phía trong ánh mắt của la trinh đã nhiều hơn một phần cẩn thận đường khuyết đường thất thực lực của hai người tại đại viên mãn chân thần trong đã là không yếu nơi đây tuyệt đại đa số đại viên mãn đều không có chắc thắng hai huynh đệ kia nắm chắc cuối cùng bị la trinh một hiệp đánh chết nếu như không phải là mục huyết dung hôn miệng nói bọn hắn khó mà tin được so sánh với mặt khác đại viên mãn chân thần mục huyết dung sát tâm càng lớn cũng càng hiểu hơn la trinh chính vì vậy nàng mới có thể khắc chế chính mình đã từng nàng bỏ qua đánh chết cơ hội của la trinh vì thế vẫn luôn vô cùng thất vọng nhưng lần này nàng gắng đạt tới không sơ hở tí nào nhưng cũng không thể trơ mắt xem một chút hắn đào thoát chứ một tên đại viên mãn như trước bất mãn nói đông phương thái thanh đã tiến vào hải mánh vực rồi hết thể chờ hắn đến chủ trì đại cục mục huyết dung lạnh kêu lên hào môn liên minh trong những cái kia thánh nhân dặm đông phương thuần quân là tuyệt đối thống trị giả mà ở đại viên mãn ở bên trong đông phương thái thanh đóng vai tương tự chính là nhân vật mục huyết dung tại không có năm chắc phía dưới liền gởi gắm hy vọng trên người đông phương thái thanh trận kia nhỏ nhẹ chân nguyên chấn động vây quanh la trinh không ngừng truyền lại tuy rằng hắn không cách nào biết được bọn hắn nói chuyện với nhau nội dung nhưng khoe miệng của la trinh có chút ố lượng trồi lên một tia cười lạnh bọn người kia ước chừng là tại thương nghị như thế nào đối phó ta đi hiện tại la trinh ngoại trừ mở một đường máu cũng không có kia lựa chọn của hắn cũng trách minh vi cậy mạnh phải từ thần vực đỉnh cấu trúc không gian thông đạo nếu là đổi chỗ khác sợ cũng không có nhiều như vậy chi tiết Liên đang suy tư phía dưới la trình con mắt có chút sáng ngời tại phía trước chỗ xa xa hiện ra một vòng màu xanh nhạt phía dưới này trùng điệp mấy trăm ngàn dặm đường ven biển rõ ràng đến cuối cùng rồi đó là tam vực giao hội chỗ phương thiên vực cùng hải mánh vực đều bị phong cấm này đệ tam giới có lẽ thì có hy vọng nghĩ tới đây la trinh sau lưng này một đôi lôi xí đột nhiên mở ra tốc độ lại vừa nhanh hai phần ngay tại la trinh mới vừa tăng tốc độ thời khắc Phía trước đông nhiên xuất hiện mấy điểm đen nho nhỏ. 67-356. Những thứ này điểm đen nho nhỏ cùng La Trinh đối với hướng mà đi, thế tới tự nhiên là cực nhanh. Lại có vài tên đại viên mãn chân thần bất quá là thời gian trong nháy mắt, La Trinh đã nhìn rõ ràng phía trước nhất hình dạng của người nọ, khẽ to mày, Đông Vương Thái Thanh. Lúc trước cho ngươi một tia kéo dài hơi tàn cơ hội, không nghĩ tới vẹn vẹn thời gian 10 năm liền từ hạ vị chân thần bước vào đại viên mãn chắc hẳn mười năm nay ngươi cũng là cơ duyên vô số quả thật người có đại khí vợ bất quá ngươi đoán ngươi lúc này ở đây còn có hay không vận khí từ trong tay của ta đào thoát đông vương thái thanh khoảng cách la trinh còn còn có mấy trăm dặm xa thanh âm hùng hậu đã truyền lại mà tới hắn cái kêu bàn tay sắt phía trên lóe ra hảo quang màu bạc một đạo lực lượng quỷ dị tại thiết trên tay không ngừng mà chạy xuôi theo có hay không cái vận khí này thử qua chẳng phải sẽ biết. La Trinh nhàn nhạt đáp lại nói, hắn như trước bảo trì cực cao độ tốc, chính là ý định cưỡng ép cứng rắn vượt qua. La Trinh mới vừa nói xong, ánh mắt đã rơi vào sau lưng của Đông Phương Thái Thanh, mi tâm lập tức đột nhiên nhảy dựng, hắn vậy mà thấy được Hoa Thiên Mệnh. Sau lưng của Đông Phương Thái Thanh, từ trong cặp mắt Hoa Thiên Mệnh cũng đầy là dị sắc. Hắn cũng không nghĩ tới lần này hào môn liên minh đại viên mãn chân thần dốc toàn bộ lực lượng, tưởng bắt được mục tiêu lại có thể sẽ là la trinh khi tiến vào phù đảo về sau hoa thiên mệnh cũng lặng yên điều tra qua mặt khác đường tung tích khác những cái kia đường đám đều không có tin tức có thể la trinh trong phù đảo thanh danh thế nhưng là thật lớn tùy tiện nghe ngóng phía dưới đã biết được dùng tu vi của chứng thần vũ giả vượt cấp thắng liên tiếp trong thời gian hải cấm địa bắt đi mấy tên đại viên mãn chân thần cuối cùng cùng hàm ra á thánh cùng chung chạy trốn về la trinh đủ loại đồn đại cũng để cho hoa thiên mệnh âm thầm liễu lưới bất quá những thứ này đồn đại vào mười năm trước cách một tiếng dừng lại từ đó về sau hoa thiên mệnh rốt cuộc điều tra không đến bất luận cái gì tin tức liên quan tới la trinh nay một lần để cho hoa thiên mệnh có chút lo âu la trinh sẽ không vẫn lạc tại nơi nào đó rồi à hắn vạn vạn không nghĩ đến sẽ ở dưới tình hình như vậy đụng phải la trinh la trinh chính là bọn họ đoàn người này muốn bắt mục tiêu giờ phút này hoa thiên mệnh cũng hãm vào trong lo lắng dưới tình huống này la trinh làm sao có thể đào thoát mà ở trước mắt bao người hắn càng không cách nào ra tay giúp la trinh cuối cùng hoa thiên mệnh thật vất vả lẻn vào đông phương gia tộc những năm này kinh doanh phía dưới cũng đã lấy được tín nhiệm của đông phương thuần quân hắn có là trọng yếu hơn sứ mạng đi hoàn thành mắt thấy la trinh khoảng cách đông phương thái thanh khoảng cách càng ngày càng gần trong lòng hoa thiên mệnh cũng càng ngày càng xoắn suýt bất quá sắc mặt hắn như cũng là bình tĩnh như nước nhìn không ra chút nào manh mối tại đây không ngừng tiến gần trong quá trình mục huyết rung trong tay trên huyết sắc đoàn kiếm một cỗ khí tức bạo ngược huyết tán ra màu đỏ sẫm vầng sáng như dòng máu bình thường nhuộm đỏ rực cả nửa bầu trời phương hận thiếu trường kiếm trong tức thì tạo ra một vòng sắc bén kiếm quang quay chung quanh tại mũi kiếm của hắn phía trên phun ra nuốt vào không thôi đường vãn mặt mũi tràn đầy sắc ý khiêng kiếm thuận chính hắn buộc phát ra một cỗ khí tức dày nặng vây quanh La Trinh chung quanh Đại Viên Mãn chân thần đám đều đang âm thầm xúc thế đậu thủ Đông phương Thái Thanh ra lệnh một tiếng từng cỗ một hết sức hùng hậu thần đạo năng lượng đột nhiên bạo phát đi ra thần duyên năm linh thể Gió cư táng thiên đều bởi vì tẩu tác nửa phù sinh bách luyện thành thần nay ít Đại Viên Mãn chân thần đều muốn bản thân lĩnh ngộ thần đạo phát huy đến cực hạn mỗi một cửa viên mãn cấp thần thông một mình thi triển đi ra đều có hủy thiên diệt địa chi uy huống chi hơn hai mươi tên đại viên mãn đồng thời thi triển ầm ầm, trong nháy mắt tất cả thần thông đều giao hội tại trên thân la trinh những thứ này thần thông giữa hai bên dưới tác dụng tạo thành từng đạo lóa mắt dòng năng lượng này luồng năng lượng to lớn chạy cơ hồ đem la trinh quanh thân vạn trượng phạm vi đều hoàn toàn bao phủ tại đây vạn trượng bên trong sinh linh dù cho có được cá thánh tu vi chỉ sợ cũng khó dùng may mắn thoát khỏi mà vẹn vẹn từ nơi này, dòng năng lượng trong khuyết tán ra sóng chấn động ra, liền đem trong vòng ngàn dặm nước biển trừ khử hầu như không còn, mặt khác một bên trong phương thiên vực mấy ngàn dặm sơn mạch cũng biến thành bột mịn. Chương 273 Thừa cơ thu nạp. Chương 2.273 Thừa cơ thu nạp. Mắt thấy này cổ năng lượng to lớn chạy từ bốn phương tám hướng hướng chính mình bao bọc mà đến, La Trinh Linh cơ nhất động. Những năng lượng này chạy trong tích chứa đạo ẩn, đều là viên mãn giai tuy rằng la trinh ý định bái phỏng tất cả đạo địa đó cũng là chuyện ngày sau mỗi một cửa viên mãn giai thần thông đều có thể phát huy tác dụng cực lớn uy lực không thể coi thường cơ hội như vậy la trinh tự nhiên cũng không khả năng buông tha ô ô, ô. ng sừng sững ở chính giữa la trinh hai cái đồng tử biên giới hiện ra hai vòng vòng vàng hắn não hải trong cái kia vô lượng xích bên trên lập tức giấy lên hơn hai mươi đạo quan điểm ngũ hành thần đạo viên mãn linh phong thần đạo viên mãn hậu thổ thần đạo viên mãn sắt thần đạo viên mãn những thứ này hết sức viên mãn đạo ẩn hình thành từng đạo lạc ấn thông qua vô lượng xích nhanh chóng hội tụ tại la trinh thể nội thế giới trên thần cách thời gian không quá đủ la trinh thu nạp thần đạo tốc độ mặc dù nhanh có thể những năng lượng này chảy nhanh chóng xuống lại lúc trước hắn chẳng qua là thu nạp trường phân nửa thần đạo. Thần duyên ngũ linh thể. La Trinh vừa học vừa dùng, thi triển ra trong ngũ hành thần đạo viên mãn dai thần thông. Lúc trước La Trinh tại hạ giới chỗ khám phá nguyên từ thần Sơn, cũng là đem ngũ hành chi lực trộn chung, cho nên vô cùng chắc chắn. Mà thần duyên ngũ linh thể hướng chi đem linh phong, hậu thổ, ly thủy, số hỏa, thanh mục này 5 loại thần đạo hỗn hợp, nay cũng không giống như nguyên tử thần sơn cái loại này trong thiên nhiên rộng lớn hỗn hợp, mà là đối với ngũ hành thần đạo lĩnh ngộ được cực hạn sau sinh ra thần thông. Nhục thể của La Trinh mặt ngoài nhanh chóng hiện ra năm loại bát tạp màu sắc, tăng thêm La Trinh hiện tại đã hết sức cường hãn thân thể, thân thể của hắn chi chắc chắn đã vượt qua tưởng tượng. Kết hí, giờ phút này hắn chính là mạnh mẽ khiêng những năng lượng này chạy cọ rửa, hút vào trong đó đạo ẩn nhìn xem đoàn kia năng lượng to lớn chạy không ngừng co rút lại một ít đại viên mãn chân thần trên mặt tươi cười thậm chí có người thầm cười nhạo mục huyết dung nữ nhân này tuy lợi hại có thể cuối cùng là một đàn bà la trinh bất quá chút năng lực ấy tội gì muốn kéo dài tới đông phương thái thanh đến đây mọi người một cùng ra tay tiểu tử này chỉ sợ chết không thể chết lại bất quá này một tên đại viên mãn chân thần không cần chúng ta nhiều người như vậy động thủ quá để mắt tiểu tử này chứ phía trên mệnh lệnh không là muốn bắt người này sao hiện tại hắn thế nhưng là cái xác không hồn nay ít đại viên mãn chân thần mặt mũi tràn đầy nhẹ nhõm có thể mục hết dùng phương hận thiếu còn có đường vãn cùng đông phương thái thanh trên mặt tức thì không có chút nào vui vẻ la trinh nắm trong tay phía kia ngọc tỷ tưởng muốn tiêu diệt tuyệt chuyện không phải dễ dàng như vậy nhất là đông phương thái thanh nhìn chằm chằm đoàn kia dòng năng lượng mặt mũi tràn đầy đều là vẻ cẩn thận những năng lượng kia chạy đang tỏa ra ánh sáng lóa mắt sau bắt đầu nhanh chóng suy giảm, chỉ lưu lại một đoàn to lớn sương mù. 67-356 Quả nhiên không chết thần trí của Đông Phương Thái Thanh đã xuyên thấu qua sương mù cảm giác được sự hiện hữu của La Trinh. Ngươi vận dụng cái viên này ngọc tỷ có thể biến mất một lần thời gian, tại đây mấy hơi thở ở trong. Ngươi chính là bất tử bất diệt tồn tại, dù cho thánh nhân đều bó tay với ngươi, thế nhưng qua này mấy hơi thở sau đó thì sao ngươi còn có thể tránh thoát sao vừa rồi đông phương thái thanh cũng không có hộ tống những người khác đồng loạt ra tay hiện tại chính là hắn động thủ lúc sau cương kim diệt kết thủ vù 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 trong tầm mắt của mọi người cái kia bàn tay sắt nhanh chóng tăng vọt trong nháy mắt liền biến thành một ngọn núi lớn lớn nhỏ hướng phía đoàn kia sương mù bắt tới kia đại viên mãn chân thần của hắn chứng kiến cử động của đông phương thái thanh đều có chút kỳ quái bị này rộng chừng vạn trượng năng lượng loạn lưu bao vây la trinh thật là chắp cánh tránh khỏi vẹn vẹn bằng vào năng lượng tinh thuần chảy sợ là đã đem la trinh vắt ngay cả cặn cũng không còn chết không thể chết lại đông vương thái thanh hiện đang xuất thủ còn có ý nghĩa gì làm đông vương thái thanh một con kia to lớn thiết thủ hướng phía trong xương khói vồ mạnh mà đi lúc từ trong xương khói bỗng nhiên xuất hiện một cái quả đấm khổng lồ bịch đi đôi với một đạo trấn thai phát điếc nổ mạnh to lớn kia nắm đấm đã đụng vào trên bàn tay Đông Phương Thái Thanh. Này tựa như hai ngọn núi khổng lồ đụng vào nhau. Cương Kim Diệt Kiếp Thủ của Đông Phương Thái Thanh là từ trong Cương Kim Thần Đạo ngộ ra viên mãn giai thần thông. Cương Kim Thần Đạo nguyên bản là hết sức cương mãnh, mà Đông Phương Thái Thanh tế luyện tay phải của hắn vô số năm, hao phí trong Đông Phương ra vô số tài nguyên. Trong Cương Kim Diệt Kiếp Thủ này tích chứa lực lượng kinh khủng, dù cho là một gã Á Thánh cũng phải cẩn thận đương đối hắn nguyên buồn suy nghĩ la trinh bằng vào ngọc tỷ có thể tránh phần đông đại viên mãn chân thần công kích có thể vô pháp tránh đi hắn một chảo này một chảo này đủ để đem la trinh bóng nát đông vương thái thanh vạn vạn không nghĩ đến la trinh thậm chí có năng lực cùng hắn cứng đối cứng to lớn kia tay đến cùng là chuyện gì xảy ra đông vương thái thanh còn còn đắm chìm ở trong nghi ngờ một lực lượng khổng lồ từ thiết truyền tay lần lượt quay đầu lại nay cổ lực lượng mạnh mẽ đông phương thái thanh căn bản là không có cách kháng cự toàn bộ người cơ hồ là không tự chủ được bay ngược hoặc có lẽ là bị la trinh trực tiếp nện đã bay Hắn thiết thủ như cự sơn mà thân thể nhưng chỉ có sáu xích tỏ ra không có ý nghĩa nhìn qua giống như là cực lớn thiết thủ mang theo đông phương thái thanh bay mất nhưng bây giờ không có người chú ý đông phương thái thanh tất cả đại viên mãn chân thần đều nhìn chừng chừng lấy đoàn kia đang chậm rãi tiêu tán sương ngủ tại đám khói mù này ở bên trong một cái thật lớn hình dáng chậm rãi nổi lên la trinh đã kích phát trong cơ thể hoang thần chi lực hóa thành bốn cao hơn ngàn trượng lớn cự nhân ngật đứng ở cao không chi trung mắt nhìn xuống mọi người Này ít đại viên mãn chân thần so sánh với la trinh phía dưới thật sự giống như con kiến nhỏ bé đây đây là cái gì nhục thể của hắn như thế nào trở nên khổng lồ như thế lực lượng thật là cường đại uy áp. hắn là làm sao làm được dùng lực lượng uy áp mà nói so với thánh nhân còn mạnh hơn đại tại chỗ đại viên mãn chân thần đám nguyên một đám đều trận tròn mắt nay ít đại viên mãn chân thần từ la trinh trong cơ thể cảm nhận được lực lượng uy áp trên thực tế chính là hoang thần chi lực uy thế chỉ là bọn hắn cho tới bây giờ không từng chứng kiến hoang thần chi lực tự nhiên ngộ nhận là lực lượng thuần túy tản ra uy áp phải biết rằng mặc dù là thánh nhân khu động bệ thần cựu tinh cũng khó có thể tạo nên khí thế như vậy Nơi xa hoa thiên mệnh thấy một màn như vậy, lông mi cũng là cao cao dơ lên, lúc này thời điểm cũng là hết sức giật mình. Coi như là sức tưởng tượng dù thế nào phong phú, hoa thiên mệnh cũng không nghĩ tới la trình có thể hóa là như thế cự nhân. Hắn chưa từng nghe nói qua, trong thần vực cầm giữ có hạng gì thần thông có thể đem người biến thành so với núi còn muốn lớn hơn, hơn nữa la trình tại cự đại hóa về sau, lực lượng rõ ràng bạo tăng tay như vậy đoạn hoa thiên mệnh cũng rất cảm thấy không thể tưởng tượng thật không biết ngươi từ đâu tu được năng lực như vậy hoa thiên mệnh tại trong lòng nhẹ giọng nói ra còn có kẻ ngăn ta giết chết bất luận tội la trinh lạnh lùng nói cự đại hóa sau đích la trinh dù cho chẳng qua là nhẹ giọng nói chuyện thanh âm kia cũng giống như một đạo đạo sấm sét nổ tung phá lệ văng dội chấn cái kia ít đại viên mãn chân thần hai lô thai kêu ông ông chương hai nghìn hai trăm bảy mươi trấn nhiếp chương 2,274 chân nhiếp. Tiếng nói hạ xuống về sau, phía sau lưng của La Trinh lại lần nữa triển khai một đôi lôi xí. Chẳng qua là bây giờ lôi xí càng là rộng chừng hai vạn trượng, ở trong mắt mọi người, La Trinh triển khai này một đôi lôi xí, vắt ngang nửa bầu trời. La Trinh không hề muốn cùng này ít đại viên mãn chân thần dây dưa. Thời gian kéo dài càng lâu, đối với hắn càng là bất lợi. Tuy nói tại hốn độn dưới đáy đi một lượn, lại bái phục hy ban tặng thực lực của hắn đã có trường túc tình trạng có thể nếu có a thánh thậm chí thánh nhân tự mình chạy đến tưởng muốn thuận lợi trốn về tiên phủ liền không dễ dàng như vậy rồi đúng cái kia rộng chừng hai vạn trượng lôi xí chấn động phía dưới la trinh to lớn thân hình nhẹ nhàng một chuyến chuẩn bị phi độn mà đi mà tất cả mọi người bị khí thế của la trinh chấn nhiếp lại không có một người dám ra tay ngăn trở ngay tại lúc này đường vãn trợt quát một tiếng không nên thả hắn đi coi như là hắn trở nên lớn cũng chỉ thường thôi lần này bọn hắn đường ra đã tổn thất hai tên đại viên mãn chân thần nếu như còn đem la trinh cho thả chạy đường vãn thật không biết trở về như thế nào hướng đường luân báo cáo kết quả công tác nhưng mà đường vãn mới vừa mở miệng nói chuyện la trinh thân thể cao lớn bỗng nhiên phóng ra một bước hắn cơ bàn tay to lớn đã vào đầu hướng phía đường vãn đập tới la trinh tu luyện hoang thần đã coi đã lâu đối với này thân thể khổng lồ khống chế tự nhiên tuy nói xem ra khổng lồ cồng kềnh trên thực tế nhưng vô cùng linh hoạt tốc độ chi khoái xa xa ra ngoài dự liệu của đường vãn chờ cho đường vãn khi phản ứng lại hắn đã vô pháp tránh đi la trinh nhất ba trường này chỉ có thể đem chiếc kia kiếm thật lớn thuẫn ngăn cản ở trước mặt loảng xoảng đường vãn cây kiếm kia thuẫn trong thần vực cũng là nhập lưu hồng mông trí bảo tại la trinh nhất ba trường này phía dưới lập tức tứ phân ngũ liệt lực lượng khổng lồ xuyên thấu qua kiếm thuẫn lan tràn đến trên người đường vãn đường vãn kia giống như diều đứt dây thẳng nhập vào nhất tọa sơn mạch trong vênh long 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 đường vãn thẳng đụng vào một tòa núi lớn phía trên ngọn núi lớn kia trong khoảnh khắc sụp đổ sụp đổ không chỉ có ngọn núi lớn này dọc theo phương thiên vực này đường biên giới hiện lên hình quạt lan tràn ra ngoài một tòa lại một ngồi núi lớn bắt đầu lần lượt sụp đổ này liên tiếp lại có trên trăm tòa núi lớn sụp đổ nếu như là kia đại viên mãn chân thần của hắn ngạnh kháng la trinh nhất ba trường này chỉ sợ đã là mất mạng đường vãn ở dưới tình thế cấp bách vận chuyển hậu thổ thân đạo đem bản thân gánh nổi lực lượng dịch chuyển ở trong đại sơn xem như miễn cưỡng bảo vệ một cái mạng nhưng hắn hiện tại thậm chí ngay cả từ trong đá vụn chui ra ngoài lực lượng đều không có chứng kiến kết quả của đường vãn hiện trường càng thêm yên tĩnh tại đại viên mãn chân thần trong mắt thực lực của đường vãn gần với mục huyết dung cùng đông phương thái thành thậm chí so với phương hận thiếu đều mạnh trên một đường đường vãn đều bị la trinh nhất ba trưởng phiến nửa chết nửa sống mặt khác đại viên mãn chân thần động thủ bây giờ há không phải cùng tự tìm cái chết không thể nghi ngờ gió biển hô lạp lạp thổi lất phất những cái kia núi lớn nước vỡ về sau lưu động nước biển chảy ngược mà đến phát ra hoa lạp lạp tiếng nước chảy coi như là mục huyết dung tại thời khắc này cũng ngậm miệng mong Đông Phương Thái Thanh từ xa xa phi độn mà đến, sắc mặt của hắn nhìn qua vô cùng nhợt nhạt. Sáu mươi bảy ba trăm năm mươi sáu, La Trinh một quyền kia ném ra đến, đập hắn đã bay trên trăm dặm xa. Hắn cái kia bàn tay sắt, hiện tại đã hóa thành nguyên bản lớn nhỏ, nhưng ở thiết thủ trên mu bàn tay đã che kín một mảnh dài hẹp nhỏ vụn vết dạn, hiển nhiên La Trinh một quyền kia để cho hắn nhận lấy thương không nhẹ. Đông Phương Thái Thanh dùng ánh mắt phức tạp dừng ở cái kia thân thể cao lớn lúc này đây vây bắt la trinh đang chuẩn bị chưa đủ cho dù hào môn liên minh vô cùng coi trọng lại để cho tất cả đại viên mãn dốc toàn bộ lực lượng nhưng bọn họ thủy chung dùng làm mục tiêu chẳng qua là một chân thần tu vi tối đa cũng chẳng qua là đại viên mãn cảnh la trinh đích xác chẳng qua là đại viên mãn cảnh nhưng thực lực bây giờ chỉ sợ cũng liền a thánh đều khó chống lại bọn hắn hiện tại một cùng ra tay cũng không cách nào lưu lại la trinh chỉ biết bằng thêm tử thương trước mắt bao người la trinh hóa thành độn quang chạy như bay cái kêu ít đại viên mãn chân thần đám đều đứng thẳng đứng ở chỗ cũ đồng thời nhìn về phía đông phương thái thanh bọn hắn cũng muốn biết hiện tại phải nên làm như thế nào cùng đông phương thái thanh trầm mặt vẫy vây tay vì vậy này ít đại viên mãn chân thần đám cũng chỉ có thể cẩn thận theo đuôi sau lưng la trinh cẩn thận cho phép này ít đại viên mãn chân thần càng là cùng la trinh kéo ra khoảng cách không nhỏ vạn nhất gia hỏa này thay đổi chủ ý bọn hắn cũng tốt chạy từ tán tuy nói bọn họ là đánh không lại la trinh nhưng đào tẩu còn không có vấn đề quá lớn tại là một đám đại viên mãn chân thần bao la đi theo la trinh đằng sau giống như hộ giá hộ tống vậy la trinh tại xẹt qua hoa thiên mệnh thời khắc ánh mắt lặng yên lường hắn lập tức lặng yên vận dụng chân nguyên truyền âm nói thiên mệnh huynh hoa thiên mệnh nghe thế một tia chân nguyên truyền âm về sau chính là phiêu nhiên nhi khởi Chân nguyên truyền âm sẽ ở truyền đi trong quá trình truyền lại sóng chấn động bé nhỏ. Ở đây này ít đại viên mãn chân thần đều có thể phát giác được. Vì để tránh cho mặt khác đại viên mãn chân thần phát hiện, Hoa Thiên Mệnh tận lực xông vào tất cả đại viên mãn chân thần phía trước nhất. Như vậy hắn hướng La Trình chân nguyên truyền âm chấn động liền sẽ không vì những người khác phát giác. Hơn nữa Hoa Thiên Mệnh những năm này biểu hiện, luôn luôn đều là kẻ tài cao gan cũng lớn. Người ngoài nhìn Hoa Thiên Mệnh theo sát sau lưng La Trình cũng sẽ cho rằng hoa thiên mệnh không hề quá e ngại la trinh la trinh huynh những năm này không thấy bước tiến dài đã để cho thiên mệnh xấu hổ hoa thiên mệnh bờ môi nhẹ nhàng khẽ động dùng chân nguyên truyền âm nói ra ngươi mai phục ở đó một nhà hảo phú la trinh hỏi đông phương ra hoa thiên mệnh nói nghe được cái này đáp án la trinh hơi cảm thấy ngoài ý muốn hắn trong đại diễn chi vũ liền từng nghe sao vĩ nhắc qua hoa thiên mệnh có số mạng của chính mình không nghĩ tới đã đến thần vực về sau hắn quả nhiên cùng mình rời đi một cái hoàn toàn khác nhau đường vậy mà lại ẩn nút trong đông phương gia nhưng nghĩ tới đông phương gia trong tâm của la trinh có chút ngày dự ngày đó hắn trong lòng đất cùng mẫu thân gặp nhau sau đó vận dụng linh ô dưới việc tu luyện trực tiếp bị mẫu thân đưa ra thần vực mẫu thân chính là nói cho hắn biết những cái kia thánh nhân đã tìm được mẫu thân cho tới bây giờ la trinh cũng không biết mẹ vận mệnh bao nhiêu nàng có phải hay không là bị đông phương thuần quân bắt đi Người đang ở đây đông phương ra có từng nghe nói qua lê lạc thủy người này la trinh bỗng nhiên mở miệng hỏi lê lạc thủy hoa thiên mệnh không từng nghe nói qua cái tên xa lạ này chính là hồi đáp chưa từng nghe nói qua lê lạc thủy này là ai quyển sách say nhanh đổi mới bài đủ sẽ ập nửa phụ sinh nghe được lời của hoa thiên mệnh tâm cảnh của la trinh khẽ hơi trầm xuống một cái Hắn sợ nhất là Lê Lạc Thủy trực tiếp vỡ lạc, so sánh dưới hắn tình nguyện mẫu thân là bị Đông Phương thuần quân hắn bắt đi, ít nhất như vậy là Trinh còn có cơ hội. Nàng là mẫu thân của ta là Trinh hồi đáp. Mẫu thân hoa thiên mệnh hơi sướng sở. Mười năm trước, mẫu thân vì cứu ta đem ta cưỡng ép đưa đến, nàng có khả năng rơi vào Đông Phương thuần quân trong tay là Trinh lại nói. Ánh mắt của hoa thiên mệnh hơi loại lên, trầm ngâm một chút mới lên tiếng, những năm này, ta rất được Đông Phương thuần quân coi trọng có thể tùy ý ra vào đông phương ra phù đảo bất kỳ địa phương nào ngoại trừ phù đảo hậu điện ta ngược lại thật ra nghe đông phương ra một vị á thánh phàn nàn qua thuần quân đại thánh đắm chìm trong nữ xác những năm này không muốn phát triển thu được hoa thiên mệnh chân nguyên truyền âm về sau ánh mắt của la trinh bỗng nhiên sáng ngời chương 2275 thành công đào thoát chương 2.275 thành công đào thoát Chấm mê nữ sắc là có ý gì la trinh vội vàng lại hỏi tục truyền là thuần quân đại thánh mê luyến một nữ nhân nữ nhân này liền được an trí ở hậu điện những năm gần đây này còn nhiều lần vì nàng tiến vào thời gian hải tìm kiếm nàng nguyên lai thân hình không biết nữ nhân này có phải là mẹ ruột của ngươi hoa thiên mệnh hồi đáp tìm kiếm thân hình tâm của la trinh khẽ giật mình phảng phất có một tảng đá rơi xuống đất sâu trong đáy lòng truyền đến một cô yên tâm cảm giác như vậy lại nói tiếp nữ nhân này tám chín phần mười chính là mẹ ruột của chính mình rồi nàng quả nhiên không có chết hơn nữa đông phương thuần quân còn đang giúp nàng tìm kiếm thân hình bất kể như thế nào cuối cùng không có vẫn lạc hoa thiên mệnh từ trong sự trầm mặc của la trinh phát giác khác thường lập tức hỏi nữ nhân kia không phải là mẹ ruột của ngươi chứ phải như vậy la trinh hồi đáp lúc này đây đến phiên hoa thiên mệnh kinh ngạc phụ thân của la trinh la tiêu cùng mục hải cực chính là là tử địch mà Hoa Thiên Mệnh những năm này cũng dần dần hiểu được chân tướng, lúc trước phát động Hoàn Vũ chiến tranh mục hải cực, cũng bất quá là Đông Phương thuần quân tay chân mà thôi, nói cách khác là tiêu chân chính cựu địch, chính là này đây Đông Phương thuần quân cầm đầu hào môn liên minh. Mẹ ruột của La Trinh kia Lê Lạc Thủy là chuyện gì xảy ra, như thế nào Đông Phương thuần quân lại si mê như thế? Hoa Thiên Mệnh cũng là rất cảm thấy hỗn loạn. Hiện tại La Trinh tự nhiên không có cơ hội giải thích với Hoa Thiên Mệnh quá nhiều ở phía trước của hắn hơn mười dặm chính là ba cái đại vực chỗ giao nhau một khi từ trong phương thiên vực cùng hải mánh vực thoát ly hắn thì sẽ lại lần nữa thử nghiệm đại na ngay tại lúc này đông phương thái thanh lên tiếng lần nữa hướng mặt khác đại viên mãn chân thần chân nguyên chuyên âm chư vị la trinh tiến vào xà linh vực sau nhất định sẽ thi triển đại na bỏ chạy trong xà linh vực không khỏi không gian na ta nghĩ nếm thử một lần nữa cứ như vậy trơ mắt thả la trinh ly khai Tất cả mọi người vô cùng không căm lòng. Như thế nào thử nghiệm? Gia hỏa này thực lực mạnh hơn chúng ta một mảng lớn. Hắn không tới giết chúng ta đều là cảm ơn trời đất một tên đại viên mãn chân thần bất đắc dĩ nói. Kia đại viên mãn chân thần của hắn cũng đều là vẻ mặt hâm hực. Mấy mười tên nhà giàu có đại viên mãn chân thần cuối cùng bị la trinh một người chấn nhiếp. Điều này thật sự là quá thật xấu hổ chết người ta rồi. Có thể nhìn cái kia mấy ngàn trượng cao quái vật khổng lồ thì có ai dám lướt kỳ phong mang đông phương thái thanh cười nhạt một tiếng đột nhiên hỏi hắn trừ cái này bức thân hình thật sự mạnh hơn chúng ta nhiều sao như vậy nếu là nơi này không gian không có bị phong cấm các ngươi tại sao phải sợ hắn sao nghe nói như thế cái kêu ít đại viên mãn chân thần con mắt đều hơi hơi sáng ngời đúng hắn chẳng qua là thân thể cường hãn mà thôi theo dựa vào là sức mạnh cực kỳ mạnh nếu như không phải là không gian phong cấm hắn mơ tưởng đụng phải ta nói cho cùng hắn còn là một người đại viên mãn chân thần cũng không phải a thánh cấp độ thực lực càng cao lực lượng tác dụng lại càng không rõ rệt đã đến thánh nhân giai đoạn này đều là thi triển đại thần thông chưa có lực lượng thuần túy đọ sức mấu chốt nguyên nhân là rất khó đem lực lượng chút xuống đến trên thân đối phương hoang thần của la trinh thân thể thật là lợi hại nhưng một khi tiến vào xà linh vực về sau uy hiếp liền trên diện rộng hạ thấp ai sẽ ngu đứng ở nơi đó để cho la trinh nện đến lúc đó bọn hắn này ít đại viên mãn chân thần không ngừng dịch chuyển phía dưới la trinh tất nhiên không phải là đối thủ có thể la trinh tiến vào xà linh vực sau cũng sẽ thi triển đại na tưởng muốn lưu hắn lại cũng không phải dễ dàng như vậy mục huyết dung thản nhiên nói đông phương thái thanh cười nhạt một tiếng dễ nói ta đem phù thổ chung đã mang đến nghe được phù thổ chung ba chữ tất cả đại viên mãn chân thần trong mắt đều là hào quang loại lên. Phù thổ chung này là một kiện không gian pháp bảo, cả trong thần vực cũng chỉ có món này. Chung này vì không gian thần đạo đạo bia phía dưới đất mặt sở tạo, những thứ này đất mặt vô số năm qua trồng chất tại không gian thần đạo đạo bia phía dưới, đã bị đạo ẩn nhuộm dần phía dưới, trở nên hết sức có linh tính, tuy dùng này đất chế tạo không gian pháp bảo cũng là phi phạm tồn tại. Bất quá những thứ này đất mặt bị đào móc về sau, không gian thần đạo đạo bia vẫn luôn là đứng lơ lửng trên không loại tài liệu này coi như là tuyệt sau người không thể phỏng chế ra đệ nhị kiện phù thổ chung 67-356 nếu là vận dụng phù thổ chung đem la trinh bao phủ về sau giống nhau có thể đoạn tuyệt hắn đại na di năng lực đến lúc đó la trinh coi như là thực lực có mạnh hơn nữa ở trước mặt mọi người cũng là dê đợi làm thịt cái kêu ít đại viên mãn chân thần đám nguyên bản thấp rơi sĩ khí lại dần dần ngẩng cao lên có thể không biết bọn họ chính là Đông Phương Thái Thanh chân nguyên truyền âm đồng thời, Hoa Thiên Mệnh đã đem tính toán của bọn hắn còn nguyên truyền cho La Trinh. Thế ra phủ thổ chung này cũng sẽ xúc động không gian pháp tắc, thu nhận thống ngự phiến đá trừng phạt, cho nên Đông Phương Thái Thanh sẽ khi tiến vào xà linh giới sau vận dụng Hoa Thiên Mệnh nói nhỏ. Ta hiểu được La Trinh cười lạnh một tiếng, hiện tại xà linh giới chỉ có một bước xa, hắn đương nhiên sẽ không ngu cùng Đông Phương Thái Thanh tế ra pháp bảo này lập tức hắn nói với hoa thiên mệnh nếu ngươi có thể tìm tới mặt khác đường còn xin bọn họ tiến về trước tiên phủ lang tuyển sâm lâm trong tới tìm ta thiên mệnh huynh sau này còn gặp lại vừa mới nói xong la trinh lại bỗng nhiên xoay người một cái tại không có bất kỳ dấu hiệu phía dưới la trinh cái kia rộng chừng hơn một trăm trượng tay khổng lồ liền hướng phía đông phương thái thanh đánh ra đông phương thái thanh chính tính toán tế ra phủ thổ chung thời gian đâu rồi mà kia đại viên mãn chân thần của hắn cũng là vận sức chờ phát động. Một khi La Trinh bị phù thổ trung cầm giữ không gian, bọn hắn thì sẽ lại ra tay nữa. Vạn vạn không nghĩ đến La Trinh sẽ ở giờ phút quan trọng này, lại đột nhiên hướng đông phương Thái Thanh chất vấn. Vù vù! Nhìn xem La Trinh nhất ba trường này, sắc mặt của đông phương Thái Thanh cũng là đại biến. Vừa rồi hắn toàn lực ứng phó phía dưới đối nghịch với La Trinh một quyền, hắn cái kia bàn tay sắt đều sắp phá nát nếu như mình bị nhất ba trưởng này vô biên chắc hậu quả có thể nghĩ hắn cũng không giống như đường vãn như vậy tu luyện hậu thổ thần đạo có thể đem bản thân chỗ thừa lực lượng truyền đưa cho đại địa chiếu u cắn răng phía dưới đông phương thái thanh toàn lực hướng phía phía dưới đột nhiên trầm xuống la trinh cái kêu bàn tay khổng lồ kính từ khi đỉnh đầu của đông phương thái thanh sẽ qua nhất ba trưởng này mang theo cuồng phong như là từng cây roi quất vào đỉnh đầu của đông phương thái thanh lại để cho da đầu của hắn đau nhức. Nhất. nhất ba trưởng đem Đông Phương Thái Thanh tránh đi về sau, La Trinh sau lưng to lớn lôi xí đột nhiên lóe lên. Đùng. La Trinh toàn bộ người đã đoạt trước một bước bước vào xà linh giới, xoay đầu lại hướng phía mọi người mỉm cười, toàn bộ người mà bắt đầu không ngừng mà thu nhỏ lại. Mà đang thu nhỏ lại đồng thời, hắn đã thi triển đại na di cấu trúc ra một cái không gian thông đạo, lập tức liền biến mất ở trong mắt mọi người. Đuổi theo hắn chẳng qua là đại viên mãn bằng vào đại na di chạy không xa còn có cơ hội bắt hắn phản ứng lại đại viên mãn chân thần đám cũng nhanh chóng bước vào trong xà linh giới riêng phần mình thi triển đại na di mà la trinh đang thi triển đại na di đồng thời cấn chữ làm đã cầm trong tay từ không gian thông đạo trong chui ra ngoài lập tức hắn đã đem cấn chữ làm kích hoạt mà cấn chữ làm lại lần nữa cấu trúc ra một cái thông hướng tiên phủ không gian thông đạo không có chút nào do dự La Trinh liền chui vào này không gian thông đạo